em gái của một người đường đường là phó thị trưởng thường trực bị cưỡng hiếp. Anh ta sẽ ra ngoài gặp mọi người thế nào được đây? Làm sao ngẩng đầu lên trong thành ủy, thật là đen như chó. Làm sao mà anh ta làm việc ngay thẳng, có đầu có cuối mà lại có một cô em gái ngốc nghếch không có đầu óc thế này cơ chứ? Chu Minh Nhã ơi, Chu Minh Nhã, cô có mê tiền thì cũng đừng lấy danh dự cả đời mình đi đổi thế chứ. Kiếm tiền thiếu gì cách chứ sao lại phải làm nhục chính mình. Nhưng Chu Minh Nhã từ trước đến nay không nghe lời của anh ta. Từ nhỏ đã là một thiếu nữ có vấn đề rồi, phản nghịch ngạo mạn không chịu nổi, tham ăn lười làm, mơ mộng được gả vào nhà giàu, sống cuộc đời ngồi mắt ăn bát vàng. Anh ta không ít lần dạy cô ta làm người phải tự lập nhưng cô ta không nghe, chỉ muốn kiếm tiền nhẹ nhàng, há miệng chờ sung. Bây giờ thì hay rồi đây, gây náo loạn hết cả lên. Chu Minh Hoành tức giận đến chết cũng biết rõ ràng, Chu Minh Nhã chắc chắn là có người thúc giục phía sau, có người ở sau lưng cô ta vạch mưu kế. Chẳng phải là Trương Quốc Vĩ thì còn có thể là ai? Trương Quốc Vĩ ở phía sau bức màn. Anh ta hoài nghi là hoài nghi như vậy nhưng lại không nắm được chút nhược điểm nào của Trương Quốc Vĩ. Nói không chừng còn có bóng dáng của Ngưu Lâm Quảng bên trong. Nghĩ lại, phỏng chừng cũng có bút tích của Kim Cương. Nhưng anh ta cũng vừa mới nói chuyện điện thoại với Kim Cương thề thốt phủ nhận. Anh ta cũng biết tuy là anh ta có mối quan hệ không tồi với Ngưu Lâm Quảng và Kim Cương nhưng so sánh một chút, thì hai người đó vẫn là nghe lời Trương Quốc Vĩ hơn. Làm sao bây giờ? Chu Minh Hoành giận hồi lâu. Trên thực tế chẳng có chút cách giải quyết nào. Sự việc tiến triển nhanh đã đi đến trình tự tư pháp. Anh ta có chen tay vào thì cũng đã hơi muộn rồi. Nhưng chậm còn hơn là không. Chuyện tốt nhất vẫn nên khống chế trong phạm vi có thể khống chế được. Anh ta nhấc điện thoại lên, trực tiếp gọi điện thoại cho kiểm sát trưởng thành phố Tống Nhất Phi. Kiểm sát trưởng Tống, chuyện còn có cứu vãn được hay không? Chu Minh Hoành và Tống Chi Vi có chút qua lại, thế nên cũng không phải vòng vo. Trừ phi đương sự rút đơn kiện, nếu không bước tiếp theo liền đệ trình tòa án thẩm tra xử lý. Tống Chi Vi tuyệt nhiên không ngạc nhiên khi Chu Minh Hoành gọi điện thoại tới. Ông ta cũng đã sớm tìm câu trả lời. Vậy thì phiền anh kéo dài một chút. Tôi sẽ tận tâm làm công tác thông suốt cho Minh Nhã. Tình hình tôi cũng đã báo cáo với Bí Thư Hạ. Bí Thư Hạ cũng đã ra chỉ thị tinh thần. Tống Chi Vi hiển nhiên là có ý lộ ra thông tin cho Chu Minh Hoành. Chu Minh Hoành quả nhiên một lòng lập tức nhớ ra. Bí Thư Hạ có thái độ gì? Chương 1143, thắng thua bất luận, tình hình biến đổi. Tinh thần chỉ đạo của Bí Thư Hạ là làm việc theo quy định. Không được mềm mỏng nhưng phải được khống chế trong phạm vi nhất định. Giọng điệu của Tống Chiếm Vị rất bình tĩnh, làm cho mọi người cảm thấy không phải là y đang thiên hướng trên phương diện của sự kiện. Làm một kiểm sát trưởng, cần phải khống chế tốt những cảm xúc của mình, bởi vì các vụ án qua tay y, đều là bi kịch của nhân gian. Không phải bi kịch với thảm kịch, cũng sẽ không làm loạn đến mức không chết không ngừng. Chu Minh Hoành phải cảm ơn Tống Chiếm Vị, tim đập thình thịch rất mạnh mãi không chịu dịu xuống. Tống Chiếm Vị ám chỉ rất rõ ràng, đó là nói cho y biết Bí Thư Hạ vô cùng chắc chắn, một chút cũng không hoảng sợ. Hơn nữa cũng sẽ không mở miệng nói một câu vì Mạnh Thiên Nguyên. Chẳng lẽ nói, Bí Thư Hạ sẽ ngồi yên nhìn Mạnh Thiên Nguyên chịu hình phạt sao? Với quyền uy bí thư của hắn, âm thầm thực hiện sức ảnh hưởng của mình, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến việc thẩm tra và phán quyết của cơ quan tư pháp. Thậm chí có thể để cơ quan kiểm sát lấy lý do sự thật không rõ nên không thể thụ lý trả lời bên phía cơ quan công an, nhưng Bí Thư Hạ rõ ràng không có ý dùng sức ảnh hưởng của mình để thực hiện, hắn buông tay mặc kệ hay có chuẩn bị gì ở phía sau. Chu Minh Hoành thật sự trong lòng không hiểu, sự việc làm ầm lên, sẽ không có lợi gì cho y, đối với Chu Minh Nhã lại càng không. Nhưng không cần biết sẽ có hậu quả thế nào, cổ động người của Chu Minh Nhã bất luận thắng thua đều không có bất kỳ tổn thất nào. Người thua cuộc cuối cùng vẫn là Chu Minh Nhã, y cũng sẽ bị liên lụy. Chu Minh Hoành muốn gặp Trương Quốc Vĩ hỏi cho rõ ràng sự tình, nhưng lại không hỏi nữa, vì biết dù có hỏi cũng sẽ không nhận được kết quả gì. Ngược lại còn thể hiện y không có chút hiểu biết gì về chính trị, không biết chừng còn có thể bị Trương Quốc Vĩ châm biếm đến mặt xám mày cho. Có nên dựa vào Bí Thư Hạ không? Một suy nghĩ đột nhiên thoáng qua, khiến Chu Minh Hoành cũng cảm thấy giật mình. Y cố gắng gạt ý nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Sự việc chưa đến mức quá phức tạp, y vẫn còn con đường để lui. Tuy nhiên, y cũng biết rõ, Chu Minh Nhã khẳng định không hề bị Mạnh Thiên Nguyên cưỡng hiếp, y biết rõ em gái mình là người như thế nào.
Với tính cách của Chu Minh Nhã, với một người trẻ tuổi nhiều tiền như Mạnh Thiên Nguyên, nó không nhất định có nhiều chủ động. Ôi, không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng thấy mất mặt. Chu Minh Hoành ngồi bất lực trên ghế, y đang lâm vào tình huống vô cùng phiền não. Ngày hôm sau, sắp đến giờ nghỉ trưa, theo tin tức truyền ra của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Vương Trường Viễn được bổ nhiệm làm tuần tra viên cấp phó giám đốc sở tài chính tỉnh. Khi tin tức được truyền đến, tất cả mọi người đều rộ lên. Thành phố Tần Đường lập tức cuộn lên cơn phong ba bão táp. Một tuần tra viên cấp phó giám đốc sở chắc là giải quyết rồi. Nhưng mặt ngoài tuy là thăng còn bên trong lại là giáng, còn trẻ tuổi mà đã làm tuần tra viên. Về sau tiền đồ còn rộng mở thế nào? Nói thật, vẫn không có lợi bằng điều ngang qua đảm nhận chức trưởng phòng của sở tài chính, ít nhất cũng có khả năng lên chức phó giám đốc sở, sau đó là giám đốc sở. Bây giờ là tuần tra viên, ước chừng sẽ làm tuần tra viên cho đến lúc nghỉ hưu thì thôi. Thê thảm rồi, nghĩ lại ngày trước giám đốc sở tài chính Tần Đường Vương Trường Viễn oai phong hăng hái, không ngờ lại rơi xuống kết cục như thế, có người tiếc cho, có người tiếc than, có người thấy may mắn, có kẻ vui sướng khi người gặp họa. Mọi người không khỏi phải đoán trong đó rốt cuộc ở chỗ nào xảy ra vấn đề. Cuối cùng nhất trí đưa ra kết luận, Vương Trường Viễn đã đi theo nhầm người, đứng nhầm vào đội ngũ, khẳng định y ở đâu đó đắc tội với Bí Thư Hạ, bị Bí Thư Hạ một phát đá văng ra, trực tiếp đuổi ra khỏi Tần Đường. Cũng phải, cục tài chính quyền cao chức trọng không nằm trong tay Bí Thư, mà nằm trong tay thị trường, vậy thì thể diện của Bí Thư tồn tại ở đâu? Tuy nhiên lại phải nghĩ lại, Vương Trường Viễn đi rồi, vẫn còn La Chính Nguyên, cục tài chính vẫn nằm trong tay thị trưởng Trương, Bí Thư Hạ cũng không thể có được thắng lợi hoàn toàn. Nhưng không thể không nói, kết cục của Vương Trường Viễn cũng đủ làm cho thế lực của Trương Quốc Vĩ phải kinh sợ. Ngay đến cả sau khi Trương Quốc Vĩ nghe quyết định của tỉnh ủy, vẻ mặt kinh ngạc sửng sốt hồi lâu. Hậu quả trực tiếp chính là, sau khi La Chính Nguyên nghe tin xong, ngồi bất động trong phòng đến nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng ra một quyết định khó khăn. Đó là chỉnh sửa lại hoàn tất tập tài liệu tập hợp công tác năm nay của Cục Tài chính ở trong tay, chuẩn bị báo cáo công việc chi tiết với Bí Thư Hạ. La Chính Nguyên xem như hiểu rõ một sự lý, Bí Thư Hạ không giống như Bí Thư của hai nhiệm kỳ trước. Bí Thư Hạ tuy rằng có hậu thuẫn phía sau rất lớn là Tống Triều Độ đã rời khỏi tỉnh Yến, nhưng hắn có tâm cơ, có thủ đoạn. Hơn nữa còn có những thủ đoạn vô cùng cao siêu. Tuy nhiên đằng sau vụ việc Vương Trường Viễn bị đá ra ngoài có bóng dáng của Bí Thư Hạ hay không, La Chính Nguyên không dám khẳng định, nhưng y cũng hiểu một điểm, đối với việc Vương Trường Viễn có kết cục thảm hại như vậy, Bí Thư Hạ mang thái độ lạc quan. Y bây giờ cũng phải cẩn thận, nếu cẩn thận thì mới đi được con đường xa, tuyệt đối không được để cho Bí Thư Hạ nắm được nhược điểm của mình. Vì vậy, phải báo cáo công việc đúng lúc, xin chỉ thị nhiều hơn mới tốt. Đương nhiên, y vẫn dựa vào thị trưởng Trương là chính, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với Bí Thư Hạ. Sự thất bại của Vương Trường Viễn ở thành phố Tần Đường đã gây nên một chấn động không nhỏ. Mỗi người đều bàn tán, đều suy đoán trận chiến không nhìn thấy bóng dáng của đao kiếm trong đó, mặc dù không ai biết rõ rốt cục đằng sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người đều rút ra một kết luận chính là, Bí Thư Hạ trong việc điều chỉnh nhân sự, không phải là trận thắng lợi nhỏ mà là một trận thắng lớn. Ngay cả Bí Thư Phạm cũng xem như là có thắng lợi nhỏ, mà chỉ có thị trưởng Trương là người thua cuộc duy nhất. Thua cục giáo dục, thua cục đất đai, rồi thua Vương Trường Viễn, quả thực là quá thê thảm. Thị trưởng Trương làm thế nào để kết thúc đây? Một số người bị Trương Quốc Vĩ chèn ép tới không thể ngẩng đầu lên đang cảm thấy vui mừng mà nghĩ. Cùng lúc đó, những cán bộ trung cấp đến báo cáo công việc với Bí Thư Hạ nhiều lên trông thấy. Nếu nói rằng cán bộ của tỉnh ủy không đủ để khiến cho Trương Quốc Vĩ cảnh giác, thì có một số nhân vật số 1 số 2 của cấp quận huyện cũng bắt đầu có những hành động, khiến cho y âm thầm kinh hãi. Biết việc Vương Trường Viễn bị đá ra ngoài sẽ đem lại những ảnh hưởng không nhỏ tới y, khiến quyền uy của y giảm đi rất nhiều. Uy vọng của Hạ Tưởng đã mơ hồ có xu thế chạy song song với y. Trương Quốc Vĩ quyết định trả đòn, chuẩn bị sử dụng biện pháp xoay chuyển tình thế để gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho Hạ Tưởng. Nhưng đồng thời y cũng biết, Hạ Tưởng bề ngoài đã thắng một ván, nhưng trên thực tế, vấn đề khó đang còn ở phía sau. Bởi vì sự bao vây của Lưu Kiệt Huy đã chính thức bắt đầu. Cuối tháng 1 năm 2009, đơn xin nghỉ bệnh của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Trần Thiên Thu, được tỉnh ủy chấp nhận. Trần Thiên Thu không đảm nhiệm chức trưởng ban tuyên giáo thành phố Tần Đường,
đồng thời từ chức ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Tần Đường. Vì vậy, Tần Đường lại có một sự điều chỉnh nhân sự lớn, hấp dẫn được sự quan tâm, để ý của rất nhiều người. Hạ Tưởng chủ trì cuộc họp cán bộ trung cấp thành phố Tần Đường, thể hiện sự nuối tiếc về việc đồng chí Trần Thiên Thu xin từ chức, đồng thời khẳng định đầy đủ thời gian công tác của Trần Thiên Thu. Khi cáo biệt Trần Thiên Thu, khung cảnh rất nghiêm túc và trang trọng. Đồng chí Trần Thiên Thu từ chức là vì bệnh nặng, vì vậy tất cả mọi người đều biết thời gian đồng chí còn làm việc tại đây không còn nhiều, tất cả mọi người đều đối xử với ông vô cùng khách khí và tôn trọng. Sau khi Trần Thiên Thu từ chức, liên quan đến vấn đề ứng cử viên kế nhiệm vị trí của Trần Thiên Thu, đã chính thức nổi lên khỏi mặt nước. Khi tỉnh ủy trưng cầu chiếu lệ ý kiến của thành ủy Tần Đường, Hạ Tưởng trả lời là sẽ hoàn toàn phục tùng theo sự sắp xếp của tỉnh ủy. Trương Quốc Vĩ thì trịnh trọng đề bạt, phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Lỗ Thâm Hải. Một vòng đọ sức nhân sự mới, lại khiến đại cục của Tần Đường đột ngột và căng thẳng không ít. Bởi vì ủy viên thường vụ thành ủy là một ghế chống chốt yếu, liên quan đến sự so sánh lực lượng trong hội nghị thường vụ. Đặc biệt là trong tình thế Hạ Tưởng bắt đầu đứng vững chân ở Tần Đường. Nếu như trưởng ban tuyên giáo mới nhậm chức và bí thư cùng nhất trí một lòng với nhau, thì bí thư Hạ sẽ có thể tiếp tục mở ra cục diện, dần dần củng cố vị trí ở Tần Đường. Nhưng nếu như là người của thị trưởng Trương, thì những cố gắng của bí thư Hạ trước đây đều đổ ra sông ra biển hết, thế lực dần dần bị thu hẹp, đến cuối cùng hoàn toàn thất thế ở Tần Đường. Sự việc liên quan đến vấn đề so sánh lực lượng trong hội nghị thường vụ, tuyệt đối là việc lớn làm cho tất cả mọi người đều chú ý. Chương 1144, chính phản, mượn súng đánh chó. Nhưng vấn đề bổ nhiệm ai là do tỉnh ủy quyết định, thành ủy Tần Đường chỉ có quyền đề cử, chứ không có quyền phát ngôn. Bởi vậy, phần lớn mọi người chú ý thì chú ý, nhưng cũng biết còn lâu mới tới lượt họ, mà chính là vào lúc này, Tần Đường lại xảy ra hai việc, khiến ánh mắt của tất cả mọi người hấp dẫn đến gần sát. Chuyện thứ nhất là sự kiện bán xe của thị trưởng Trương. Căn cứ theo tin tức của Nhật báo Tần Đường, bối cảnh bây giờ là, trong một ngày tuyết lớn, thị trưởng Trương thị sát công tác ở khu vực nghèo nhất của huyện Bình Nam. Trước một phòng học cũ nát, nhìn tứ phía gió lùa vào trong phòng học, những em bé đang học rất say sưa trong thời tiết rét căm căm. Thị trưởng Trương mắt ươn ướt, lúc ấy bắt tay với hiệu trưởng. Là tôi không làm tốt công việc của một thị trưởng của mình, khiến bọn nhỏ phải chịu uất ức. Xe của tôi không cần nữa, bán. Tôi sẽ bán xe để lấy tiền xây dựng phòng học cho bọn trẻ. Các xí nghiệp đi cùng thị trưởng Trương lúc ấy liền viết một chi phiếu 500.000 nhân dân tệ giao cho ông hiệu trưởng. Hiệu trưởng cảm động đến rơi nước mắt, liên miệng nói rằng thị trưởng Trương quả thật là thị trưởng tốt của nhân dân, biết dân chúng khó khăn, quan tâm đến sự no ấm của quần chúng. Bọn trẻ cũng rất cảm động, đều nói là chú Trương là người tốt, bọn trẻ cả đời sẽ không bao giờ quên ân tình của chú Trương. Ngay ngày hôm đó tin mới được đăng lên, Nhật báo Tần Đường, lưu hành khắp nơi và đắt như tôm tươi, các cơ quan đảng và chính quyền, các đơn vị sự nghiệp ai ai cũng cầm một tờ trên tay, đều học tập tinh thần cống hiến vô tư của thị trưởng Trương. Trong một thời gian ngắn, câu chuyện của thị trưởng Trương vang xa khắp nơi, truyền khắp ngõ nhỏ phố lớn của thành phố Tần Đường. Những cách gọi như thị trưởng tốt của nhân dân, chú Trương của học sinh, đều trở thành dư luận phố phường. Thành ủy thành phố Tần Đường, mỗi người một dáng vẻ. Hạ Tưởng sau khi xem báo xong, ha hả cười. Thị trưởng Trương sao lại gây khó dễ với chiếc xe như vậy, xe bán rồi, thì không thể mua chiếc xe khác sao? Bí thư Hạ nói coi như hàm xúc, bí thư Phạm thì nói thẳng hơn. Quốc Vĩ muốn đổi xe rồi, đến đổi xe cũng đổi một cách danh chính ngôn thuận như vậy, hơn nữa còn kiếm chắc được vốn chính trị, thủ đoạn thật là cao, quả thật là cao. Thường công chỉ vuốt ve cái bụng rất lâu mới có hứng thú nói một câu. Phải cố gắng học tập phong phạm của người chiến thắng của thị trưởng Trương, có bất cứ vấn đề gì cũng nâng lên độ cao vì nước vì dân, không phải lo lắng rằng tiền đồ sẽ không rộng mở. Nhưng trưởng ban tổ chức cán bộ Nhâm Hải Phong ngồi trong phòng làm việc khá lâu, híp mắt mỉm cười, chỉ nói một câu. Tuyệt! Đương nhiên, mấy người trên đều ở trong phòng làm việc của mà mình phát biểu cao kiến. Trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân Tạ Vĩ Thắng lập tức tiếp thu tinh thần chỉ đạo, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới hồi trước có một lần đi tiếp khách cùng thị trưởng Trương, lúc về, đánh lửa của xe thị trưởng Trương, đánh mãi cũng không được, lúc đó sắc mặt của thị trưởng Trương liền thay đổi. Lại nghĩ đến gần đây thị trưởng Trương có nói qua vài lần về chiếc Audi mới không tồi, chỉ có điều ống xả quá tiêu chuẩn rồi, Tạ Vĩ Thắng trong lòng liền biết,
ống xả vượt quá tiêu chuẩn dễ tạo giả nhất, trực tiếp thay một cái ống xả loại rẻ khác vào đít xe Audi là được rồi, dù sao vẻ ngoài đều giống nhau, ai còn tháo xe của thị trường ra để xem các bộ phận bên trong hoạt động thế nào. Phát sinh một chuyện khác, phút chốc làm thế cục của Tần Đường, tăng thêm nhiều biến số. Nếu như nói thị trường Trương bán xe ngoài việc làm cho người dân ở thành phố Tần Đường có thêm nhiều câu chuyện và trò cười để bàn tán ra, lại càng làm tăng hình tượng cá nhân của thị trường Trương, thì điều càng khiến dân chúng cảm nhận được chính là sự thân thích với dân của thị trường Trương. Còn những chuyện khác thì người dân lại biết rất ít, nhưng trong các cơ quan thành ủy thì có rất nhiều dư luận, và liên hệ đến cả vụ án cưỡng dâm của Mạnh Thiên Nguyên, lập tức khiến tình thế ở Tần Đường thêm chút hơi thở căng thẳng. Đầu tiên là Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Trạch Lưu Nhất Cửu dẫn đoàn đến Tần Đường, gặp gỡ Cục Công an của thành phố Tần Đường, về việc tranh chấp kinh tế giữa công ty hữu hạn thực nghiệp Kim Cương với công ty hữu hạn thực nghiệp Trung Thiên của Thiên Trạch, tiến hành tìm chứng cứ và điều tra. Đồng thời, phát giấy gọi ra Cát Phách Đạo đến yêu cầu y phối hợp điều tra liên quan đến vụ hành hung người xảy ra ở thành phố Thiên Trạch. Do có chứng cứ cho thấy ra Cát Phách Đạo xuất hiện ở hiện trường vụ án, là nghi phạm gây án. Bởi vì Phó Cục trưởng mang quân đến, Cục Công an Tần Đường cũng phải có Phó Cục trưởng ra mặt, đồng đẳng tiếp đãi. Nhưng sau khi Hoàng Đắc Ích nghe được ý mà đối phương đến, rất nhanh liền hiểu được sự bày mưu đặt kế của Bí Thư Hạ, hoặc có thể nói, đó là bút tích của Bí Thư Hạ, y liền lập tức đích thân ra mặt tiếp đón Lưu Nhất Cửu. Sau khi Lưu Nhất Cửu đưa ra được văn kiện chứng minh liên quan, lúc này liền hống hách phát giấy gọi triệu tập Kim Cương và ra Cát Phách Đạo. Cơ quan công an dưới sự chỉ đạo của Sở Công an tỉnh, là một hệ thống, các cục công an thành phố tuy rằng độc lập, nhưng quan hệ trong đó lại vô cùng mật thiết. Bởi vì khi phá án phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa các khu vực với nhau. Anh phối hợp với công tác của tôi mới có thể phối hợp với công tác của anh, có qua có lại mới có con đường để dễ đi hơn. Huống chi Lưu Nhất Cửu vừa mới đến, liền tạo phiền phức cho Kim Cương và Gia Cát Phách Đạo, khiến Hoàng Đắc Ích đang cầu còn không được. Lưu Nhất Cửu đối với mọi người rất thoải mái ngay thẳng, có một nói một, khi chạm mặt với Hoàng Đắc Ích, một cuộc nói chuyện diễn ra, hai người rất bình tĩnh, rất có ý tương kiến hận vãn tiếc rằng biết nhau quá muộn. Nhắc đến Hạ Tưởng, Hoàng Đắc Ích nghe ra, Lưu Nhất Cửu đừng thấy cái bộ dạng trời có đổ xuống cũng không sao, nhưng y cảm thấy khâm phục Hạ Tưởng sát đất. Nhắc đến Bí Thư Hạ, y liên tục cảm khái nói là vị lãnh đạo tốt nhất mà y gặp được. Hoàng Đắc Ích và Hạ Tưởng quen nhau chưa lâu. Tiếp xúc không sâu lắm, nhưng sau khi nghe Lưu Nhất Cửu nói về Hạ Tưởng liền cảm thấy con người của Hạ Tưởng quả thật rất tốt. Sau đó nói tới vụ án cưỡng dâm của Mạnh Thiên Nguyên, Lưu Nhất Cửu cười lớn. Câu danh ngôn ở Thiên Trạch của tôi năm đó là, cưỡng dâm không bằng đi chơi gái, được lưu truyền rộng rãi một thời, có kẻ chê có người khen. Bí Thư Hạ còn dám tín nhiệm trọng dụng tôi, làm cho tôi thấy vô cùng cảm khái, Bí Thư Hạ quả thật là một vị lãnh đạo tốt vừa can đảm vừa có kiến thức. Hoàng Đắc Ích mắt sáng lên, y rất nhanh đoán được, e là Bí Thư Hạ bày mưu đặt kế để Lưu Nhất Cửu tới đây, không chỉ là đơn giản muốn dùng lực lượng bên ngoài để đánh động đến Kim Cương và Ngưu Lâm Quảng, mà còn có ý tưởng tầng sâu muốn hóa giải vụ án cưỡng dâm của Mạnh Thiên Nguyên. Lưu Nhất Cửu nghe nói là cao thủ phá án nổi tiếng ở thành phố Thiên Trạch, hơn nữa trong hệ thống công an trong tỉnh cũng đều biết đến Lưu Nhất Cửu ở Cục Công an thành phố Thiên Trạch có một Lưu Nhất Cửu, rượu được mệnh danh là một chén rượu có thể phá án. Lưu Nhất Cửu làm việc phóng đãng, không làm việc theo quy tắc thông thường, nhưng phá án rất tài, lập luận sắc bén, thường có những phát hiện làm mọi người kinh ngạc. Hoàng Đắc Ích đã tìm hiểu kỹ chi tiết này, lúc ấy thông báo cho Lưu Nhất Cửu về vụ án cưỡng dâm của Mạnh Thiên Nguyên, Lưu Nhất Cửu nghe xong không nói gì, nghĩ một lúc rồi nói muốn xem video. Hoàng Đắc Ích liền đưa video cho Lưu Nhất Cửu. Lưu Nhất Cửu xem xong video, vẫn không nói một câu, vẻ mặt dường như đang suy nghĩ. Sau đó lại một mình xem lại video 3 lần nữa. Thật là trùng hợp, vừa đúng lúc Chu Minh Nhã có việc đến Cục Công an, phải làm lại bản tường trình, Lưu Nhất Cửu đã nghe nói rồi, cười hì hì. Phó Cục trưởng Hoàng, tôi đi gặp Chu Minh Nhã một chút, thế nào? Hoàng Đắc Ích cảm thấy khó xử một chút, Lưu Nhất Cửu lại là Phó Cục trưởng, cũng là Phó Cục trưởng Cục Công an Thiên Trạch, còn không quản lý nổi vụ án ở khu do Tần Đường quản lý. Y còn phát giấy gọi Kim Cương và Gia Cát Phách Đạo, là bởi vì hai người này bị người dân địa phương tố cáo, xảy ra tranh chấp với người dân địa phương, còn việc của Chu Minh Nhã thì không liên quan gì đến Thiên Trạch, Lưu Nhất Cửu đánh đồng vào nhau, như thế là sai quy định. Lưu Nhất Cửu nói, quy định là cứng nhắc,
còn người có thể thay đổi quy định. Nếu không, tôi chỉ ngồi bên cạnh nghe, chỉ nghe thôi, không lên tiếng, có được không? Hoàng Đắc Ích đành phải đồng ý. Chu Minh Nhã mặc một chiếc áo lông màu trắng, giày tiểu man, tóc dài, có đôi chút giống với Chu Minh Hoành. Nhưng giữa cặp lông mày lộ ra là người lỗ mãng, bước đi thì liêu siêu, giống như gió thổi dương liễu. Lưu Nhất Cửu chỉ đánh giá qua cũng biết cô ta không phải là một cô gái đứng đắn. Lưu Nhất Cửu là người như thế nào, có kiến thức rộng, đã từng một mình xông vào hang ổ của bọn tội phạm ma túy, đã từng quyết chiến với kẻ buôn ma túy, cũng đã từng giả làm khách làng chơi để tìm ra hang ổ của bọn hành nghề mại dâm. Vì thế cách nhìn người của y rất chuẩn, không giống như những người bình thường khác. Chu Minh Nhã sau khi theo trình tự làm xong bản tường trình, còn nhìn quan sát Lưu Nhất Cửu một cái, ả bị hấp dẫn bởi bộ mặt đầy vẻ tang thương của Lưu Nhất Cửu, không khỏi hỏi một thêm câu. Vị cảnh quan này là ai, sao trước đây chưa từng thấy? Cô gặp được tôi mới là lạ. Lưu Nhất Cửu cười, nụ cười rất kỳ lạ. Nghe nói cô bị cưỡng dâm. Đúng vậy, xin ngài minh oan cho tôi. Chu Minh Nhã không hiểu sao rất có hứng thú với Lưu Nhất Cửu, ánh mắt nhấp nháy, giả bộ đáng thương. Làm chủ cho cô không thành vấn đề, tuy nhiên cô phải hợp tác với tôi một chuyện. Lưu Nhất Cửu cười một cách thần bí, đưa cho Chu Minh Nhã một cái bút không có nắp, nói với Chu Minh Nhã. Giúp tôi đóng lại nắp bút. Chu Minh Nhã không hiểu ý của Lưu Nhất Cửu nhưng vẫn làm theo, cô cầm chiếc bút máy đưa về phía trước, tay mà Lưu Nhất Cửu cầm nắp bút lại né ra xa. Cứ như thế vài lần liên tiếp đều trượt, Chu Minh Nhã tức giận, để chiếc bút xuống bàn, nói. Anh đưa lên đưa xuống như vậy, làm sao tôi có thể đóng được? Đúng vậy. Lưu Nhất Cửu với tay lấy lại bút, dùng hai tay đóng lại bút, đồng thời nói với Chu Minh Nhã. Nếu cô không phối hợp, làm sao Mạnh Thiên Nguyên có thể làm như vậy được? Làm sao có thể là cưỡng dâm, rõ ràng là thông dâm? Chu Minh Nhã giờ mới biết mưu kế của Lưu Nhất Cửu, nói. Tôi nói vị cảnh quan này, ông không nên cố tình gây sự ở đây, có được không? Rõ ràng tôi lúc ấy bị Mạnh Thiên Nguyên trói vào giường, hắn mới có thể hành động. Nếu không trói tôi sẽ phản kháng đến cùng. Lưu Nhất Cửu đột nhiên hỏi một câu. Lúc hắn cưỡng dâm, có mang bao cao su không? Không có. Chu Minh Nhã trả lời trái lại rất dứt khoát. Quả thực không có. Lưu Nhất Cửu bỗng nhiên mỉm cười. Nhưng trong video tôi nhìn thấy rõ ràng là có mà. Chu Minh Nhã ngây người, một lúc lâu sau đáp lại. Lúc đó tinh thần tôi kích động, làm sao tôi nhớ được chứ, bây giờ tôi nhớ lại rồi, quả thật là có mang. Lưu Nhất Cửu đập bàn thanh sắc đều mãnh liệt nói. Mang áo mưa không tính là cưỡng dâm. Chu Minh Nhã sợ ngây người, cô chưa từng nghe qua lý luận như vậy, ngạc nhiên không nói được gì, một lúc lâu sau mới nghĩ ra, hỏi Hoàng Đắc Ích. Phó cục trưởng Hoàng, rốt cục thì anh ta là ai? Quả thật không thể nói lý, đừng nghĩ tôi thiếu kiến thức pháp luật, tôi sẽ đi tố cáo anh ta. Hoàng Đắc Ích vội hòa giải, nói Chu Minh Nhã là em của Chu Minh Hoành, không phải là người dân thường, mà có thể tùy tiện hù dọa. Lưu Nhất Cửu cũng thật là, danh ngôn trước kia là cưỡng dâm không bằng đi chơi gái, giờ lại phát minh một câu, mang áo mưa không tính là cưỡng dâm, quả thực là hồ đồ mà. Khuyên can mãi cuối cùng Chu Minh Nhã cũng đi rồi, Hoàng Đắc Ích muốn trách móc Lưu Nhất Cửu, lại không biết nói thế nào, dù sao cũng không thân thiết, hơn nữa lại có mối quan hệ thân thiết với Bí Thư Hạ, có muốn nói cũng không nói được. Cũng may Lưu Nhất Cửu sau đó theo quy củ hơn nhiều, ít nhất cũng lễ phép với Kim Cương, sau khi thẩm tra chiếu lệ xong, chỉ để Kim Cương nói rõ tình hình, sau đó thả người. Gia Cát Phách Đạo vẫn không thấy xuất hiện, rõ ràng là kiêu căng. Không coi cục công an Thiên Trạch ra cái gì, Lưu Nhất Cửu liền tức giận. Phó cục trưởng Hoàng, nếu như Gia Cát Phách Đạo không đến, tôi sẽ đi bắt người. Hoàng Đắc Ích nhìn ra, Lưu Nhất Cửu có chút ngang ngược, nói bắt người thì sẽ bắt, nói không chừng y sẽ làm to chuyện. Y thân là phó cục trưởng cục công an Tần Đường, nếu như vậy là quá mất mặt, đành phải khuyên Lưu Nhất Cửu đợi thêm một chút, sau đó gọi điện thúc giục Gia Cát Phách Đạo khẩn trương đến. Thể diện là qua lại. Nếu như Lưu Nhất Cửu lấy lý do phối hợp phá án, bắt Gia Cát Phách Đạo đi, đến Thiên Trạch tạm giam 24 tiếng, Gia Cát Phách Đạo cũng không có cách nào, bởi vì Lưu Nhất Cửu làm theo quy định, có quyền được mời Gia Cát Phách Đạo đến Thiên Trạch để phối hợp điều tra, đồng thời cũng có quyền giữ lại. Không ngờ, ngay cả Hoàng Đắc Ích mời nhiều lần, Gia Cát Phách Đạo cũng không chịu xuất hiện, chẳng những không xuất hiện mà còn không chịu lên tiếng đáp lại,
thật là lên mặt, đến Hoàng Đắc Ích cũng nổi giận. Lưu Nhất Cửu đưa người tới không nhiều, cũng chỉ có 7, 8 người, sau khi y đợi thêm nửa tiếng đồng hồ, không thấy Gia Cát Phách Đạo đến, bèn dẫn người đi thẳng đến Tổng Công ty Thực nghiệm Trung Thiên. Hoàng Đắc Ích cũng không cản, ngược lại còn phái 2 xe cảnh sát hộ tống phía sau. Lưu Nhất Cửu vừa mới đi, Phó Cục trưởng Cục Sở Công an thành phố Lang cũng dẫn người tới thành phố Tần Đường, về việc tranh chấp mậu dịch giữa công ty hữu hạn thực nghiệp Kim Cương và một công ty thương mại của thành phố Lang, yêu cầu người chịu trách nhiệm của Kim Cương ra phối hợp điều tra, làm sáng tỏ sự thật. Đồng thời đề cập đến Gia Cát Phách Lộ có liên quan đến vụ án kích động hành hung người, cũng lấy danh nghĩa Cục Công an thành phố Lang, phát giấy gọi triệu tập Gia Cát Phách Đạo. Hoàng Đắc Ích hít phải một hơi khí lạnh, giỏi, bí thư Hạ quả thật tài giỏi. Chỉ có bí thư Hạ mới có quyết đoán như vậy, trực tiếp xuất ra lực lượng cục công an của 2 thành phố, trực tiếp bao vây 2 công ty lớn là Thực nghiệp Kim Cương và Thực nghiệp Trung Thiên, hay cho một kế vây ngụy cứu triệu. Không, cũng có thể gọi là dung cây dọa khỉ. Điều mấu chốt là, càng làm cho Hoàng Đắc Ích khâm phục chính là, 2 thành phố ra quân đều là phó cục trưởng toàn những nhân vật hạng nặng, vấn đề của Tần Đường không coi trọng không được, đặc biệt là làm cho y càng khâm phục một điểm. Đối phương đều nắm được trong tay một chút chứng cứ về Kim Cương và Gia Cát Phách Đạo. Mặc dù tuy không đủ chứng cứ để bắt Kim Cương và Gia Cát Lộ Đao, nhưng như vậy cũng đã đủ đánh động rồi. Anh Thành vừa nghe Lưu Nhất Cửu đã dẫn quân đi tới Thực nghiệp Trung Thiên, liền để lại một người ở Cục Công an ngồi đợi Kim Cương, sau đó dẫn 7, 8 người tới Thực nghiệp Trung Thiên. Hoàng Đắc Ích hôm nay bận tối mày tối mặt, Cục Công an thành phố Tần Đường lâu lắm không náo nhiệt như vậy. Y cũng biết rõ. Sự biến động của cục đã đánh động đến thành ủy, đoán rằng sẽ có sóng to gió lớn. Quả thật, sự phối hợp giữa cục công an của 2 thành phố, mũi tên hướng tới chính là Kim Cương và Gia Cát Phách Đạo, dụng ý không cần nói cũng biết, giữa Kim Cương, Gia Cát Phách Đạo và Bí Thư Hạ có hiềm khích gì đó, và càng tăng thêm phỏng đoán sự kiện lần này tuyệt đối là một đòn phản kích mượn súng để đánh chó. Tất cả mọi người đều mỏi mắt trông chờ, muốn xem Gia Cát Phách Đạo cứng rắn đến khi nào. Muốn xem cuối cùng mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao, muốn xem Ngưu Lâm Quảng có thể dựa vào lực lượng cá nhân nữa hay không, có thể chống lại lực lượng của Cục Công an của 2 thành phố không. Ngưu Lâm Quảng hoành hành ở Tần Đường đã bao năm, cuối cùng cũng đã gặp phải một lần khiêu chiến chính diện lớn nhất, không ít người đều đang suy đoán, Ngưu Lâm Quảng chẳng lẽ lại giương súng chống lại 2 phó cục trưởng Cục Công an của 2 thành phố. Từ lúc Lưu Nhất Cửu mới đến Cục Công an, tin tức đã truyền đến thành ủy. Hơn nữa còn được truyền qua người này người kia, dư luận bắt đầu nổi lên khắp nơi, nói Kim Cương và Gia Cát Phách Đạo phạm vào án mạng, giờ công an thành phố Thiên Trạch đến bắt người. Khi Trương Quốc Vĩ nghe được tin, bỗng giật mình, vội gọi điện đến Cục Công an chứng thực, khi biết rằng chỉ là gọi người đến lấy chứng cứ, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên ngoài trong cái thở dài ấy ra, trong lòng vẫn cảm thấy căm tức vô cùng, hành động của Bí Thư Hạ quả thật quá ầm ĩ. Để Cục Công an thành phố Thiên Trạch đến chấn chỉnh Kim Cương và Gia Cát Phách Đạo, tạm thời có hữu dụng hay không thì chưa nói, chỉ là lần gây sức ép này, phải nợ bao nhiêu ân tình. Chẳng lẽ Bí Thư Hạ lại dùng thủ đoạn ấy? Trương Quốc Vĩ không khỏi có chút khinh thường hạ tưởng. Tuy nhiên, cho đến khi y nghe được tin Cục Công an thành phố Lang cũng đem quân đến Tần Đường, mới hiểu hóa ra thứ mà hạ tưởng muốn không phải là khua chiêng gõ trống, mà là từ bên sườn phá vòng vây, từ bên sườn hóa giải nguy cơ. Đồng thời, đánh động đến Gia Cát Phách Đạo, Cục Công an của 2 thành phố hành động giống nhau, Gia Cát Phách Đạo cho dù có tự cao hống hách ngang ngược ở Tần Đường, cũng khó tránh khỏi lo lắng ở trong lòng. Thành phố Tần Đường là địa bàn của y, nhưng ra khỏi Tần Đường thì sao đây? Bị Cục Công an bên ngoài treo số chung quy không phải là chuyện tốt, không chừng vừa ra khỏi Tần Đường đã bị vây bắt rồi. Thủ đoạn của Hạ Tưởng, quả nhiên có chỗ đáng để cân nhắc, Trương Quốc Vĩ tim bắt đầu dồn ngược lên trên. Vội gọi điện thoại cho thư ký Dịch Diễn thông báo với Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố Cao Khải Tân, nói với Kim Cương và Gia Cát Phách Đạo hành sự cẩn trọng, không được cứng nhắc quá, công an nơi khác không giống như công an bản địa, có lúc vì lợi ích kinh tế, thực sự dám đưa Kim Cương đi, lấy lý do giải quyết vụ án yêu cầu Kim Cương bồi thường khoản nợ tranh chấp kinh tế. Thậm chí có thể trực tiếp đưa Gia Cát đi, nếu như một bên tạm giam đến 24 tiếng, tức là sẽ mất 48 tiếng. Ai biết Gia Cát Phách Đạo sẽ bị trừng trị một trận hay không? Chương 1145, dung cây dọa khỉ, bắt đầu bao vây. Trương Quốc Vĩ đi đi lại lại trong phòng, y đang rất đau đầu, vốn định mượn việc bán xe để đẩy hình tượng của mình lên.
Không ngờ Hạ Tưởng không hề để ý đến thể diện của y, trực tiếp ra tay với Kim Cương và Gia Cát Phách Đạo, thủ đoạn thật là cao minh. Nhưng xử lý Kim Cương và Gia Cát Phách Đạo thì có thể giải vây cho Mạnh Thiên Nguyên ư? Trương Quốc Phí thầm cười lạnh, tốt thôi, nếu anh muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng anh, có gì đặc biệt chứ? Mời được cảnh sát bên ngoài thì có thể hù dọa được Ngưu Lâm Quảng và Gia Cát Phách Đạo ư? Bọn họ cũng không phải dễ dọa nạt. Vẻ mặt của Trương Quốc Phí rất thản nhiên, không để ý đến sự xuất hiện của Lưu Nhất Cửu và anh Thành nữa, tiếp tục tổ chức hội nghị thường vụ chính quyền của y, tiếp tục tiến hành nghiên cứu bố trí công tác trọng điểm tiếp theo của chính quyền. Điều y không biết đó là, sự việc phát triển còn phức tạp hơn y nghĩ rất nhiều. Thực nghiệp Trung Thiên nằm ở phía đông của thành phố Tần Đường, ở đầu phía đông đại lộ Quốc Nam, chiếm hơn 500 mẫu đất, xây dựng cải tạo rất xa hoa thì không cần phải nói, bên trong cũng là những tòa nhà lớn, cũng coi như là cảnh đẹp, đặc biệt là xe ô tô sang trọng xếp hàng ở bãi đỗ xe hoa, càng làm cho mọi người kinh ngạc. Nhưng điều làm cho mọi người kinh ngạc hơn là mấy chiếc xe bọc thép bên cạnh những chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở bãi đỗ xe. Đúng vậy, là xe bọc thép hàng thật giá thật, lốp dày và to, thân xe màu xanh, trên đỉnh xe thậm chí còn có cửa, nghe nói ban đầu phía trên còn có một khẩu súng máy, sau đó lại bị dỡ bỏ. Nhưng dù có hay không có súng máy, chỉ với cái thân xe nặng nề, màu xanh quân đội làm cho người ta thấy sợ và ghê rợn. Nghe đồn Ngưu Lâm Quảng có xe thiết giáp mở đường, quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn nữa còn không một chút giấu giếm đỗ xe ở vị trí bắt mắt trong bãi đỗ xe, chứng tỏ gã không sợ mọi người dèm pha. Ngưu Lam Quảng kiêu ngạo và hống hách, đó mới chỉ là một phần. Cổng của thực nghiệp Trung Thiên cũng không sầm uất, bởi vì gần khu vực ngoại thành, ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, đó là, danh tiếng của Trung Thiên làm cho người ta nghe thấy liền biến sắc, không ai dám đến gây sự ở trước cổng thực nghiệp Trung Thiên, chỉ cần dừng lại một chút là sẽ có tai họa xảy ra. Đã từng có câu chuyện kể rằng, có mấy con chim đậu ở cổng kêu không ngừng, chọc giận Ngưu Lâm Quảng, gã hét lên một tiếng, liền cầm súng bắn liên hồi, trên trời chim chết rơi xuống như mưa. Từ đó về sau, chim không dám bay qua, ngay cả chó cũng không dám đi ngang qua. Thực nghiệp Trung Thiên trở thành nơi mà mọi người nghe thấy đã thấy kinh sợ. Hơn nữa, ngay cả cảnh sát cũng không dám đến. Có một lần trước cửa thực nghiệp Trung Thiên xảy ra tai nạn, liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Mấy nhân viên cảnh sát mới tới khu vực này giải quyết vụ việc, ầm ĩ 2 tiếng đồng hồ cũng chưa giải quyết xong, vốn dĩ chỉ là một sự cố va quẹt nho nhỏ, hai bên lại không chịu nhượng bộ, cuối cùng mọi người vây lại càng nhiều, chặn đứng cửa của thực nghiệp Trung Thiên. Kỳ thật cũng không phải là chặn kín, vẫn còn cách một đoạn xa, nhưng thanh âm lọt vào tai Ngưu Lâm Quảng, đúng lúc gã đang nghỉ trưa, liền nổi cáu lên. Con mẹ thằng nào mà làm ầm lên thế, không để cho người khác ngủ hả? Cấp dưới liền lập tức đi ra, đập nát hai chiếc xe thành một đống sắt vụn. Cảnh sát tiến lên phía trước ngăn cản, liền bị đánh gãy ba cái xương sườn. Chủ xe tiến lên nói lý, liền bị một đạp, nằm bất tỉnh nhân sự. Ngưu Lâm Quảng kiêu ngạo và hống hách, đấy mới chỉ là một phần, bởi vì Ngưu Lâm Quảng tuổi hổ, nhiều người đặt cho gã một biệt hiệu Phách Thiên Hổ. Hiện tại ở cổng thực nghiệp Trung Thiên, trong phạm vi 300 mét, không được ai bày quán. Trong phạm vi 200 mét không được ai lớn tiếng nói chuyện, trong phạm vi 100 mét người qua đường phải cúi thấp đầu, đi nhanh, không được nhìn vào cửa thực nghiệp Trung Thiên, e sợ chỉ một cái nhìn thôi cũng sẽ gây tai họa. Khi mà xe cộ đi ngang qua cổng thực nghiệp Trung Thiên, đều không dám tăng ga, không dám bấm còi, lặng lẽ vượt qua, đều sợ không cẩn thận sẽ va vào chiếc bọc thép cao lớn uy mãnh từ bên trong đi ra, bỗng chốc làm cho xe mình bị lật đổ, tạo nên kết cục xe nát người chết. Cũng chỉ tự nhận mình là xui xẻo. Bởi vì trước kia cũng xảy ra một chuyện tương tự. Hôm nay vốn là một ngày bình thường, thành phố Tần Đường vào mùa đông, âm u lạnh lẽo đến lạ thường, trước cổng thực nghiệp Trung Thiên, người đi đường cũng rất thưa thớt, nửa ngày cũng không có một chiếc xe nào đi qua, những tài xế nào có thể lách đường xa đều tận khả năng để lách, không ai muốn đi qua cổng thực nghiệp Trung Thiên, bởi vì tương đương với đi một chuyến đến quỷ môn quan. Bảo vệ cổng thực nghiệp Trung Thiên Michael không có việc gì làm, vừa xem TV, vừa nghiên cứu giày Nike trên chân, luôn cảm thấy tiêu chí của giày Nike ngày nhìn càng giống Lý Ninh, là một cựu vận động viên thể dục và doanh nhân Trung Quốc. Rốt cục thì ai bắt trước ai? Michael cười ha hả, tất cả đều có khả năng xảy ra. Michael không phải là người nước ngoài, mà là người Trung Quốc chính cống, cũng chưa từng ra nước ngoài bao giờ. Chỉ là quen biết mấy công nhân cổ trắng ở thủ đô.
bởi vì những công nhân cổ trắng thường có tên tiếng Anh, vì vậy y cũng bắt chước, tự đặt cho mình một cái tên tiếng Anh. Mặc dù y cũng không biết Michael có ý nghĩa gì, nhưng y cũng có một chút đắc chí, y nghĩ làm vậy thì mang chút phong cách Tây. Quả thật Michael có một chút khinh thường mấy công nhân cổ trắng mà y quen biết, cũng không kiếm được nhiều tiền hơn y, ngoài việc biết một chút tiếng nước ngoài ra, vẫn không được sống cuộc sống thoải mái và tự tại như y, còn những công nhân cổ trắng, thì ngày nào cũng phải làm việc quần quật như một con lừa, mỗi tháng tiền lương chỉ có một con số ít ỏi mà còn muốn dùng điện thoại iPhone, quần áo thì hàng hiệu. Trên thực tế thì chẳng có gì, thật là đáng thương, cảnh tượng kẻ trước người sau, sụng trộm gặm mì gói. Khi đi làm, anh gọi tôi là Mai, còn anh là Đeo, khi tan làm trở về với ngõ nhỏ, thì lại biến thành một kẻ lỗ mãng, những tên địa phương cao to, tại sao phải khổ như vậy? Càng nghĩ Michael càng có cảm giác ưu thế, đừng chỉ xem y như một người bảo vệ thường xuyên bị mắng, coi như chó giữ cửa, nhưng mỗi tháng hắn kiếm được hơn 10.000 tệ. Lại còn thường xuyên được đùa giỡn với những quả phụ, vuốt má những cô gái xinh đẹp. Đi theo Ngưu Lâm Quảng uy phong của y được nâng lên rất nhiều, có thể ăn sung mặc sướng, đi đường có thể ngẩng cao đầu. Michael càng nghĩ càng thấy vui, y lấy điện thoại iPhone của mình ra nghịch, thực tại thật sự cảm thấy chán nản, bèn bỏ qua một bên, đang nghĩ sẽ điện thoại khác, bỗng nhiên nghe thấy ở ngoài có tiếng ồn ào, ban đầu hắn không chú ý, bây giờ ở tần đường làm gì có ai dám đến thực nghiệp trung thiên quấy rối. Trừ khi kẻ đó chán sống. Những tiếng ồn ngày càng lớn, cùng với tiếng gầm rú của ô tô, Michael cảm thấy rất là phiền toái, cầm theo côn cảnh sát đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng bảo vệ, đã nhìn thấy một cảnh tượng, 4-5 chiếc xe cảnh sát bấm còi inh ỏi xếp thành hàng trước cổng thực nghiệp trung thiên, trên xe bước xuống một người bộ dạng lãnh đạo, lập tức tiến tới trước mặt y. Anh là ai? Sao dám đỗ xe ở đây? Mau đi đi! Sau khi sự kinh ngạc của Michael qua đi, trong lòng bỗng nhưng nổi giận. Ở đâu xuất hiện một kẻ mới không hiểu chuyện thế này, thực nghiệp trung thiên là nơi để hắn gióng trống khua chiêng hay sao? Mẹ nó, thực là một tên ngốc, chán sống rồi sao? Nếu mà không đi đừng trách tôi không khách khí. Ngươi như thế nào là không khách khí? Lưu Nhất Cửu đúng là Lưu Nhất Cửu, từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện một ngồi trong xe bày ra sự tự cao tự đại của một phó cục trưởng công an, y tự mình xuống xe để ứng phó với một bảo vệ. Khi mà cảnh sát của tần đường hộ tống họ đến cảm thấy không thể tin nổi. Lưu Nhất Cửu khi nói chuyện vẫn là khuôn mặt cười tủm tỉm, chìa tay ra giúp Michael chỉnh lại mũ. Đội mũ lệch, quần áo thì sộc sạch, vừa nhìn đã thấy không phải là kẻ tốt đẹp gì. Ban đầu khi Michael nhìn thấy Lưu Nhất Cửu mặc quần áo cảnh sát còn nể mặt một chút, nhưng khi nghe Lưu Nhất Cửu châm chọc in, lập tức nổi giận, giơ côn cảnh sát trong tay lên. Ngươi là người ở phân cục nào? Có biết đây là đâu không? Thái độ rất là kiêu ngạo và ngông cuồng. Lưu Nhất Cửu vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng giọng thì hơi lạnh nhạt. Thế nào, muốn đánh cảnh sát hả? Vừa nói xong, hắn lật tay, rút chân lên đạp cho Michael một đạp vào bụng. Thừa dịp Michael đau đớn, liền cong tay y lên cửa sắt, rút chìa khóa bên hông y, mở cửa cổng thực nghiệp trung thiên. Động tác của Lưu Nhất Cửu mau lẹ, dứt khoát, khi mà mọi người chưa có phản ứng kịp. Tay bảo vệ ngang ngược của Trung Thiên đã bó tay chịu trói, cảnh sát Thiên Trạch thì biết tính cách của Phó Cục trưởng Lưu thì còn đỡ, còn cảnh sát Tần Đường thì cứ há hốc mồm kinh ngạc. Michael bị đánh đến mức đầu óc choáng váng, tuy nhiên tinh thần vẫn tỉnh táo, lập tức dùng bộ đàm báo cáo tình hình. Lưu Nhất Cửu dẫn đầu đoàn xe cảnh sát chậm rãi tiến vào bên trong công ty Trung Thiên, liền thấy 4-50 người từ trên lầu chạy xuống bao vây lấy 5 xe cảnh sát. Chương 1146 Dương cung bạt kiếm, giao thật kiếm thật. Sắc mặt Lưu Nhất Cửu không đổi sắc, y đứng bên cạnh xe, bình tĩnh rút một điếu thuốc ra châm, nói với người đứng đầu. Này, anh tên gì? Khẩn trương, để ra Cát Phách Đạo ra đây thẩm vấn. Nếu không ra, thì mang đi tạm giam. Người đứng đầu phân vân, đôi mắt nhỏ, mắt một mí, bộ dạng giống ngôi sao điện ảnh Tôn Lục Điện, y nghiêng đôi mắt nhỏ, nhe răng cười. Anh là ai? Anh tên họ gì? Anh ở phân cục nào? Ông là ai? Ông tên gì? Lưu Nhất Cửu tuy là phó cục trưởng, nhưng y nhiều năm tiếp xúc với những người ở tầng lớp thấp nhất, đối phó với đủ hạng người, y đều có cách. Ông không cần hỏi tôi là ai, tôi đầu đội quốc huy, không đeo súng, lời của tôi là pháp luật, nếu không giao người, đừng trách chính phủ phải trừng trị các ông. Ha 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 ha! Người đứng đầu ngửa mặt lên trời cười to.
giọng điệu lớn thật, anh không uống nhầm thuốc đấy chứ? Không đi sai cửa đấy chứ? Nhìn rõ đây là đâu đi, đây là thực nghiệp trung thiên. Bên cạnh có cảnh sát Tần Đường đi lên, nhỏ giọng nói với Lưu Nhất Cửu. Sếp Lưu, y là Thang Tuấn, một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của Ngưu Lâm Quảng, chúng tôi đều gọi y là Thiếu Gia Thang. Nói xong, anh ta lại hướng về phía Thiếu Gia Thang giới thiệu Lưu Nhất Cửu. Thiếu Gia Thang, vị này chính là đồng chí Lưu Nhất Cửu, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Trạch, đến truyền gọi Gia Cát Phách Đạo hỏi chuyện, xin mời Gia Cát Phách Đạo xuống đây một chuyến, làm theo phép. Thiếu Gia Thang quan sát Lưu Nhất Cửu vài lần. Xin lỗi sếp Lưu, Gia Cát Phách Đạo không ở công ty, đi xa rồi, ngài tới thật không đúng lúc. Nếu không thì ngài về trước, tôi sẽ nói lại với ông Gia Cát, đợi sau khi ông ấy về, gọi điện thoại cho ngài. Người đằng sau Thiếu Gia Thang cười vang. Lưu Nhất Cửu thì không cười, vẻ mặt lạnh lùng, chờ mọi người cười xong mới nói. Cười xong cả chưa, cười xong thì mau mang người ra đây, cho các ông 10 phút, hết thời gian, tôi sẽ mang người lên tầng mời. Sếp Lưu, nhưng ngài là Cục trưởng Thiên Trạch, không phải Cục trưởng Tần Đường. Thiếu Gia Thang nói một câu lạnh lùng, không phải không có ý đe dọa. Chỉ cần là ở Trung Quốc, đều là chấp hành pháp luật như nhau. Lưu Nhất Cửu nói một câu khách sáo, lại nhìn sắc mặt những người xung quanh. Thiên Trạch thì sao, các ông bộ không có người thân ở Thiên Trạch sao? Cho dù là không có người thân, các ông có dám nói cả đời không tới Thiên Trạch? Lưu Nhất Cửu cũng không che giấu ý uy hiếp trong lời nói chút nào, hơn nữa còn có ý rất bất chấp đạo lý, trong đám người đó không ít người sửng sốt, đều nghĩ đây là cục trưởng gì đây, trước công chúng nói ra những câu như vậy, thật là kém cỏi. Nhưng kém cỏi mặc kém cỏi, quả thật có tác dụng, trong mấy chục người ở đây, ai không có người thân ở Thiên Trạch. Cho dù là không có, ai cả đời không ra khỏi Tần Đường. Được, ngơ ngẩn sợ hãi không muốn sống, Lưu Manh sợ ai? Lưu Manh chỉ sợ cảnh sát cố tình gây sự. Huống chi Lưu Nhất Cửu còn là phó cục trưởng. Nhưng Thiếu Gia Thang lại cậy thế mạnh sau lưng, lại có kiến thức rộng lớn, sao có thể bị mấy câu Lưu Nhất Cửu hù dọa, vẫn không chịu nhượng bộ như trước. Sếp Lưu, chúng tôi không nói dối, ông Gia Cát thực sự không có ở công ty, ngài cũng không cần phí sức, đợi điện thoại của ông ấy là được, hay là, để tôi tiễn ngài. Được, trực tiếp hạ lệnh tiễn khách, Lưu Nhất Cửu vừa cười vừa nói. Đã qua 3 phút rồi. Thiếu Gia Thang biến sắc. Sếp Lưu, không nể mặt một chút nào sao? 4 phút rồi. Lưu Nhất Cửu xem đồng hồ, giơ tay vỗ vỗ nóc xe. Xuống xe cả đi, chuẩn bị hành động. 7-8 gã cảnh sát thoáng cái chuẩn bị tư thế, khiến cho một đám người xáo động, tình thế lập tức căng thẳng lên. Thiếu Gia Thang hung hãn hai tay ôm vai, khinh bỉ nói. Tôi xem sếp Lưu làm thế nào đi qua. Ở đây tôi có hơn 40 anh em, ông từng người đánh ngã, mệt cũng mệt chết ông. Không cần đánh ngã tất cả. Lưu Nhất Cửu cười một cách kỳ quái. Đánh ngã ông là đủ rồi. Nói xong, tay trái vụt qua trước mắt Thiếu Gia Thang một cái, tay phải ôm đồm qua cánh tay y, sau đó dùng lực hai tay, nhanh như chớp giật không kịp bưng tay, khiến Thiếu Gia Thang bắt giữ tại chỗ. Thiếu Gia Thang được gọi là thuộc hạ bản lĩnh nhất của Ngưu Lâm Quảng. Không ngờ không kịp phòng bị Lưu Nhất Cửu trực tiếp quàng hai tay ra sau lưng, tức thì thẹn quá hóa giận, chủ yếu là y không phòng bị, nghĩ rằng Lưu Nhất Cửu là phó cục trưởng đường hoàng, không đến mức tự mình động thủ, không ngờ rằng đã tính toán sai. Lưu Nhất Cửu không dùng đạo lý thông thường, vốn là phó cục trưởng nhưng không có phong độ của cục trưởng, đã châm mồi cho lửa giận của y. Từ sau khi y đi theo Ngưu Lâm Quảng, ở Tần Đường hoành hành ngang dọc, thật đúng là không ai dám động đến một ngón tay. Có một lần khi đi đường, có một du khách đến từ thủ đô không biết y, chỉ vào bóng dáng của y nói quần áo của y khó coi, y quay người lại, không nói lời nào liền chặt đứt ngón tay của đối phương. Mọi người đều có tật xấu như nhau, bị bẽ mặt, mất uy phong rồi, sẽ không thể chịu than phiền, hai tay Thiếu Gia Thang bị Lưu Nhất Cửu ghì chặt sau lưng, đau đến chảy mồ hôi, hô to. Các anh em, hành động cho tao. Thuộc hạ của Ngưu Lâm Quảng đều là kẻ liều lĩnh. Hơn nữa chưa bao giờ coi trọng cảnh sát Tần Đường, huống chi Lưu Nhất Cửu là cảnh sát Thiên Trạch, lập tức đám người xông lên, muốn cứu người, muốn đập xe. Lưu Nhất Cửu càng độc hơn, sau khi còng tay Thiếu Gia Thang, cầm súng ra dí vào đầu Thiếu Gia Thang. Bọn bây vây đổ xe cảnh sát, ý đồ thực thi phạm tội bạo lực, chống lại lực lượng cảnh sát điều tra, nếu chẳng may nổ súng lạt đạn,
cũng đừng trách tao. Chiêu thức ấy, ngay lập tức gây sốc những người ở đây. Lưu Nhất Cửu quyết định bất chấp đạo lý, ông ta đem sự việc phơi bày ra ánh sáng, Đường Đường là phó cục trưởng, nói rõ ràng không gây hiểu lầm cho người có mặt biết, Phu Khống hãm hại anh, không thương lượng. Có bản lĩnh thì bao vây tấn công cảnh sát, đánh chết không tính. Đương nhiên, Lưu Nhất Cửu đánh chết người cũng không phải là không được tính, nặng thì mất chức, nhẹ thì xử phạt, nhưng cũng không phải đền mạng, dù sao hiện trường hỗn loạn, quả thật có hiểm nghi bao vây cảnh sát, ông ta lại có lý do để súng lạt đạn, cuối cùng cũng không đến mức phạt ngồi tù. Lời của Lưu Nhất Cửu, lập tức làm mọi người sợ hãi. Bọn họ bình thường có thói quen hống hách, cảnh sát nhượng bộ bọn họ, thậm chí còn trốn tránh bọn họ. Bọn họ đều nghĩ cảnh sát là hạng người không có tài cán gì, càng cho rằng cảnh sát hoặc là kiếm tiền, hoặc là không có chút tâm huyết nào, đâu gặp qua thủ đoạn cảnh sát như Lưu Nhất Cửu. Rất nhiều người đều ngây người, không dám động đậy. Thiếu gia Thang có câu cửa miệng là, dao trắng vào dao đỏ ra, ngang tang phách lối, cũng từng dí súng vào đầu người khác, bây giờ bị Lưu Nhất Cửu dí súng vào đầu, cảm thấy độ lạnh lẽo của nòng súng, một cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân đi lên, chút nữa thì hai chân run lên. Tuy nhiên thiếu gia Thang rốt cuộc cũng đã chứng kiến nhiều tình cảnh lớn, cũng từng một mình đấu với ba người, xương sườn của mình còn gãy mấy cái, còn đánh cho đối phương đến tàn phế, cũng có một chút kinh ngạc, liền cắn răng một cái, hô lên. Các anh em không phải sợ, gã không dám xử lý tôi. Còn nheo mắt, vẻ mặt hung dữ. Xếp Lưu, có bản lĩnh thì ngài bắn tôi thật đi, tôi xem ngài có gan hay không. Khá lắm, còn dám khiêu khích Lưu Nhất Cửu. Lưu Nhất Cửu cười ha ha. Đại thiếu gia Thang, Lưu Nhất Cửu tôi khâm phục nhất là người đàn ông can đảm, cũng khâm phục anh em dám làm dám chịu. Tôi hôm nay là đến tìm Gia Cát Phách Đạo, không phải tìm anh. Anh đã ra mặt thay ông ta rồi, ông ta lại như con rùa rụt cổ trốn không ra, nói thật, tôi thực không nhìn ra bộ dáng hống hách của ông ta, tôi nhổ, thật không phải đàn ông. Bây giờ thiếu gia Thang không khâm phục Lưu Nhất Cửu cũng không được, con người Lưu Nhất Cửu, nhìn như thô lỗ, thực ra thận trọng, trong lòng thực sự rất sáng sủa, một chút cũng không náo loạn, hành động vừa rồi dường như có chút suy xét, thực tế trong lòng y đã chắc chắn. Tuy nhiên khâm phục thì khâm phục, y vẫn không khuất phục, dù sao trong địa bàn thực nghiệp Trung Thiên. Đặc biệt là bây giờ bị Lưu Nhất Cửu khống chế, trước mặt các anh em trong bang, làm y thật mất mặt, có thể mất mặt, nhưng người không thể chịu thua. Xếp Lưu, nói một câu không sợ đắc tội ông quát cũng vô dụng. Thiếu gia Thang vẫn cười lạnh lùng. Tôi khuyên ngài nhanh thả tôi ra, nếu không một lát nữa sự việc sẽ to chuyện hơn, mặt mũi ai cũng không thể qua được. Lưu Nhất Cửu giơ tay lên nhìn đồng hồ. Đã đến giờ, các anh em lên tầng lục soát người. Ai dám di chuyển? Đừng thấy hai tay thiếu gia Thang bị ghìm sau lưng, tuy nhiên vẫn kiêu ngạo ngất trời, đứng thẳng người. Các anh em, đứng thẳng lên xem chúng ta có thể bị người khác dọa nằm sấp hay không. Đám người ồn ào một hồi, còn có người tiến lên đẩy cảnh sát, một gã cảnh sát nóng nảy, thò tay sờ súng, liền nghe thấy bên trong đám người có vài tiếng kéo đạn lên nòng, sau đó trên lầu có mười mấy người đi xuống. Trong tay mỗi người đều mang theo hàng, không phải thanh sắt cũng là cờ lê, hung hăng đi ra ngoài. Lưu Nhất Cửu mang đến 7-8 gã cảnh sát, tính cả 3-4 gã cảnh sát tần đường, tổng cộng hơn 10 người bị vây vào giữa, trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Có người trong đám người hô lớn. Cảnh sát đánh người. Cảnh sát giết người. Cảnh sát bắn người. Cảnh sát đùa giỡn không biết xấu hổ. Bên trong đám người còn có mùi tất thối giữa bay tới, thậm chí còn có trứng gà. Cà chua, hơn nữa còn có tiếng động lớn trong đám người, hồi này to hơn hồi trước, cảnh tượng vô cùng giật gân. Đồng thời đám người dần dần hướng vào áp bức, mấy tên cảnh sát cũng kinh hồn bạt vía. Ngoại trừ Lưu Nhất Cửu có thể giữ được sắc mặt ổn định, những người khác sắc mặt đều trắng bệch. Chưa người nào gặp qua băng đảng có tính chất xã hội đen như thế, thậm chí có mấy cảnh sát đã nhìn thấy trong đám người đó cầm súng lục, hơn nữa súng lục đã lên cót, không biết chừng lúc nào sẽ nổ. Một tiếng súng vang lên, đám người loạn xạ, thế nào cũng xảy ra vụ án giết người. Tình thế gươm súng sẵn sàng, mắt thấy một hồi chiến hết sức căng thẳng. Bỗng nhiên, lại tiếng rú còi xe cảnh sát từ xa đi lại, chỉ thấy hơn 10 xe cảnh sát nhanh như chớp đã tiến vào. Xe cảnh sát có biển số thành phố Lang, còn có biển số thành phố Yến, xe dừng lại, lập tức mấy chục cảnh sát vũ trang từ trên xe nhảy xuống, tay cầm tấm chắn và súng lục chống bạo lực. Ngay lập tức vây thành một đoàn,
sau đó có một tiếng súng vang lên, không chút khách khí phóng ra bom cay. Bom cay lạc giữa đám người, lập tức làm đám người sao động, tiếng ho khan, tiếng chửi rủa liên tiếp nhau, đám người lập tức tản ra rải rác. Sau đó, loa công suất lớn vang lên. Hiện tại là bốn bên cùng thụ lý vụ án, ai cản trở nhân viên công an phá án, nghiêm trị không tha lập tức tản ra. Nội trong 3 phút, lập tức tản ra, nếu không sẽ áp dụng biện pháp kế tiếp. Số lượng cảnh sát hiện nay và nhân viên Ngưu Lâm Quảng đã không hơn kém gì nhiều, nhưng vào lúc này, một người thư thả từ trên lầu đi xuống, bước chân nhẹ nhàng, một bộ dạng nhẹ như mây, cao giọng nói. Bày ra thế trận lớn như vậy để hoan nghênh tôi, thật là vinh hạnh, Gia Cát Phách Đạo có mặt. Chương 1147, bên ngoài cảnh cáo, ngầm giấu sát chiêu. Trước khi Lưu Nhất Cửu đến khu vực thực nghiệp Trung Thiên không lâu, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Lang Anh Thành mang đội tiến đến Cục Công an thành phố Tần Đường can thiệp, khi anh Thành nghe nói Lưu Nhất Cửu đã đến khu thực nghiệp Trung Thiên trước một bước, cũng liền theo sau, di chuyển tiến đến. Đi được nửa đường lại nhận được điện thoại của Hoàng Kiến Quân, hóa ra Hoàng Kiến Quân cũng từ thành phố Yến đến. Lý do của Hoàng Kiến Quân và lý do của Lưu Nhất Cửu, anh Thành giống nhau, tranh cãi thương mại thường có. Tìm phiền toái của Kim Cương rất dễ, mà khu vực thực nghiệp Trung Thiên không chỉ có hành vi phạm tội ở Tần Đường, bên ngoài khu vực cũng có không ít việc xấu. Tìm lý do gọi đến Gia Cát Phách Đạo cũng không phải là khó, hành động của Cục Công an của ba thành phố, tức thì gây chấn động lớn ở thành phố Tần Đường. Không chấn động không được, thành phố Tần Đường chưa từng náo nhiệt như vậy, cũng không có gì thu hút mọi người như vậy. Điều quan trọng là điều động của ba Cục Công an thành phố đều là nhân vật quan trọng. Hơn nữa đều là mục đích giống nhau. Chính là người không có đầu óc chính trị cũng thở ra những hơi thở bất thường, có khả năng nhóm Cục trưởng Cục Công an Thiên Trạch, thành phố Lang và thành phố Yến, đến Tần Đường đều vì tìm phiền toái của Kim Cương và Ngưu Lâm Quảng. Kim Cương và Ngưu Lâm Quảng lần này là phiền toái lớn rồi. Kim Cương còn nói được, dù sao cũng là người làm ăn, rất phối hợp với công việc của Cục Công an ba thành phố. Tuy rằng bị sai khiến quay vòng quanh, vẫn là cười ra mặt. Một câu cũng không oán trách, cũng khiến cho Hoàng Đắc Ích âm thầm khâm phục tính nhẫn nại của Kim Cương, so với thói kiêu ngạo và đường hoàng mà con trai y bị đánh lần trước, thì bây giờ thật sự đã kiềm chế rất nhiều. Dự đoán cũng là người cố tình châm chích, không cụp đuôi không được, bị mang đi thật thì phiền toái rồi, đau da thịt một chút còn là nhẹ, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến kinh doanh. Kim Cương cũng là người thông minh, biết y không có thế lực và sức mạnh như của Ngưu Lâm Quảng, cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Ít nhất thì mặt ngoài phải chịu thua. Đương nhiên y cũng rõ một điểm, trận thế lúc này náo nhiệt như vậy, mục tiêu chủ yếu không phải y, mà là Ngưu Lâm Quảng. Nếu là y sớm đã bị dẫn đi rồi, còn có thể yên ổn đứng ở Tần Đường sao? Sở dĩ các xếp cục trưởng công an ba thành phố xa xôi chạy tới Tần Đường gặp y, cũng không phải là vì bộ dạng y tốt đẹp, càng không phải vì tên của y được đặt ra quá ngang tàng, mà đến mỉa mai y, nói trắng ra. Trên thực tế là Tần Đường có người muốn nói cho y một sự thật, thành thật chút, đừng làm ầm ĩ, cẩn thận thân hình phì nhiêu bị biến thành thân hình eo thon. Kim Cương không phục cũng phải nhịn, sau khi y nhận câu hỏi của ba cục trưởng, liền vội gọi điện thoại cho Dịch Diễn. Dịch Diễn lại bảo y, cục trưởng Trương đang họp, tất cả bình thường, không cần hoảng hốt. Kim Cương liền kiên định hơn rất nhiều, tuy nhiên y đang nghĩ, phỏng đoán lần này Ngưu Lâm Quảng xui xẻo rồi. Ngưu Lâm Quảng quả thật gặp phải xui xẻo. Đương nhiên không ai có thể trách, chỉ trách gã bản thân quá đường hoàng, cứ cho bản thân là một bó rau, cho nên Hạ Tưởng liền quyết định trước thêm chút hành thêm chút muối, thêm chút phụ liệu, dựng cái chảo lớn, trước tiên là một món xào nhỏ. Hoàng Đắc Ích tới sau khi Hoàng Kiến Quân đến, mới lĩnh hội được ý đồ của Bí Thư Hạ, lập tức tổ chức lực lượng, cùng ba cục công an Thiên Trạch, thành phố Lang và quận Hạ Mã, trong đó tính cả Tần Đường, tổng cộng là 4 địa phương. Tạo ra liên kết 4 địa phương, vì ba cục trưởng đã đến, liền cho ông ta đủ lý do để điều động lực lượng nhanh tám chặn Ngưu Lâm Quảng, đồng thời cũng khiến y có thể trốn sau lưng, khi đó áp lực sau này của Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng, lập tức đẩy sang 3 địa phương. 3 địa phương liên kết đến Tần Đường phá án, y thân là cục trưởng không ra mặt phối hợp và hợp tác cũng nói không thông được. Nhỏ là không làm tròn bổn phận, lớn thì không làm tròn trách nhiệm. Hoàng Đắc Ích rốt cuộc lấy hết dũng khí. Lần đầu tiên đối mặt với Ngưu Lâm Quảng. Đồng thời y cũng có ý mượn hành động lần này để cảnh cáo Ngưu Lâm Quảng một lần, cảnh cáo Ngưu Lâm Quảng bất cứ việc gì cũng phải chú ý góc độ, quá đáng dễ bị đánh sau lưng.
Hoàng Đắc Ích từ trong thâm tâm không ngờ, giữa Bí Thư Hạ và Ngưu Lâm Quảng cuối cùng lại đi đến nông nỗi sống mái với nhau, bởi vì đến khi đó nếu chẳng may con chó điên Ngưu Lâm Quảng muốn cắn người, phải đem việc xấu trước kia của y nói ra, y cũng không xong. Chỉ cần Ngưu Lâm Quảng không chủ động đụng đến Bí Thư Hạ, tất cả đều dễ xử lý. Bốn bên liên kết, chính là muốn nghiêm khắc cảnh cáo Ngưu Lâm Quảng một lần, vừa phải thì thôi, dừng cương trước bờ vực, nếu không khả năng gặp đả kích lần thứ hai càng mạnh hơn. Hoàng Đắc Ích thầm nghĩ, hy vọng khổ tâm của y, Ngưu Lâm Quảng có thể ngầm hiểu. Hoàng Đắc Ích nếu quyết định bốn phương liên động, liền để anh Thành chờ y một lúc, y tổ chức lực lượng có năng lực, cùng với người ngựa của Hoàng Kiến Quân, sau khi nửa đường cùng anh Thành tụ họp, mấy chục xe cảnh sát từ từ tiến về phía khu vực thực nghiệp Trung Thiên. May mắn tới kịp lúc, Hoàng Đắc Ích kín đáo lau mồ hôi lạnh, nếu đến chậm một bước, thật sự gây ra vụ án mạng. Nếu chẳng may Lưu Nhất Cửu ở Tần Đường bị bọn cướp tấn công mà bị thương, Cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Trạch không bắt Tần Đường nói rõ lý do mới là lạ. Làm không tốt kinh động Sở Công an tỉnh, thì sẽ thành chuyện lớn rồi. Trong lòng Hoàng Đắc Ích đối với Ngưu Lâm Quảng càng bất mãn hơn, tục ngữ nói kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Ngưu Lâm Quảng hiện nay hơi cuồng quá mức, người kiêu ngạo, thì dễ không thấy rõ tình thế. Trong lòng Hoàng Đắc Ích có tức giận, lúc này hạ lệnh phóng bom cay để xua đám người, phòng ngừa tình thế tiến thêm một bước mở rộng, Gia Cát Phách Đạo coi như thức thời, cũng biết hiện thân đúng lúc. Tuy nhiên trong hoàn cảnh bốn địa phương liên động, Gia Cát Phách Đạo vẫn là ung dụng mà xuất hiện, đúng là quá xem mình như một bó rau. Chỉ tiếc, Gia Cát Phách Đạo vẫn là đánh giá sai tình thế. Bởi vì hiện nay không phải một mình lực lượng công an Thiên Trạch, mà là lực lượng công an ba địa phương Thiên Trạch, thành phố Lang và quân hạ mã thành phố Yến, hơn nữa lực lượng công an bản địa Tần Đường, bốn bên liên động, với lực lượng công an bốn địa phương, còn không bắt được một tên Gia Cát Phách Đạo nhỏ tí sao. Anh dù gọi là Hống Hách Phách Đạo, hôm nay Hống Hách cũng không được. Gia Cát Phách Đạo vừa có mặt, quả nhiên uy phong, đám người sao động lập tức im lặng, mọi người lập tức chia làm hai đội, thành đường hoan nghênh. Gia Cát Phách Đạo liền như anh hùng, từ giữa bước khoan thai, không chút hoang mang tiến tới trước mặt Lưu Nhất Cửu, không ngờ còn có thể cười được. Sếp Lưu, tôi đi theo ông một chuyến, xin thả thiếu gia Thang. Thật xin lỗi, Thang Tuấn là kẻ khả nghi kích động gây rối, bây giờ tôi phải dẫn anh ta về hỗ trợ điều tra. Lưu Nhất Cửu được thế không buông tha người, chủ yếu cũng là đối phương quá liều lĩnh. Ông ta xâm nhập hang ổ đối phó với bọn buôn ma túy, quả là vào sinh ra tử. Tình huống hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải, khiến ông cũng quá khiếp sợ sự kiêu ngạo của lực lượng xã hội đen Tần Đường. Gia Cát Phách Đạo mặt trầm xuống. Kiệu Hoa mọi người cùng kiêng, ông tôn trọng tôi một thước, tôi tôn trọng ông một trượng, xếp Lưu, chúng ta mỗi người lui một bước mới dễ nói chuyện. Lui cái đầu của ông. Lưu Nhất Cửu bỗng nhiên phát tác, lôi thiếu gia Thang ra phía sau, chỉ mặt cảnh sát. Bắt lại, dẫn về Thiên Trạch. Đám người lại sao động, dẫn về Thiên Trạch thì phiền rồi, thiếu gia Thang không chết cũng bị lột ra, có người liền hô lên. Muốn cưỡi lên đầu Trung Thiên, không có cửa đâu. Mẹ nó cảnh sát ở vùng khác lại dương oai ở Tần Đường, thế là cái quái gì? Cảnh sát Tần Đường chúng ta đều chết sạch rồi sao? Chặn cửa lại, không cho chúng đi, cho chúng mang người từ Trung Thiên ra, sau này chúng ta còn lăn lộn thế nào? Quả đúng là kiêu ngạo, dưới sự liên hợp bức bách của cảnh sát bốn địa phương, đối phương còn dám kêu gào, Hoàng Kiến Quân rốt cuộc cũng nổi khùng lên. Hoàng Kiến Quân lần này đến Tần Đường, một là mượn cớ để lại gần Bí Thư Hạ, hai là vì lập uy, dù sao thời gian y ở Hạ Mã cũng quá lâu rồi, không có chiến tích gì, tiến thêm một bước có chút khó khăn, mà y cũng rõ hễ là hạ tưởng ra tay, nhất định có lợi lộc. Chủ yếu trong tay y còn nắm giữ chút chứng cứ phạm tội của Gia Cát Phách Đạo, quận Hạ Mã cũng có mấy băng nhóm nhỏ cùng Gia Cát Phách Đạo có chút vướng mắc, y tùy tiện đề xuất ra mấy người, đối phương liền cung cấp một vài chứng cứ của Gia Cát Phách Đạo. Tay của Gia Cát Phách Đạo đúng là dài, ngay cả quận Hạ Mã cũng có thuộc hạ của gã, đương nhiên, càng xác thực mà nói là thế lực của Ngưu Lâm Quảng. Cho dù là ai, dù sao y cũng có chứng cứ trong tay, thì danh chính ngôn thuận, khiến Gia Cát Phách Đạo không chết, ít nhất cũng có thể khiến gã phải chịu chút đau khổ. Về việc hạ tưởng rời quân Hạ Mã, nhiệt huyết sôi sục trước sau đả kích thế lực Nga Ni Trần ở thành phố Lang, Hoàng Kiến Quân vẫn chú ý chặt chẽ, ngoại trừ hâm mộ và khâm phục ra. Nuối tiếc lớn nhất của y là không thể tự mình tham gia, quả thực chính là tình cảm mãnh liệt thiêu đốt thời gian. Quân Hạ Mã yên tĩnh, quá yên bình,
cũng không có hoạt động lớn, bây giờ có cơ hội, y khao khát lập công tiến thêm một bước, hơn nữa y còn trẻ hơn vài tuổi so với Lưu Nhất Cửu, thấy Lưu Nhất Cửu vừa hoành tráng vừa mạnh mẽ, cũng là tình cảm mãnh liệt, tiến lên vài bước, đi thẳng đến trước mặt Gia Cát Phách Đạo. Anh chính là Gia Cát Phách Đạo. Gia Cát Phách Đạo không biết Hoàng Kiến Quân, sửng sờ. Là tôi, ông là. Tôi là Hoàng Kiến Quân trưởng phòng công an quận Hạ Mã, xin theo tôi đi một chuyến. Cục trưởng Hoàng, tôi gần đây đều không đi qua thành phố Yến, chẳng lẽ tôi tiểu tiện ở sông Hạ Mã, cũng đáng ông ở xa như vậy tới bắt tôi. Gia Cát Phách Đạo vẫn là bộ dạng bất cần đời. Nói nhảm ít thôi, có người tố cáo ông đi theo tôi một chuyến sẽ biết. Hoàng Kiến Quân tức giận, đã thấy qua ngang tang, chưa từng thấy ngang ngược đến vậy, nếu không phải y tận mắt chứng kiến. Còn thật không dám tin có thế lực băng đảng coi trời bằng vung như vậy. Thật có lỗi nha, gần đây bận lắm, thực không có thời gian. Gia Cát Phách Đạo giả vờ giả vịt chắp tay. Các vị anh em, đường xa đến đây, thật vất vả, tôi đã chuẩn bị một ấm trà, mời uống xong thì về, không tiễn xa được. Giọng điệu qua loa, thái độ kiêu ngao, ngông cuồng, hoàn toàn coi mấy cục trưởng ở đó như không có gì. Hoàng Đắc Ích giận đỏ mặt, mặt của cục công an Tần Đường. Xem như không còn gì. Hoàng Đắc Ích cho rằng trong ba ông cục trưởng đó, thì Lưu Nhất Trương vừa có thân thủ vừa có dũng khí, không ngờ tới Hoàng Kiến Quân cũng rất tuyệt vời. Gia Cát Phách Đạo đang ra vẻ tinh tướng trong đám mây nhạt, Hoàng Kiến Quân vừa lật tay, xoay người, rất rõ ràng linh hoạt bắt lại Gia Cát Phách Đạo, sau đó cũng còng hai tay gã lại, ném cho cảnh sát của mình. Áp tải đi! Đám đông lần này bạo động, không ít người gào thét muốn liều mạng, còn muốn kêu gào muốn nổ súng. Hoàng Đắc Ích thấy thế, vội vàng nổ súng cảnh báo, Hoàng Đắc Ích vừa động, toàn bộ cảnh sát Thiên Trạch, thành phố Lang cùng với quận Hạ Mã, dầm một tiếng toàn bộ móc súng ra, tình thế vô cùng căng thẳng. Hoàng Kiến Quân cười lạnh một tiếng. Gia Cát Phách Đạo, ông muốn cho cảnh sát có vũ trang sở công an tỉnh San Bằng Trung Thiên, thì ông cứ cho người của mình làm ầm ĩ. Gia Cát Phách Đạo bất ngờ bị còng lại, cảm thấy mất mặt, nhưng tình thế lúc này không cho gã nghĩ nhiều. Nếu thực sự có bắn nhau, lực lượng cảnh sát bốn địa phương liên động lại không phải là nhỏ, Hạ Tưởng hoàn toàn có thể mượn cớ xin sở công an tỉnh điều động lực lượng, nhất cử dẹp yên San Bằng thực nghiệm Trung Thiên. Nguy rồi, trúng kế của Hạ Tưởng. Chương 1148, một lần giao thủ, mưu tính sâu xa. Gia Cát Phách Đạo tuy bên trong cái tên có Phách Đạo hống hách nhưng họ Gia Cát, còn tự nhận Gia Cát Lượng, rất tự kiêu với văn võ song toàn của bản thân. Tự cho là vừa có thân thủ lại vừa có đầu óc bình tĩnh và kiến thức hơn người, cho nên sau khi yên tĩnh một lúc, liền nhận ra tình hình khi đó. Bốn bên liên động, cho dù trong tay đối phương không đủ chứng cứ, ít nhất thanh thế to lớn, nếu sự việc được giải quyết thuận lợi, chính là đầu voi đuôi chuột, nếu sự việc ngày càng làm lớn hơn, lớn đến mức không thể làm xong việc, thậm chí xảy ra bắn nhau, liên quan đến mạng người. Tốt, sẽ ảnh hưởng đến giới truyền thông. Lại phản ánh tình hình cảnh sát ba địa phương đến sở công an tỉnh, chỉ là phối hợp điều tra sự việc, sẽ trở thành vụ án kinh động cả tỉnh, thực nghiệp Trung Thiên nếu phơi bày trên cả nước, chắc chắn khó mà thoát khỏi tai ương. Hạ Tưởng bí thư Hạ, thật sự là một tay mưu kế cháo trở, thiếu chút nữa là trúng kế của anh. Gia Cát Phách Đạo lập tức nghĩ thông suốt, liền chịu thua. Dừng tay, mẹ nó tất cả dừng tay đi, tôi Gia Cát Phách Đạo cây ngay không sợ chết đứng, đi một chuyến thì đi một chuyến. Các anh không cần náo loạn lên nữa, quay về với công việc cả đi, cần làm gì thì làm đi. Uy phong Gia Cát Phách Đạo ở thực nghiệp Thiên Trung chỉ sau Ngưu Lâm Quảng, gã vừa nói ra, đám đông liền im lặng. Sau đó, Gia Cát Phách Đạo gật đầu với Hoàng Kiến Quân. Cục trưởng Hoàng, tôi đi theo ông, đồng thời cũng cam đoan thực nghiệp Thiên Trung toàn lực phối hợp làm việc với các cục. Hoàng Kiến Quân thầm giật mình, Gia Cát Phách Đạo quả nhiên là một nhân vật. Thời khắc mấu chốt cố gắng xoay chuyển tình thế, liền một lần nữa khống chế sự việc thất thế, thật đúng là vai diễn có thể duỗi có thể co. Càng là như thế, càng chứng minh gã khó đối phó, mà Ngưu Lâm Quảng phía sau gã, lại càng là nhân vật mánh khóe lợi hại. Gia Cát Phách Đạo vừa lên tiếng, khí thế của người thực nghiệp Trung Thiên liền giảm đi, Thiếu Gia Thăng cũng không thể nói gì hơn, ngầm thừa nhận sự chỉ bảo của Gia Cát Phách Đạo. Nếu Gia Cát Phách Đạo phối hợp công tác, hành động của bốn bên liên động phải thu về. Đoàn xe chậm rãi mất mấy phút mới ra khỏi cửa thực nghiệp Trung Thiên, bên ngoài thực nghiệp Trung Thiên, là nơi bình thường không ai dám đứng, bây giờ thì đầy người đứng, đều chỉ trỏ với những gì đã xảy ra.
Mãi đến khi đoàn xe thanh thế lớn rời xa thực nghiệp trung thiên, có người thấy Gia Cát Phách Đạo và đại thiếu gia Thang Bình Thường uy phong lẫm lẫm bị áp tải lên xe, không ít người nhiệt liệt vỗ tay, cho rằng thực nghiệp trung thiên sắp bị thanh lý. Cảnh sát bốn địa phương tạo ra tin tức không nhỏ về việc gây sức ép ở thực nghiệp trung thiên. Nhưng từ đầu đến cuối, Ngưu Lâm Quảng ngay cả mặt mũi cũng không hề lộ diện, vô cùng lên mặt, kỳ thật y đứng sau cửa sổ trên lầu, vẫn biết rõ từng chi tiết phát sinh phía dưới. Ngưu Lâm Quảng chưa đến 50 tuổi, để tóc húi cua, sau đầu có một vết sẹo, rõ ràng là vết thương do dao, tuy nhiên nhìn tướng mạo y không thấy hung ác, ngược lại còn có chút lương thiện, đặc biệt là đôi mắt nhỏ, hơi nheo lại, chớp một cái, còn có vẻ thân thiện. Chỉ có điều làm mọi người không thoải mái là trán rộng, so với người bình thường còn rộng hơn đến mấy đốt, làm cho mặt y có chút hơi dài. Thường được gọi là mặt ngựa. Từ xưa những người đại gian đại ác, tất có dị thường, cũng là có trí tuệ lớn dũng khí lớn. Đằng sau y là một thanh niên hào hoa phong nhã, tuổi vừa phải, nhiều lắm là hơn 30 tuổi, bộ dạng như một giảng viên đại học. Tư vị, anh thấy việc hôm nay thế nào? Ngưu Lâm Quảng vẻ mặt tức giận, trên tay nổi gân xanh, thiếu chút nữa là nổ tung rồi. Người thanh niên tên là Hách Tư Vị, là MBA, thạc sĩ quản trị kinh doanh, hiện nay là thư ký của Ngưu Lâm Quảng, cũng là tham mưu cho Ngưu Lâm Quảng. Nếu nói ra Cát Hống Hách là quân sư quạt mo, Hách Tư Vị là nhân vật mưu sĩ cố vấn. Dưới sự so sánh, Gia Cát Phách Đạo đúng là có sự ảnh hưởng lớn đến toàn bộ công ty, mà Hách Tư Vị trông có vẻ rất bình thường, anh ta chỉ có thể ảnh hưởng đến một mình Ngưu Lâm Quảng. Dùng cây dọa khỉ, ném đá giấu tay, thủ đoạn rất cao minh. Hách Tư Vị không chút che giấu khâm phục Hạ Tường. Bí thư Hạ không đơn giản, thủ đoạn siêu tuyệt, ra tay vừa chuẩn vừa độc. Hừ! Ngưu Lâm Quảng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tư Vị một cái. Anh đưa Hạ Tường lên trời, ý là nói, chúng ta không có sức trả đòn. Có, đương nhiên là có. Hách Tư Vị có chút hơi tự đắc cười, anh ta tự biết nhân duyên ở Trung Thiên là bình thường, nhưng may mà Ngưu Lâm Quảng tin tưởng anh ta nhất, anh ta cũng biết rõ tính cách Ngưu Lâm Quảng. Bí thư Hạ mới đến Tần Đường không lâu, còn chưa đứng vững, còn có rất nhiều việc phải làm, chúng ta còn rất nhiều cơ hội ngầm ngáng chân. Nhưng hiện nay không cần đối phó với Bí thư Hạ, hãy bố cục trước. Bộ cái gì cục, tôi phái vài người đến uy hiếp hắn một lần, xem hắn còn dám kiêu ngạo hay không. Mẹ nó, mới đến Tần Đường vài ngày, đã dám đi tiểu trên đầu tao, thật mất mặt. Không trả đòn, tôi sẽ không phải là Phách Thiên Hổ. Hách Tư Vị cười thầm, cũng không dám cười ra, Ngưu Lâm Quảng tính tình có chút thẳng thắn, tuy nhiên trong sự thô kệch có sự tinh tế, tỉ mỉ, có khi lời của y lại lật lại để nghe, người không hiểu điểm này của Ngưu Lâm Quảng, đều không thể chiếm được trọng dụng của y. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chủ tịch Ngưu, ngài chắc chắn đã có đối sách, có phải không? Hách Tư Vị liền nảy ra ý tưởng, cố ý hỏi, liền tỏ rõ cao minh của Ngưu Lâm Quảng. Lãnh đạo thích những việc vặt để thư ký đi làm, cũng thích để thư ký nhắc nhở việc đúng lúc, nhưng những việc đại sự, thư ký cho dù là nghĩ xa xôi hơn so với lãnh đạo, nhưng cũng phải học lui về phía sau, đem toàn bộ công lao dành cho lãnh đạo. Nếu thư ký thông minh hơn lãnh đạo, như vậy rất xin lỗi. Thư ký này chỉ sợ sẽ bị đánh vào lãnh cung. Người khoe khoang sự thông minh, xưa nay vốn không có kết cục tốt. Tôi có thể có vài ý kiến hay, vẫn là anh làm nhiều chủ ý, nói thử xem. Dưới sự cầu thả bề ngoài của Ngưu Lâm Quảng, cặp mắt nhỏ chớp động long lanh. Hách Tư Vị dù không thích Ngưu Lâm Quảng cứ thỉnh thoảng lại thử anh ta, nhưng không có cách nào, ai biểu Ngưu Lâm Quảng là trùm. Anh ta liền cười ha ha. Ý tưởng của chủ tịch Ngưu. Tôi cũng đoán được vài phần, cũng không biết có đúng hay không. Chính là đợi khi Bí thư Hạ và thị trưởng Trương, chủ nhiệm Lưu náo loạn đến túi bụi, Trung Thiên lại ra tay đằng sau, chẳng những có thể báo thù, còn có thể làm người tốt trước mặt thị trưởng Trương và chủ nhiệm Lưu. Ngưu Lâm Quảng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt chớp vài cái, dừng ở khẩu súng trên bàn. Là một khẩu súng lục, Ngưu Lâm Quảng thích súng lục đơn giản mà không dễ xảy ra sự cố, uy lực lớn, dễ thao tác, trực tiếp. Có lực. Giống với tính cách của y. Y lại hướng mắt ra phía cửa sổ, trong khuôn viên đã yên tĩnh lại, Gia Cát Phách Đạo và thiếu gia Thang bị dẫn đi, đối với y mà nói, là một lần thất bại nghiêm trọng, bị Hạ Tưởng làm mất mặt ngay trước mặt nhân dân toàn thành phố, đá thẳng vào mặt một cái. Một bí thư Hạ, cắn người giấu răng,
còn khiến có giận tìm không ra người phát tiết. Bỗng nhiên lại nghĩ ra Lã Chấn Dương và Trương Chấn Phương, Ngưu Lâm Quảng quay đầu về phía Hách Tư Vị nói. Lã Chấn Dương và Trương Chấn Phương, gần đây không cùng ngồi với Mã Quân hả? Hách Tư Vị ngay lập tức hiểu được ý đồ của Ngưu Lâm Quảng, anh ta không khỏi thầm lắc đầu, Ngưu Lâm Quảng cũng hay, còn có thị trưởng Trương và Bí Thư Hạ, đều thích ở phía sau thao túng người khác xé sát trong trận đấu, bọn họ trốn ở sau lưng, đều bày ra một bộ dạng buông cần câu cá, tuy nhiên nghĩ lại cũng phải, bây giờ còn không phải lúc trở mặt. Đợi khi nào Ngưu Lâm Quảng và Bí Thư Hạ ngồi cùng một chỗ, chính là lúc quyết định thắng bại. Tôi cũng lâu rồi không ngồi lại với Mã Quân, Chủ tịch Lã còn có Chủ tịch Trương. Hách Tư Vị thấy rõ, Ngưu Lâm Quảng lại muốn ba súng một phát. Ngưu Lâm Quảng là tay súng, anh ta thì phải phụ trách lên đạn và nhắm mục tiêu. Cảnh sát ba địa phương tới nhanh, đi cũng rất nhanh, sau khi náo loạn một trận ở Thực Nghiệp Trung Thiên, cuối cùng đều tự thu hồi quân lính. Cho dù là Lưu Nhất Cửu, Hoàng Kiến Quân hay là anh Thành Lão Thành, đều không đề xuất gặp Hạ Tưởng cũng không lộ diện, giả vờ không biết việc này. Về công mà nói, cấp bậc của ba người không đủ để Hạ Tưởng ra mặt tiếp đãi, về cá nhân, hiện giờ cũng không phải là thời điểm liên hệ tình cảm. Lưu Nhất Cửu dẫn Thiếu Gia Thang đi, Hoàng Kiến Quân dẫn ra Cát Phách Đạo đi, trước khi đi, Lưu Nhất Cửu vỗ vỗ bả vai Hoàng Đắc Ích cười tâu toét. Xếp Hoàng, mang áo mưa không được tính là cưỡng gian. Hoàng Đắc Ích không kìm nổi cười vang, Lưu Nhất Cửu chẳng những không phân biệt lớn nhỏ, còn không có hình tượng, khiến y thực sự không nghĩ ra ông ta làm thế nào lên được phó cục trưởng. Cũng không biết có phải trước đó đã có thương lượng hay không, Lưu Nhất Cửu và Hoàng Kiến Quân không hẹn mà cùng ở giữa đường vứt bỏ Thiếu Gia Thang và Gia Cát Phách Đạo, sau đó nghênh ngang mà đi. Đáng thương cho Thiếu Gia Thang và Gia Cát Phách Đạo vẫn uy phong lẫm lẫm, trên đường cao tốc bị lạnh cóng đến phát run, đứng với xe nửa ngày cũng không có một chiếc, cuối cùng đành gọi điện thoại cầu cứu, mới được tuần cảnh đường cao tốc cứu, đưa về tần đường. Hai người đều bị cảm lạnh, sau khi trở về bệnh nặng thêm, nằm viện nửa tháng. Hoàng Đắc Ích sau khi nhận được điện thoại của Ngưu Lâm Quảng, sau khi nói hơn 10 phút, y buông điện thoại, ngẫm nghĩ một lúc về tình hình sau này, trong lòng vẫn không thấy vui. Tuy nói sự việc lần này khiến hắn được tiếng tăm trên cục công an thành phố, cảnh sát ba địa phương liên động, tương đương với y cũng nằm trong đó, hơn nữa y đã tạo uy ở Thực Nghiệp Trung Thiên. Nhưng nghe Ngưu Lâm Quảng bình thản có lực, sau lời nói không chút hoang mang, không biết sao, trong lòng y hiện lên một chút bối rối và bất an. Sao sơn chấn hổ, dung cây dọa khỉ, nhưng hổ hiển nhiên không bị hoảng sợ, điều đó cho thấy rõ, Ngưu Lâm Quảng vẫn là tự tin đầy đủ, cũng là nói, gã một chút cũng không sợ Hạ Tưởng. Trong lòng không có ý sợ hãi, thì sẽ không biết kiềm chế, chẳng lẽ nói, giữa Ngưu Lâm Quảng và Bí Thư Hạ, cuối cùng vẫn còn trận chiến quyết tử. Hoàng Đắc Ích thấy rõ. Y động không được Ngưu Lâm Quảng, đằng sau Ngưu Lâm Quảng rốt cuộc là ai, y cũng không biết rõ, nhưng biết được một điểm, Ngưu Lâm Quảng cũng không phải là Trương Quốc Vĩ có thể nắm được. Đằng sau Ngưu Lâm Quảng đến Sở Công an tỉnh cũng phải kiêng nể vài phần, nếu không Ngưu Lâm Quảng làm sằng làm bậy bao nhiêu năm ở tần đường, lộ liễu bắt chẹt gần 1 tỷ nhân dân tệ, cho dù Cục Công an thành phố không báo, Sở Công an tỉnh cũng không phải là mù và điếc. Mặc kệ, cho dù Hoàng Đắc Ích đơn giản lắc đầu. Không phải sự tình mà cấp bậc như y phải quan tâm, hà cớ phải tự mình đi tìm phiền phức. Bỗng nhiên lại nghĩ tới Lưu Nhất Cửu vài lần nhấn mạnh, mang áo mưa không thể tính là cưỡng gian, kết luận vớ vẩn, lắc đầu mỉm cười, Lưu Nhất Cửu thực sự là một kẻ dở hơi. Tuy nhiên nói lại thì, ông ta có thể phá án như thần, cũng là cùng tính cách không kiêng nể của ông ta không phải không có quan hệ. Tuy nhiên có khi cũng quá không rõ ràng, như tính cách của ông ta, phỏng chừng lên phó cục trưởng là hết. Tuy nhiên, trong đầu Hoàng Đắc Ích bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, không đúng, lời nói Lưu Nhất Cửu cũng không phải vui đùa, mà là nhấn mạnh cái gì đó. Hoàng Đắc Ích lại đem vụ án giả soát một lần, đột nhiên nghĩ tới mấu chốt, cười ha hả. Lưu Nhất Cửu, thật đúng là một cao thủ phá án. Chương 1149, hai vấn đề khó, đến như đúng hạn. Gần đây tần đường liên tiếp xảy ra chuyện, tác động đến cán bộ đảng viên cho đến dân chúng bình thường. Cảnh sát đại náo Trung Thiên Thực Nghiệp, chỉ trong một đêm, thông tin đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ tần đường, mọi người chạy khắp nơi truyền tin tức, nói rằng Ngưu Lâm Quảng đã ngã đài, thậm chí không ít người đã mua pháo chúc mừng, nhưng sóng biển qua đi, sự bình yên lại trở lại, Ngưu Lâm Quảng không sao, ngoại trừ Gia Cát Phách Đạo và Thiếu Gia Thang nằm viện,
Trung Thiên Thực Nghiệp vẫn uy phong như cũ ở Tần Đường, mà Ngưu Lâm Quảng lại một lần nữa cho xe thiết giáp xuống đường thu phí bảo hộ. Khiến dân chúng lại rơi vào thất vọng, vẫn không thể ngăn chặn được Ngưu Lâm Quảng, tại sao Ngưu Lâm Quảng lại kiên cường, lại vênh váo và kiêu ngạo như vậy. Những người mua pháo chúc mừng đã ân hận, vội nhanh chóng giấu đi, tránh bị Ngưu Lâm Quảng trả thù. Tuy nhiên thật là tốt, Ngưu Lâm Quảng dường như đã kiềm chế được, không có gây thêm chuyện xung quanh nữa. Một việc nữa là vụ án Thiên Nguyên hiếp dâm Chu Minh Nhã, sau khi Cục Công an thành phố một lần nữa đưa ra chứng cứ, Viện Kiểm sát lấy lý do chứng cứ không đủ, không chứng minh được rõ sự thật, đồng thời hủy bỏ lệnh tạm giam đối với Thiên Nguyên, Mạnh Thiên Nguyên được thả về. Ai cũng không ngờ rằng vụ án Mạnh Thiên Nguyên lại được giải quyết nhanh như vậy, Chu Minh Nhã làm sao phục, muốn tìm đến Cục Công an thành phố nói lý lẽ, nhưng khi Hoàng Đắc Ích bày ra sự thật, nói rõ lý lẽ xong, thì cô chỉ còn cách sững sờ im lặng. Đúng vậy, lúc ấy Mạnh Thiên Nguyên sử dụng bao cao su, làm sao có thể lưu lại vật chứng trên người cô được. Bởi vậy vật chứng cô cung cấp và các dữ liệu trên video không đủ để chứng minh sự thật, và vật chứng có nghi ngờ bị làm giả, không được chấp nhận. Hoàng Đắc Ích chân thành nói một câu. Minh Nhã, tôi biết Minh Hoành thời gian không phải là ngắn nữa, cũng có quen biết với cô, khuyên cô một câu thế này, cô nghe cũng được mà không nghe cũng không sao, nhưng xuất phát từ đáy lòng tôi nghĩ việc này nên dừng ở đây, đừng làm ầm ĩ lên, Thiên Nguyên hoàn toàn có thể phản cáo cô hãm hại y. Chuyện nam nữ, từ trước đến nay luôn là đàn ông nói ngoa, phụ nữ chỉ thiệt thòi mà thôi. Chu Minh Nhã sửng sốt một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên òa khóc. Em mặc kệ, đằng nào chuyện cũng đã rồi, điều có lợi sẽ chẳng đến với em muốn tìm Thiên Nguyên liều mạng với y. Hoàng Đắc Ích lắc đầu, Chu Minh Hoành đường đường là một phó thị trưởng thường trực, có một cô em gái như vậy thật là đau đầu. Chu Minh Hoành đau đầu như thế nào Hạ Tưởng cũng không để ý đến, hiện tại hắn đang phải đối mặt với một vấn đề rất nan giản, bởi vì cuối cùng Lưu Kiệt Huy đã ra tay. Phải nói, toàn bộ tình hình Tần Đường bây giờ phát triển đúng hướng như hắn mong muốn. Cảnh sát ra tay, trực tiếp khiến Ngưu Lâm Quảng kinh sợ, gián tiếp gõ vào Trương Quốc Vĩ, cũng thu được kết quả nhất định, chẳng những khiến việc Trương Quốc Vĩ mượn việc bán xe để nâng cao hình tượng khỏa lấp hết đi, còn khiến Ngưu Lâm Quảng ở yên một chút. Ít nhất ra Cát Phách Đạo cũng đã nếm mùi đau khổ, tuy rằng không lớn nhưng cũng khiến y về sau phải hành động như thế nào cho phải, không nên hơi một tí là khiêu khích quyền uy của Bí Thư Thành ủy. Muốn khiêu chiến quyền uy Bí Thư Thành ủy cũng được. Nhưng phải có tư cách mới được, không phải là một con chó con mèo muốn đùa giỡn là đùa giỡn, chỉ với trong tay có mấy khẩu súng, lại đứng đầu một nhóm người nữa, như vậy là có thể ngạo mạn rồi sao làm người quý ở chỗ phải biết mình là ai. Dĩ nhiên Hạ Tưởng cũng biết rõ, muốn cho Ngưu Lâm Quảng từ nay về sau kìm nén và thu tay lại là điều hoang tưởng, hắn cũng không nông cạn nghĩ rằng chỉ với một nhát đập là có thể hù dọa được con hổ, nếu dọa được thì đó không phải là hổ mà là chuột mới đúng. Hạ Tưởng chỉ tạm thời đả kích một chút sự kiêu ngạo và bệ vệ của Ngưu Lâm Quảng mà thôi, không đến mức để y gây thêm phiền phức nữa, cũng tốt để hắn thong dong sắp đặt và thuận lợi cầm quyền. Nếu không vừa phải chịu áp lực lớn khi phải đối phó với Trương Quốc Vĩ, lại còn phải đề phòng Ngưu Lâm Quảng càn quấy, cũng đã khiến người ta đau đầu rồi. Một Trương Quốc Vĩ cũng khiến Hạ Tưởng phải tập trung tinh lực để ứng đối, lại có thêm một Ngưu Lâm Quảng, càng khiến người ta bó tay bó chân. Không nghĩ rằng vừa mới đả kích Ngưu Lâm Quảng, vấn đề Lưu Kiệt Huy lại tới. Điều chỉnh nhân sự, Hạ Tưởng ở hội nghị thường vụ thành ủy bước đầu tiên đã thắng một ván, nhưng việc bổ nhiệm các cục trưởng đều phải qua hội nghị hội đồng nhân dân phê chuẩn. Việc bổ nhiệm La Chính Nguyên làm cục trưởng cục tài chính được gửi xuống rất nhanh, nhưng việc bổ nhiệm Hồ Thư Dương làm cục trưởng cục đất đai và Diệp Phàm làm cục trưởng cục giáo dục lại đang kẹp ở hội đồng nhân dân. Thư bổ nhiệm chậm trễ không được phát xuống. Cho phép một người, kẹp lại hai người, ai cũng đều biết rõ là Lưu Kiệt Huy đang làm khó Hạ Tưởng. Ở rất nhiều thành phố cấp địa, Bí Thư Thành ủy đều kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chính là muốn để cho ý đồ của Bí Thư có thể chắc chắn thuận lợi ở Hội đồng Nhân dân, nhưng Hạ Tưởng nhận chức ở Tần Đường, cũng không hiểu nguyên nhân vì sao, hay là ở khâu nào có vấn đề, hắn lại không kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, khiến quyền lực trong tay hắn bị giảm đi ít nhiều. Mỗi một thành phố có một tình hình cụ thể, cũng không phải tất cả bí thư thành ủy đều kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân, Hạ Tưởng không kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân, hắn cũng không nghĩ do tỉnh cố ý sắp đặt, vấn đề khó khăn bây giờ là, làm thế nào để hóa giải việc Lưu Kiệt Huy cố ý gây khó dễ. Thái độ Hạ Tưởng rất kiên quyết,
Hội đồng Nhân dân chưa gửi thư bổ nhiệm, nhưng Hồ Thư Dương và Diệp Phàm sau khi được Hội nghị Thường vụ thông qua, liền đi nhậm chức ngay, thực thi quyền hạn của mình. Nhưng dù sao vẫn là danh bất chính ngôn bất thuận, dựa theo thể chế chính trị hiện hành, nếu không có quyết định bổ nhiệm của Hội đồng Nhân dân, thì Hồ Thư Dương và Diệp Phàm không thể cứ làm tiếp như vậy, nếu Lưu Kiệt Huy vẫn kẹp lại, cuối cùng sắp xếp lại vị trí của Hồ Thư Dương và Diệp Phàm. Như vậy việc điều chỉnh nhân sự của hắn đang đạt thành công lại chuyển biến 1800, lại bị mọi người cười nhạo trong thất bại. Đang lúc Hạ Tưởng suy nghĩ để tìm cách thoát khỏi sự khó dễ của Lưu Kiệt Huy, thì Phạm Tiến bước vào. Phạm Tiến đến đúng như hắn dự kiến, bởi vì Diệp Phàm cũng bị làm khó dễ. Hạ Tưởng đoán nếu không vì vấn đề của Vương Trường Viễn thì Diệp Phàm cũng không đến mức bị Lưu Kiệt Huy gây khó dễ. Vừa lúc Phạm Tiến đi đầu phản đối đề cử Vương Trường Viễn, Lưu Kiệt Huy liền đánh trả lại. Cũng may việc bổ nhiệm Diệp Phàm cũng bị làm khó, nếu không nếu Diệp Phàm cũng được dễ dàng thông qua, chỉ còn lại Hồ Thư Dương, thì Hạ Tưởng thực sự trở thành kẻ cô độc. Cục diện Tần Đường phức tạp, nhiều vấn đề khó khăn, là một nhiệm kỳ khó khăn nhất so với tất cả những nhiệm kỳ trước đây mà Hạ Tưởng từng đảm nhận. Phạm Tiến vừa đến liền cau nhau. Bí thư Hạ, chủ nhiệm Lưu rõ ràng muốn gây khó dễ. Việc này chúng ta đã bàn bạc rồi. Hội đồng Nhân dân phải ủng hộ công việc thành ủy, chứ không phải cản trở như vậy. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt Phạm Tiến đầy căm phẫn liền mỉm cười. Đồng chí Kiệt Huy chắc chắn có suy nghĩ riêng của đồng chí, cũng là do chúng ta làm việc không được tốt lắm, không bàn bạc rõ ràng trước với Hội đồng Nhân dân. Bí thư Phạm, anh chịu khó vất vả chút, năng đi lại Hội đồng Nhân dân, liên hệ với đồng chí Kiệt Huy nhiều một chút. Có như vậy, quyết định thành ủy mới dễ dàng được thực thi. Thái độ Hạ Tưởng không khác so với sự tưởng tượng của Phạm Tiến, vừa phải liên hệ giao lưu, vừa phải cứng rắn mạnh mẽ. Cũng đúng, thành ủy nếu bị Hội đồng Nhân dân làm khó thật, cũng không thể có chuyện như vậy. Nhưng nếu không mạnh mẽ cứng rắn thì có lần đầu tiên ắt hẳn sẽ có lần thứ hai. Nói không chừng đến một lúc nào đó Hội đồng Nhân dân còn tự đề danh chọn người, đảng quản cán bộ không phải thành nói suông sao. Đây không phải vấn đề giao lưu, mà do con người tạo ra khó khăn. Phạm Tiến hơi kích động, không biết thực sự tức giận hay phóng đại nói. Tôi và chủ nhiệm Lưu vừa mới nói chuyện, anh ta nói rằng Hội đồng Nhân dân còn đang nghiên cứu, còn nói có mấy ủy viên thường vụ không đồng ý bổ nhiệm, anh ta đang làm công tác tư tưởng. Hạ Tưởng nghe xong liền hiểu ra, Lưu Kiệt Huy nhất định làm khó dễ, kéo dài đến lúc hắn thật sự thiếu kiên nhẫn hoặc hắn phải nhượng bộ. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Quyền lực bí thư thành ủy không quán triệt thông suốt, không chủ trì được công tác toàn diện sẽ bị tỉnh ủy đánh một dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ chỉ có một con đường để đi sao? Quan trọng là hiện tại Lưu Kiệt Huy và hắn cũng không đối mặt, không cùng ngồi lại với nhau để nói chuyện. Quả thật, hắn bắt quân mã, lại cản tiền đồ của Lưu Tương Huy, Lưu Kiệt Huy ghi hận trong lòng cũng là điều thường tình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ít ra hắn cũng không phải vì việc cá nhân. Còn Lưu Kiệt Huy cố ý kẹp lại Hồ Thư Dương và Diệp Phàm, rõ ràng là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Thân là cán bộ cao cấp, không hề coi trọng nguyên tắc và lập trường, chỉ nghĩ đến tư thù cá nhân, điều này khiến Hạ Tưởng xem thường Lưu Kiệt Huy. Về phần Lương Chính Ngọ đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Đất Đai, Hoàng Tranh Dũng đảm nhiệm Phó Cục trưởng Cục Giáo dục lại được Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân thông qua một cách thuận lợi. Việc bổ nhiệm vị trí Phó Cục trưởng không cần thông qua Hội đồng Nhân dân. Sau khi Hội nghị Thường vụ thông qua, Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân sẽ tuyên bố cho xong thủ tục. Chương 1150, việc khẩn cấp, mỗi người một thủ đoạn. Trương Quốc Vĩ là người thông minh, không làm khó dễ trong việc bổ nhiệm Hoàng Tranh Dũng làm phó cục trưởng, y giữ thái độ không quan tâm đến mọi việc, dường như không liên quan gì đến y cả. Thả nhỏ bắt lớn, ngay cả Hạ Tưởng cũng không thể không phục thủ đoạn của Trương Quốc Vĩ. Hơn nữa gần đây thị trưởng Trương cũng hơi bận sự kiện Trung Thiên Thực Nghiệp bị đả kích dường như không ảnh hưởng gì đến y đi tỉnh họp rồi, bởi vì sự kiện bán xe lần trước khiến giám đốc sở giáo dục rất tán thưởng, trở thành một thị trưởng điển hình trong việc hỗ trợ giáo dục, vì thế thị trưởng Trương liền khẩn cấp đến thành phố Yến. Thị trưởng Trương vừa đi, liền xuất hiện chuyện gây khó dễ trong việc bổ nhiệm, nói là khéo léo cũng không phải, dấu vết do con người tạo ra ai cũng nhìn thấy, chỉ có điều không nói ra mà thôi. Tình thế vẫn là phức tạp và rất nhiều biến đổi. Bí thư Hạ, nói một câu không nên thế này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân vẫn là do bí thư chọn. Phạm Tiến sau khi nói xong vẻ mặt trầm tư hẳn,
không nên nói thì không cần phải nói nữa. Hạ Tưởng khoát tay, vẻ mặt bình tĩnh, có những điều trong lòng hiểu rõ, nhưng nói ra là phạm vào điều cấm kỵ. Phạm Tiến có thể nói, nhưng hắn thì không, nói ra thì dường như có chút bất mãn với sự sắp xếp của tỉnh ủy, mặc dù nói thật, hắn cũng muốn gánh vác vị trí chủ tịch hội đồng nhân dân. Phạm Tiến thấy Hạ Tưởng cẩn thận, liền chuyển sang đề tài khác. Bí thư Hạ, tôi nghe nói ứng cử viên trưởng ban tuyên giáo, ở tỉnh bước đầu định ra hai người. Hôm nay Phạm Tiến nói nhiều hơn so với bình thường, Hạ Tưởng nghĩ thầm, chẳng lẽ hành động đánh vào Ngưu Lâm Quảng vừa rồi đã khiến y xúc động, mới khiến y sốt ruột như vậy. Tuy nhiên việc chọn người vào vị trí trưởng ban tuyên giáo thực sự hắn chưa nghe qua, liền hỏi. Hai đồng chí đó là ai? Ngô Ký Căn và An Bằng Hữu. Lúc Phạm Tiến nói, vẻ mặt có chút kỳ lạ, mang chút tìm tòi nghiên cứu, lại có chút thương tiếc, thậm chí có cả tia giễu cợt. Hạ Tưởng cũng hiểu được vì sao Phạm Tiến lại có vẻ mặt như vậy. Ngô Ký Căn do Tôn Tập Dân đề cử, mà An Bằng Hữu là do Trương Quốc Vĩ đề cử, mặc dù vẻ ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thấy kinh ngạc, sao lại như thế được? Nếu là chủ tịch tỉnh Tôn đề cử có thể xét duyệt thẳng vào ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì không có gì lạ, đề cử An Bằng Hữu tại sao lại lặng yên không một tiếng động đưa thẳng lên như vậy, bản thân hắn là bí thư thành ủy lại không biết một chút nào về chuyện này. Theo trình tự mà nói, ban tổ chức cán bộ muốn đề cử An Bằng Hữu phải trưng cầu ý kiến hắn, bởi vì An Bằng Hữu là phó trưởng ban ban tuyên giáo thành ủy Tần Đường. Nếu đúng như lời Phạm Tiến nói, thì đối với hắn đây là một sự khiêu chiến lớn. Bởi vì hai người bất kể là ai thông qua bổ nhiệm, đều đã tiến thêm một bước trong việc ngăn cản công việc của hắn ở Tần Đường, mang đến ảnh hưởng tiêu cực. Phạm Tiến đi rồi, Hạ Tưởng cũng không vội gọi điện cho Mai Thái Bình, bởi vì hắn cũng không hoàn toàn tin những gì Phạm Tiến nói. Tôn Tập Dân mới đến tỉnh Yến, dù có cường thịnh thế nào, cũng sẽ không có hành động thái quá trong vấn đề nhân sự, chẳng những khiến Phạm Duệ Hằng phản cảm, còn có thể khiến Mai Thái Bình bất mãn, khiến tâm lý Mã Tiêu cũng sinh ra mâu thuẫn. Vấn đề nhân sự là điểm yếu của Phạm Duệ Hằng, cũng là Mai Thái Bình có quyền lực lớn nhất, hai người sẽ không vui mừng vì việc Tôn Tập Dân hoa tay múa chân quá nhiều trong vấn đề nhân sự. Lùi một bước, cho dù là Tôn Tập Dân và Phạm Duệ Hằng không có ý kiến gì trong việc đề cử người vào vị trí trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường, đều tỏ thái độ buông tay, đều giữ thể diện cho Tôn Tập Dân, nhưng tại sao An Bằng Hữu lại có thể nhẹ nhàng thông qua đề cử của ban tổ chức cán bộ? Chẳng lẽ Trương Quốc Vĩ đến thành phố Yến, ngoại trừ việc duy trì và phát triển hình tượng của mình, còn âm thầm gánh vác trọng trách hoạt động trưởng ban tuyên giáo? Không dám đảm bảo là không phải. Hạ Tưởng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào, ngoài trời từng bông tuyết đang bay, hắn đến Tần Đường đúng dịp có đợt tuyết đầu tiên. Bông tuyết chưa lớn, bay nhẹ nhàng phất phơ tạo nên một bầu không khí mơ màng. Bầu trời bao phủ bởi lớp sương mù. Dự đoán tuyết sẽ rơi càng ngày càng nhiều. So với mùa đông khô ráo ở Thiên Trạch thì ở Tần Đường mùa đông thật ẩm thấp và lạnh giá, Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ gần đây hắn đều nhậm chức ở những thành phố thuộc khu vực phía Bắc, có lẽ nhiệm kỳ tiếp theo có thể là phía Bắc nữa hoặc phía Nam, khả năng ở lại tỉnh Yến đã rất nhỏ rồi. Sẽ đi nơi nào, chắc chắn sẽ không cùng chỗ với cha vợ hắn, trốn quan trường điều kiêng kỵ nhất là không để cha con ở cùng một nơi. Bởi vì tới cấp tỉnh, nhất cử nhất động đều có sự chú ý của lãnh đạo trung ương. Hạ Tưởng mong muốn sẽ được làm cùng Tống Chiêu Độ ở một nơi, dù sao trong quan trường hắn và Tống Chiêu Độ là thầy tốt bạn hiền, cũng là mục tiêu đời người quan trọng nhất khiến hắn lúc trước khuyến khích Lý Đinh Sơn theo đuổi con đường chính trị, là động lực để phấn đấu khi hắn mới bước chân vào con đường làm quan. Suy nghĩ chốc lát, Hạ Tưởng bỗng nhiên cười, chuyện đó còn xa, chưa đến lúc phải quan tâm, việc trước mắt không kiểm soát được. Làm sao còn có triển vọng về sau? Trương Quốc Vĩ nhằm vào vị trí trưởng ban tuyên giáo để hành động cũng là điều bình thường, vị trí nhiều như vậy, chống một chỗ, đều phải đoạt bằng được, hơn nữa y lại vừa bị thua một ván, chắc chắn nóng lòng muốn trả đũa. Nếu có thể khiến An Bằng Hữu thuận lợi đảm nhiệm vị trí trưởng ban tuyên giáo, y sẽ đứng vững hơn trong hội nghị thường vụ thành ủy, sẽ loại bỏ được tình hình bất lợi trước mắt, nắm quyền chủ động trở lại. Hạ Tưởng hiểu hành động của Trương Quốc Vĩ. Nhưng hiểu thì hiểu, hắn chắc chắn sẽ phải phản đối. Vị trí trưởng ban tuyên giáo hắn nhất định cũng phải tranh giành, chỉ được thắng chứ không được bại. Sự việc liên quan đến chuyện về sau giữa hắn và Trương Quốc Vĩ, ai ở trong thành ủy có uy danh lớn hơn. Nhưng bước đột phá nằm ở đâu? Hạ Tưởng nói không lo lắng là giả,
hắn cũng tin rằng chắc chắn Trương Quốc Vĩ có mua chuộc ở tỉnh, nếu không có sự ủng hộ của tỉnh thì không thể tồn tại ở Tần Đường một cách sừng sững như vậy. Hơn nữa hình tượng Trương Quốc Vĩ rất tích cực, hoặc nói đúng hơn, ít nhất trước mắt công chúng cũng để lại ấn tượng tốt đẹp, cũng không loại trừ khả năng một số lãnh đạo tỉnh đã bị y bịt mắt. Hạ Tưởng vốn định gọi điện thoại cho Mai Thái Bình, nhưng Mai Thái Bình không chủ động nói rõ tình hình, hắn cũng không đả động đến nữa. Lại nghĩ, lời Phạm Tiến nói chưa chắc đã không đúng, nhưng dù sao cũng không tin toàn bộ được, dù sao nếu chọn người đề cử được thông qua, thân là bí thư thành ủy nếu tuyệt đối không hiểu rõ tình hình, thì chính là có đại sự xảy ra, bởi vì cũng đồng nghĩa với việc tỉnh ủy che giấu tin tức với hắn. Trong lúc đang suy ngẫm, điều khiến Hạ Tưởng không ngờ nhất là, Tống Chiêu Độ lại gọi điện đến. Hạ Tưởng, gần đây có nhiều hành động hơi lớn. Lời nói Tống Chiêu Độ không có ý phê bình, tuy nhiên mơ hồ có điều không vừa lòng. Thích hợp để hành động cũng phải phân rõ đâu là mâu thuẫn chủ yếu đâu là mâu thuẫn thứ yếu. Không chỉ đích danh, nhưng Hạ Tưởng cũng biết người Tống Chiêu Độ muốn nói đến là Ngưu Lâm Quảng. Bí thư Tống, rốt cuộc y có lai lịch thế nào, tôi không phải chỉ nghe một người nói không nên động đến hắn. Hạ Tưởng thật muốn hỏi, muốn biết Ngưu Lâm Quảng là thần thánh phương nào. Cậu không nên biết thì hay hơn. Tống Chiêu Độ né tránh, còn nói thêm. Hạ Tưởng, gần đây cậu và Vương Bằng Phi xảy ra mâu thuẫn, không tốt lắm đâu, dù sao cậu và Vương Bằng Phi cũng là chỗ bạn bè với nhau. Nói chuyện qua điện thoại với Tống Chiêu Độ xong, Hạ Tưởng lại suy nghĩ, bí thư Tống không vô duyên vô cớ nhân lúc quan trọng này gọi một cuộc điện thoại vô dụng cho hắn, đúng. Gần đây quan hệ của hắn và Vương Bằng Phi có chút nhạt nhẽo, nhưng trên thực tế hai người vẫn duy trì liên hệ, chỉ có điều không được thân thiết như trước kia mà thôi. Bí thư Tống lại nói đến chuyện này, chẳng lẽ là... Đúng rồi, đoán chừng Vương Bằng Phi có hành động, chắc chắn là một bước tiến nhỏ, hay chính là, mắt Hạ Tưởng sáng rực lên. Ngay lập tức Hạ Tưởng gọi điện cho Vương Bằng Phi, hàn huyên trò chuyện một lúc, Hạ Tưởng thử thăm dò một câu. Trưởng ban thư ký... Tình hình ở tỉnh gần đây có gì thay đổi không? Cậu lại nghe được tin đồn gì rồi? Vương Bằng Phi cười sảng khoái. Tai của cậu thật thính, dù sao cũng không thể gạt được cậu, tôi nói, cậu nghe, là được rồi. Ngụ ý đừng để tin này lọt ra ngoài, Hạ Tưởng đồng ý. Mã Tiêu phải điều chuyển một chút. Vương Bằng Phi không có nói hết câu. Cũng đúng, thời gian Mã Tiêu ở tỉnh Yến không ngắn nữa. Đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, cũng đã được vào năm rồi. Mã Tiêu đi nơi nào Hạ Tưởng cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm một việc, Mã Tiêu đi rồi, ai sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Lúc trước Tống Chiêu Độ nhắc nhở, lại thêm Vương Bằng Phi nói lấp lửng, Hạ Tưởng liền hiểu ra, cười ha hả. Chúc mừng trưởng ban thư ký. Chương 1151, thưởng trà bàn việc, được biết mọi việc. Vương Bằng Phi từ trưởng ban thư ký chuyển lên đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đó được xem là một bước tiến nho nhỏ, đáng để chúc mừng. Vương Bằng Phi không nói gì, cười ha hả. Không nói nữa, bây giờ nói gì cũng còn quá sớm. Nhưng thật ra ứng cử viên cho vị trí trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường, hiện tại ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bước đầu lấy một ý kiến, chưa được đưa lên hội nghị để thảo luận. Hạ Tưởng không khác gì gặp hỏa, không vòng vo mà nói luôn. Là bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, tôi rất quan tâm đến thành viên của toàn bộ bộ máy thành ủy. Cậu không phải nói giọng trịnh thượng vậy đâu. Vương Bằng Phi lại cười. Cậu là người đứng đầu, cậu có quyền lên tiếng, tỉnh ủy cũng sẽ trưng cầu ý kiến của cậu. Có ba người để chọn, đó là An Bằng Hữu, Phó Hiểu Bân và Ngô Ký Căn. Quả nhiên có An Bằng Hữu, Phạm Tiến không nói sai, chẳng qua cố ý sắp thêm Phó Hiểu Bân. Rõ ràng là có ý thử Hạ Tưởng và muốn xem phản ứng của Hạ Tưởng như thế nào. Hạ Tưởng liền nghĩ, tạm thời vì vấn đề của Lưu Kiệt Huy mà hắn và Phạm Tiến ở cùng một trận tuyến, tuy nhiên đó chỉ là mối quan hệ tạm thời chứ không dài lâu được. Hắn không tín nhiệm Phạm Tiến, có lẽ Phạm Tiến cũng không tin tưởng lắm ở hắn. Đối với việc không đề danh Thường Hào và Chu Duệ Nhạc, mà lại đề danh Phó Hiểu Bân, Hạ Tưởng cũng đoán được dụng ý của Mai Thái Bình. Thường Hào và Chu Duệ Nhạc đều là phó giám đốc sở, nếu đến Tần Đường là điều chuyển ngang, không có ý nghĩa lớn, nhất là Thường Hào, bản thân Thường Hào là ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Trạch, trưởng ban tuyên giáo, nếu chuyển đến Tần Đường, vị trí không thay đổi, cấp bậc cũng vậy, tương đương là không công, lãng phí một ghế trông tốt. Còn hiện tại Chu Duệ Nhạc là phó thị trưởng,
với kinh nghiệm của anh ta sớm muộn gì cũng vào hội nghị thường vụ, ủy viên thường vụ, phó thị trưởng so với trưởng ban tuyên giáo thì quyền lực lớn hơn nhiều. Phó Hiểu Bân hiện tại đảm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ quận ủy quận Hạ Mã, là cục trưởng, lần này nếu có thể thuận lợi thăng tiến vào ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Tần Đường, trưởng ban tuyên giáo, tương đương có một bước tiến lớn, quan trọng là vượt qua cục trưởng đến phó giám đốc sở. Thực ra mong muốn ban đầu của Hạ Tưởng vẫn là muốn đề cử Thường Hào hoặc Chu Duệ Nhạc, bởi vì hai người này có đủ kinh nghiệm, với điều kiện bổ nhiệm nhân sự của Tôn Tập Dân thì đề cử Thường Hào hoặc Chu Duệ Nhạc sẽ dễ dàng được thông qua, đề cử Phó Hiểu Bân thì hơi phiêu lưu, dễ dàng bị Tôn Tập Dân lấy lý do phản đối. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng có thể hiểu được ý định của Mai Thái Bình, dù sao Mai Thái Bình phải rời khỏi tỉnh Yến rồi, cũng không sợ phải đối chọi gay gắt với Tôn Tập Dân về vấn đề nhân sự trong lần cuối cùng này nữa. Chỉ có điều như thế không chừng khiến Tôn Tập Dân hiểu lầm hắn và Mai Thái Bình có liên kết trong chuyện này. Mai Thái Bình có thể đi là xong, Tôn Tập Dân lại ở lại tỉnh Yến thêm vài năm, thậm chí có khả năng nhận chức phụ bí thư tỉnh ủy ở tỉnh Yến. Nhưng trước đó Mai Thái Bình và hắn chưa hề trao đổi, đã đề cử lên, hơn nữa nếu Vương Bằng Phi đã biết kết quả, có thể nói kết cục đã định, nói cái gì cũng đã muộn rồi. Chỉ mong Mai Thái Bình có thể khiến Phó Hiểu Bân thuận lợi thông qua ở hội nghị thường vụ, Hạ Tưởng biết rõ hiện tại hắn không nên nhúng tay vào nhiều nữa, nếu không sẽ thể hiện sự không tín nhiệm đối với Mai Thái Bình, nếu việc đề danh đã phó thác cho Mai Thái Bình, thì phải để một mình y phụ trách đến cùng, giữa đó lại tìm thêm một người khác, sẽ phạm vào kiêng kỵ, huống hồ Mai Thái Bình vẫn là phó bí thư phụ trách nhân sự. Tuy nhiên để thông qua ở hội nghị thường vụ, phải có sự ủng hộ của Vương Bằng Phi. Hạ Tưởng liền kín đáo nói. Đồng chí Hiểu Bân là một người không tệ, trước kia cùng ở quận Hạ Mã, chúng tôi rất hợp. Vương Bằng Phi dĩ nhiên hiểu được ngụ ý của Hạ Tưởng, lại nói. Hạ Tưởng, tôi phải nói trước với cậu, vị trí trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường khá khó giải quyết, cậu phải chuẩn bị tâm lý tốt, kinh nghiệm của Phó Hiểu Bân còn kém một chút. Đoán chừng ảnh hưởng của Tôn Tập Dân không hề nhỏ. Nói chuyện với Vương Bằng Phi xong, tâm trạng Hạ Tưởng hơi nặng nề một chút. Cũng không phải oán giận Mai Thái Bình đề cử Phó Hiểu Bân là rất nguy hiểm, Mai Thái Bình có thể mạo hiểm, nhưng hắn phải vững vàng. Nhưng tỉnh ủy bổ nhiệm lại không trong phạm vi ảnh hưởng của hắn, hắn lo nghĩ, cầm điện thoại gọi cho Mai Thái Bình, không ngờ Mai Thái Bình không ở tỉnh Yến, y đã đi Bắc Kinh. Hạ Tưởng buồn bực, tình hình khẩn cấp như vậy, Mai Thái Bình lại không ở tỉnh, chẳng phải tạo điều kiện cho người khác ung dung sắp đặt sao? Vừa định gọi di động cho Mai Thái Bình thì đúng lúc Mai Thái Bình gọi cho hắn. Hạ Tưởng, tôi đang ở Bắc Kinh, chúng ta cần gặp mặt, có việc lớn rồi. Giọng nói Mai Thái Bình khá nghiêm trọng, không phải là nói đùa. Với cấp bậc hiện tại của Mai Thái Bình, nếu y nói có việc trọng đại xảy ra, thì chắc chắn là có việc lớn rồi. Mai Thái Bình chỉ nói một câu rồi ngắt điện thoại, Hạ Tưởng biết chuyện này không tiện nói qua điện thoại. Hơn nữa Hạ Tưởng biết Mai Thái Bình đã nhiều năm, y chưa bao giờ nghiêm túc như lần này. Việc này không nên chậm trễ. Hạ Tưởng giải thích một tiếng với Lương Thu Duệ, kêu Bành Vĩnh lên đường đến Bắc Kinh gấp hắn không dẫn theo Từ Tử Kỳ, để Từ Tử Kỳ ở Tần Đường tiện hơn, bởi vì hắn gặp Mai Thái Bình còn có việc công việc tư. Hạ Tưởng để Từ Tử Kỳ ở lại Tần Đường xem như là đi đúng một nước cờ, bởi vì khi hắn rời khỏi Tần Đường, Tiểu Quỳ đã xảy ra chuyện. Hơn 3 tiếng sau Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, đến quán trà Xuân Thu nằm ở khu Đông Thành Bắc Kinh. Quán trà được trang hoàng rất đặc sắc, đặt tên là Xuân Thu, quán trà mang phong cách cổ kính, rất khác biệt. Hạ Tưởng vừa bước vào cửa liền có cảm giác mình lạc vào thời ngày xưa, nhân viên phục vụ cũng mang trang phục cổ trang, các cô lại có dáng người cao gầy, khiến cho người ta cảm thụ được cái đẹp thanh khiết. Bởi vì gặp Mai Thái Bình, lái xe đi cùng sẽ không thích hợp nên Bành Vĩnh liền tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi, Hạ Tưởng đi theo người phục vụ, lối đi được trang trí bằng nhiều bức họa cổ, rồi đến một căn phòng, ngoài có để 3 từ phong nhã tụng. Phong cách Mai Thái Bình không thấp, Hạ Tưởng đang trong lòng tán thưởng Mai Thái Bình, đẩy cửa bước vào, vừa ngẩng đầu lên liền sợ ngây người, ngồi đối diện với Mai Thái Bình là Quan Viễn Khúc. Hạ Tưởng rất kinh ngạc, hắn thật không ngờ Mai Thái Bình luôn miệng nói có việc trọng đại, hắn vội vàng tới. Không nghĩ Quan Viễn Khúc đã ở đó. Đối với Quan Viễn Khúc, Hạ Tưởng cảm giác rất phức tạp, bởi vì tin đồn rằng Quan Viễn Khúc được người đứng đầu nhiệm kỳ trước chỉ định là người nối nghiệp và hiện giữ vị trí và có đường hướng khác với Tổng Bí Thư đương nhiệm. Hơn nữa Quan Viễn Khúc là người thuộc Đảng Thái Tử,
không ngoài dự kiến, y là người ủng hộ cho thế lực gia tộc. Trước kia Hạ Tưởng không đoán được đường lối chính trị của Quan Viễn Khúc, trải qua vài lần tiếp xúc, hơn nữa giữa Mai Thái Bình và Quan Viễn Khúc có mối quan hệ thân thiết, giờ đây hắn đã biết rõ lập trường chính trị của Quan Viễn Khúc trên cơ bản có khuynh hướng thế lực gia tộc. Hơn nữa thời gian trước Ngô Tài Dương đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức trung ương, đợi sau khi Quan Viễn Khúc lên nắm quyền, chỉ e rằng thế lực gia tộc sẽ lại tiến thêm một bước lớn mạnh. Hạ Tưởng tiến vào chào hỏi Quan Viễn Khúc và Mai Thái Bình, Quan Viễn Khúc và Mai Thái Bình đều ngồi tại chỗ và khẽ gật đầu. Mai Thái Bình tươi cười, còn Quan Viễn Khúc chỉ khẽ cười, quan sát Hạ Tưởng một lúc rồi nói. Hạ Tưởng gầy và đen đi một chút. Mai Thái Bình cười. Hạ Tưởng chưa trắng bao giờ. Hai người cùng mỉm cười, giống như sự thân thiết của bề trên đối với vãn bối vậy. Hạ Tưởng cũng thấy vô cùng thoải mái, Mai Thái Bình còn được, đã nhiều năm làm bạn cùng hắn, Quan Viễn Khúc đối với hắn cũng có cảm tình, bất kể thế nào, đối với hắn mà nói đó là những điều tốt đáng để tự hào. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Mai Thái Bình nói. Đối với sự phát triển của Tần Đường sau này, Hạ Tưởng, cậu có ý kiến gì không? Ngay trước mặt Quan Viễn Khúc mà hỏi về tình hình Tần Đường, dĩ nhiên có ý thử thách, hướng đi sau này của Tần Đường, trong lòng Hạ Tưởng đã có tính toán, liền đơn giản nói. Xây dựng một thành phố văn hóa, xây dựng một thành phố mạnh mẽ về kinh tế, xây dựng một thành phố an cư, xây dựng một thành phố ven biển, là mục tiêu dài hạn của Tần Đường. Mục tiêu trước mắt chúng ta tiêu hao 1/3 năng lượng của tỉnh để tạo ra 1/5 tổng sản lượng kinh tế tỉnh Yến. Sau này, qua vài năm cố gắng, thực hiện mục tiêu, một tăng một giảm, tức tổng sản lượng kinh tế tăng từ 1 tháng 5 đến 1 tháng 4 toàn tỉnh, tổng năng lượng tiêu hao giảm từ 1 tháng 3 xuống 1/4. Hạ Tưởng không nói chi tiết mà chỉ khái quát, bởi vì hắn biết Quan Viễn Khúc cũng không có thời gian để nghe hắn tỉ mỉ trình bày và phân tích kỹ càng, ở một góc độ nào đó mà nói. Hắn là bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, bí thư phải có cái nhìn tổng thể, là hướng đi tổng quát, còn cụ thể tiến hành thế nào là chức trách của thị trưởng, nếu hắn nói tỉ mỉ quá mức cũng có nghĩa là hắn không thoát được cái bóng của một thị trưởng. Bí thư cần phải làm gì? Là chỉ ra hướng đi, một đường hướng đông, còn về phần hướng đông như thế nào, qua sông Bắc Cầu gặp núi mở đường đó là vấn đề mà thị trưởng quan tâm, hắn chỉ cần chỉ đạo phương hướng chính xác. Nếu hắn không làm được những việc như nắm lớn bỏ nhỏ, có cách nhìn vĩ mô, như vậy coi như đã thất bại với vị trí bí thư ở Tần Đường. Chương 1152, suy nghĩ chốc lát, liên quan lâu dài. Quan Viễn Khúc nghe xong, khẽ gật đầu như tán thành, nhưng không phát biểu gì, chỉ bưng lên ly trà để thưởng thức, ra hiệu cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, nếm thử chút trà đi, đây là trà ngon, lại được pha bằng nước suối, nhấp vào miệng cảm thấy mềm mại, dư vị vô cùng. Hạ Tưởng hiểu ra ngụ ý Quan Viễn Khúc, mượn nước trà để tán thành, đối với lời nói của hắn vừa rồi cũng tỏ ý chấp nhận. Tuy nói Quan Viễn Khúc đang làm công tác đảng, nhưng Tần Đường là thành phố có nền kinh tế phát triển đứng thứ nhất, thứ nhì ở tỉnh Yến, lại gần Bắc Kinh trong gang tấc, Quan Viễn Khúc quan tâm cũng là việc rất bình thường. Hơn nữa Mai Thái Bình là phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, sự khẳng định của Quan Viễn Khúc vừa rồi, hẳn không phải là nói chơi, mà thực sự tán thành. Mai Thái Bình cũng nhấp một ngụm trà. Tính ra tôi uống trà cũng đã mấy chục năm, cũng có thể phân biệt được trà ngon trà dở, nhưng sự khác biệt giữa trà hảo hạng khác và trà ngon, vẫn không thể nói chính xác được. Uống trà, cũng phải có hiểu biết, ha ha, vị giác của tôi không được, không thể làm được cao thủ uống trà. Thái Bình, cậu đến rượu còn không uống tốt, còn uống trà sao? Những người thật sự biết uống trà phải thật nho nhã, không thể uống rượu sẽ làm tổn thương vị giác. Quan Viễn Khúc cũng rất hứng thú về trà đạo. Thôi đi, không cho tôi uống rượu. Tôi thà rằng không uống trà. Bản thân tôi nhiều năm nay không dứt được rượu. Mai Thái Bình tự giễu cười. Tăng nhân túy tửu tiên danh mã, uống rượu hỏng việc, biết là vậy nhưng không sửa được. Mai Thái Bình và Quan Viễn Khúc đều không nói chính sự, Hạ Tưởng cũng không hỏi, một chút kiên nhẫn này hắn còn có. Kiên nhẫn là phẩm chất cần có nhất ở người làm quan, cũng là một trong những tố chất cơ bản nhất. Trước nói chuyện về trà, sau đó lại nói về lịch sử, còn nói đến Xuân Thu Chiến Quốc và các triều đại phong kiến Trung Quốc, Hạ Tưởng không phát biểu nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng phụ họa vài câu, bởi vì mỗi người có một lập trường chính trị khác nhau nên cũng có những góc nhìn khác nhau về lịch sử, Hạ Tưởng không hiểu rõ Quan Viễn Khúc nên không nói lung tung thì tốt hơn. Sau đó lại nói đến triều đại nhà Đường.
Quan Viễn Khúc dường như rất xúc động nói. Hệ thống văn nhân Trung Quốc được lưu hành từ triều Nam Bắc, đến triều Đại nhà Đường vẫn rất hưng thịnh, trải qua thời Ngũ Đại Thập Quốc mới dần xuống dốc, đến triều Đại nhà Tống, liền biến mất. Kéo dài hơn 700 năm, nếu nghiên cứu cẩn thận, chế độ sĩ tộc là sự tiến bộ của lịch sử Trung Quốc, đã có những đóng góp không thể xóa nhòa. Chế độ sĩ tộc nghiêm khắc nhất là Ngụy Tấn, cao cấp không có chỗ cho kẻ nghèo hèn, thứ phẩm không phải là sĩ tộc, xuất thân của một người quyết định đến thành tựu cả đời của người đó. Thật bất công, cũng khiến xã hội mất đi một tiềm lực cơ bản. Sĩ tử xuất thân từ nghèo hèn dù cố gắng thế nào cũng không có chỗ đứng trong giới thượng lưu, cũng không giành được một chức quan, rồi hình thành giai cấp đối lập. Cứ thế mãi sẽ dẫn đến xung đột. Bởi vậy, thời Ngụy Tấn là lúc sức mạnh Trung Quốc yếu nhất. Mà trong triều đại nhà Đường, mặc dù có sĩ tộc quý tộc, nhưng vẫn có chế độ thi cử công bằng, khiến các sĩ tử bần hàn có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Bởi vậy mới xây dựng được một triều đại cường thịnh. Hiện tại việc thi tuyển vào các trường chuyên nghiệp cũng không khác biệt nhiều lắm so với chế độ khoa cử ngày xưa, nhưng hiện tại trải qua cải cách giáo dục, lại có thế lực gia tộc quật khởi, hình thành nên giai cấp chủ nghĩa tư bản quyền quý. Việc thông qua thi vào các trường chuyên nghiệp để thay đổi vận mệnh nghèo khó cũng càng ngày càng ít đi, bởi vậy xã hội đang có xu hướng hình thành chủ nghĩa tư bản quyền quý đối lập với tầng lớp bình dân. Xét cho cùng, cũng không khác gì so với chế độ thi cử thời kỳ Ngụy Tấn. Hạ Tưởng Hiểu Quan Viễn Khúc nói đến vấn đề sĩ tộc ám chỉ thế lực gia tộc hiện nay, muốn thử lập trường chính trị của hắn. Thực ra một số người kết luận rằng, triều đại nhà Đường hưng thịnh, là bởi vì đồng thời với việc hoàn thiện chế độ khoa cử, lại áp dụng chính sách vừa lôi kéo, vừa áp chế sĩ tộc. Lôi kéo, là cho thiên hạ thấy tấm gương của người đọc sách, khiến cho tất cả những người đọc sách có thể thay đổi vận mệnh thông qua thi cử. Có thể tiến thân lên hàng ngũ sĩ tộc. Áp chế, chính là khống chế thế lực sĩ tộc tiến thêm một bước phát triển lớn mạnh, tránh uy hiếp đến sự yên ổn của thiên hạ. Hạ Tưởng cũng mượn cổ nói tân, hàm xúc bày tỏ lập trường của mình. Quan Viễn Khúc nghe xong, nhấp một ngụm trà, sau đó hơi nheo mắt, dường như đang thưởng thức trà, lại như có vẻ đang suy nghĩ về lời của Hạ Tưởng vừa nói. Một lúc lâu sau, Quan Viễn Khúc mới chậm rãi mở to mắt. Trà ngon, hương vị thuần khiết. Có trung hòa khí. Quan Viễn Khúc đột nhiên dừng lại, hứng thú nhìn Hạ Tưởng, nói. Hạ Tưởng, hôm nay tôi có gặp nói chuyện với Tài Dương, vừa lúc nói tới cậu và Tài Dương cũng khá thân thiết với nhau phải không? Mai Thái Bình ngồi bên cạnh cười một cách kỳ lạ, Hạ Tưởng liền hiểu được, Quan Viễn Khúc không biết giữa hắn và Ngô gia có mối quan hệ phức tạp, cũng liền giả bộ hồ đồ. Tôi may mắn có quen biết với trưởng ban Ngô. Quan Viễn Khúc cũng biết có một số việc không tiện hỏi, liền cười trừ, Mai Thái Bình nửa thật nửa giả nói một câu. Hạ Tưởng đâu chỉ quen biết trưởng ban Ngô, mối quan hệ lại còn rất thân thiết nữa. Quan Viễn Khúc có vẻ hơi nghi ngờ lời của Mai Thái Bình nhanh chóng chuyển đề tài. Hạ Tưởng, hôm nay có hai chuyện muốn nói cho cậu biết. Thứ nhất chính là ứng cử viên cho vị trí trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường bước đầu định ra ba người, chắc cậu cũng biết. Đó là Phó Hiểu Bân, Ngô Ký Căn và An Bằng Hữu. Chuyện thứ hai là bộ máy tỉnh ủy tỉnh Yến sẽ có sự điều chỉnh không nhỏ. Lúc Mai Thái Bình nói chuyện, không hề kiêng dè Quan Viễn Khúc, bởi thế có thể thấy được mối quan hệ giữa hai người họ đã khá thân thiết, đồng thời cũng chứng tỏ hai người họ cũng đã có sự ăn ý. Mai Thái Bình nói thế nào, Hạ Tưởng nghe như thế, trước mặt là một phó bí thư tỉnh ủy và một ủy viên trung ương bộ chính trị, không có phần để hắn nói. Chuyện thứ nhất cậu không phải can thiệp vào, mà cậu cũng can thiệp không nổi. Mai Thái Bình nói rất thẳng thắn, cũng may Hạ Tưởng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chuyện thứ hai cần cậu ra mặt, bởi vì có liên quan đến lợi ích của cậu. Quan Viễn Khúc tiếp một câu. Bộ Chính trị vừa mới tổ chức hội nghị thảo luận về việc bí thư thành ủy thành phố Tần Đường có xứng với vị trí ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Giọng nói Quan Viễn Khúc không lớn, nhưng lại như sấm vang bên tai Hạ Tưởng. Tuy rằng hắn cũng sớm chờ mong có thể lên chức cao ở Tần Đường, cao ngang tầm ủy viên thường vụ, lên vị trí cấp phó tỉnh, ít nhất cũng phải mất 2 năm nữa, không ngờ mọi việc lại tới nhanh như vậy. Hoàn toàn khiến hắn trở tay không kịp, với tốc độ như một tia sét, khiến hắn kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên bình tĩnh suy nghĩ một chút, Quan Viễn Khúc vừa rồi chỉ nói họp nghiên cứu chứ chưa có kết quả chính thức, bây giờ mới chỉ là giai đoạn đầu, còn có được hay không còn chưa biết được. Quả nhiên Quan Viễn Khúc liếc nhìn Mai Thái Bình, đứng dậy nói. Thái Bình, cậu và Hạ Tưởng tiếp tục thưởng thức trà đi,
tôi ra ngoài có chút việc. Hạ Tưởng hiểu, Quan Viễn Khúc muốn tránh hiểm nghi, bởi vì hội nghị bộ chính trị không tiện để lộ ra bên ngoài, Quan Viễn Khúc muốn để thời gian cho Mai Thái Bình nói chuyện. Quan Viễn Khúc vừa ra khỏi phòng, Mai Thái Bình liền có dáng vẻ thả lỏng, muốn cười, nhưng lại không cười. Viễn Khúc làm việc so với tôi chu toàn hơn nhiều, cho nên anh ta có được những bước tiến lớn. Mai Thái Bình bùi ngùi nói một câu, và nói thêm. Bộ chính trị nghiên cứu phương án điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy tỉnh Yến, trong đó có một phương án là xét thấy kinh tế ở Tần Đường chiếm tỷ trọng ngày càng lớn ở tỉnh Yến, hiện tại đang là thời kỳ quan trọng kiến thiết, có thể suy xét bí thư thành ủy xứng với vị trí ủy viên thường vụ, nhưng phương án lại chưa được thông qua, bởi vì có nhiều ý kiến phản đối. Có ý kiến phản đối, Hạ Tưởng hoàn toàn có thể lý giải được, riêng vấn đề tuổi tác của hắn cũng đủ để nhiều người ủng hộ hắn cũng không dám lên tiếng. 32 tuổi đã lên phó tỉnh, nhìn cả nước cũng chưa có một tiền lệ nào như vậy, ngay cả với Cổ Thu Thật được xưng là đệ nhất quan trường trong nước cũng làm phó tỉnh khi 34 tuổi. 32 tuổi liền từ ủy viên thường vụ lên phó tỉnh, Hạ Tưởng có thế nào cũng không cấp bách nhanh đến vậy, có khi có kinh nghiệm nhiều năm ở một vị trí nào đó, chưa chắc không phải chuyện tốt. Chắc cậu cũng đoán được, Ngô Tài Dương cũng có ý kiến phản đối. Mai Thái Bình cười. Cũng không biết trưởng ban Ngô xuất phát từ vấn đề gì, người khác phản đối thì không nói, nhưng người được đề xuất là cậu mà anh ta cũng mãnh liệt nghi ngờ, khiến người ta thật khó hiểu. Kỳ thật không khó để hiểu vì sao Ngô Tài Dương lại lên tiếng phản đối, Hạ Tưởng đoán, khả năng hắn được thông qua cũng không phải là lớn, hơn nữa hiện tại hắn vừa không có mối quan hệ thân thiết lắm với thế lực bình dân, vừa có quan hệ lúc gần lúc xa với thế lực gia tộc, không chỉ Ngô Tài Dương mở miệng phản đối. E rằng thủ tướng cũng không tán thành. Hạ Tưởng không nói lời nào, chỉ chờ Mai Thái Bình tiếp tục nói, bởi vì bất luận bây giờ hắn nói gì, cũng không có ý nghĩa. Thủ tướng và Tổng Bí Thư không tỏ thái độ gì. Mai Thái Bình cố tình dừng lại mấy phút trên mặt Hạ Tưởng, rồi lại nói. Tưởng Tuyết Tùng tán thành ý kiến, còn có Phó Chủ tịch Quân ủy Lâm Hoa Trọng cũng có thái độ ủng hộ. Tưởng Tuyết Tùng là Bí Thư Thành ủy Bắc Kinh, Hạ Tưởng luôn có cảm tình với người này. Hơn nữa hắn có nhiều năm làm việc chung cùng Tào Vĩnh Quốc, đối với hắn cũng có chút yêu thích, Bí Thư Tưởng tán thành cũng đồng nghĩa với việc làm ơn mà không tốn sức. Phó Chủ tịch Quân ủy Lâm Hoa Trọng, Hạ Tưởng cũng không quen, nhưng không cần đoán cũng biết, là tình cảm của lão cổ. Không ngờ, ảnh hưởng của lão cổ cũng rất lớn. Hạ Tưởng cũng thật may mắn được làm bạn cùng lão cổ, từ cấp sở đến phó tỉnh, nếu thiếu sự ủng hộ của phía quân đội cũng sẽ rất khó vượt qua một bước quan trọng. Cho dù miễn cưỡng bước vào mà phía quân đội không ủng hộ, cũng rất khó đứng vững. Nhưng lợi thế vẫn nghiêng về các ý kiến phản đối. Chương 1153, mượn đao giết người, hổ lớn về rừng. Mai Thái Bình tạm dừng, thấy Hạ Tưởng ban đầu còn giật mình đến nay đã lấy lại hoàn toàn bình tĩnh, cũng thấy phục Hạ Tưởng giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, bất kể là ai ở trong tình huống này cũng đều lo lắng đề phòng, dù sao cũng là một bước tiến quan trọng trong đời. Mai Thái Bình lại tiếp tục nói. Nhưng Chủ tịch Quan tỏ vẻ ủng hộ, tuy tạm thời phương án bị gác lại, nhưng bất cứ lúc nào cũng được nhắc lại, mấu chốt điều kiện tiên quyết là Ngô Tài Dương phải ủng hộ. Đúng vậy, nếu Ngô Tài Dương không ủng hộ, người khác ủng hộ cũng không có ý nghĩa lắm, bởi vì Ngô Tài Dương là trưởng ban tổ chức trung ương. Trừ khi Tổng Bí Thư và Thủ tướng đều tỏ thái độ, nhưng ở đây Tổng Bí Thư và Thủ tướng không cho thấy rõ lập trường. Hạ Tưởng suy nghĩ rồi hỏi một vấn đề mấu chốt. Chủ tịch Quốc hội có thái độ thế nào? Ký ức của Hạ Tưởng về Chủ tịch Quốc hội hãy còn mới mẻ. Trong ấn tượng, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng có mối quan hệ thân thiết, dĩ nhiên đó chỉ là cảm giác của riêng hắn. Trên thực tế lập trường của các nhân vật chính trị là rất khó thấy rõ, trừ khi mối quan hệ của họ gần gũi đến một mức độ nào đó. Không tỏ thái độ gì. Mai Thái Bình thở dài, vỗ vai Hạ Tưởng. Kế tiếp là dựa vào cậu thôi, chỉ cần cậu nghĩ ra biện pháp thuyết phục Ngô Tài Dương, tôi có thể cam đoan có 3,4 ủy viên bộ chính trị tỏ thái độ ủng hộ, lại nhờ nhà họ Khâu ra mặt, lại có thể thêm được 2-3 phiếu, mấu chốt là lập trường nhà họ Ngô vừa thay đổi, nếu Ngô Tài Dương đồng ý, anh ta có thể kéo theo 5,6 người ủng hộ, cậu lại nói chuyện điều kiện với Phó Tiên Phong, đến lúc đó 4 gia tộc đều ủng hộ cậu, không tin là anh không thể trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Trừ phi Tổng Bí Thư hoặc Thủ tướng có người bác bỏ cậu. Mai Thái Bình nói nhẹ nhàng khéo léo là vậy, nhưng Hạ Tưởng chỉ phân tích đơn giản một chút, cảm thấy khó khăn rất lớn, bởi vì để Ngô Tài Dương đồng ý,
chắc chắn phải có điều kiện, có khắc nghiệt hay không tạm thời không nói, cho dù hắn và Ngô Tài Dương có thỏa hiệp được với nhau, cuối cùng bốn gia tộc lớn hợp lại đưa hắn đến vị trí ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, nhưng như thế có nghĩa hắn đã dựa vào thế lực gia tộc, đồng nghĩa với việc từ nay về sau cắt đứt với tầng lớp bình dân. Có lẽ Tổng Bí Thư cũng không để ý lắm với việc lập trường nửa này nửa kia của hắn, nhưng Thủ tướng chắc chắn không như vậy, giữa Thủ tướng và thế lực gia tộc có mâu sâu sắc, nhất thời rất khó hòa giải, hơn nữa đấu tranh chính trị trong đó chưa hề dừng lại, từ lúc hắn rời Thiên Trạch, trong vấn đề hướng về thế lực bình dân hay thế lực gia tộc, tạm thời chuyện đó đã lắng đi, không ngờ với một chức vụ ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lại khiến hắn gặp phải lựa chọn khó khăn thế này. Từ Giám đốc Sở đến Phó tỉnh. Lập trường không rõ ràng, không đứng tốt vào đội ngũ, chắc chắn không được Hội đồng Nhân dân ủng hộ. Cấp phó tỉnh thuộc cán bộ trực quản trung ương, sẽ là đội quân dự bị cho lãnh đạo quốc gia, nếu không có lập trường chính trị rõ ràng, sẽ không có ai đứng sau hỗ trợ. Ngô Tài Dương phản đối hắn cũng vì lý do hắn và thế lực gia tộc không đứng chung một chỗ, Ngô Tài Dương tuyệt đối sẽ không vì liên quan đến Liên Nhược Hạm mà ủng hộ hắn vào vị trí phó tỉnh. Thỏa thuận chính trị. Nhất là cấp phó tỉnh trở lên không thể nào xem nhẹ được. Khó khăn này rất lớn, nếu hắn hướng về thế lực gia tộc thì có khả năng thủ tướng sẽ phủ quyết hắn. Còn hắn dựa vào thế lực bình dân thì Ngô Tài Dương cũng sẽ kiên quyết phản đối. Nhưng phải có lựa chọn, có cơ hội thăng chức, nói hạ tưởng không mong đó là nói dối, ai lại không muốn mình được lên chức cơ chứ. Tuy rằng hắn mới 32 tuổi, nhưng có thể trở thành một người còn có tốc độ hỏa tiễn hơn cả Cổ Thu thật cũng khiến hắn rất thỏa mãn, rất vinh dự, có thể được lưu danh sử sách. Chẳng qua, để một bí thư thành ủy 32 tuổi đi lên vị trí ủy viên thường vụ tỉnh ủy thật sự hơi khó. Bởi vì với lý lịch và kinh nghiệm của hắn, thì cần có người đứng sau ra mặt, kéo hắn lên, một mình tự thân thì không thể được. Một mình thân cô thế cô muốn tự lên cũng không lên được, không có cây thang không lên được. Hạ tưởng. Cậu có thể nghĩ cho kỹ bước tiếp theo nên đi như thế nào cho tốt. Mai Thái Bình nhìn thấy vẻ khó xử của Hạ Tưởng. Lão Cổ bị bệnh rồi, Thủ tướng còn một nhiệm kỳ nữa cũng về hưu rồi, hiện tại ông cụ Ngô còn khỏe mạnh. Gợi ý của Mai Thái Bình sao Hạ Tưởng lại không biết. Chẳng may Lão Cổ không còn nữa, hắn coi như mất đi trụ cột lớn, 3 năm nữa Thủ tướng không còn nhậm chức nữa, sự ảnh hưởng sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng ông cụ Ngô nếu không có biến cố gì xảy ra. Còn có thể sống đến 8 năm hay 10 năm nữa, thế lực nhà họ Ngô đang dần mạnh lên. Hơn nữa thời đại quan viễn khúc đã đến, tính về lâu về dài, theo khuynh hướng thế lực gia tộc là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đó lại vi phạm vào nguyên tắc và lý tưởng ban đầu của hắn. Theo góc độ chính trị mà nói, hiện nay hoàn toàn có lợi cho thế lực gia tộc, theo thế lực gia tộc cam đoan có thể có ích lợi lớn nhất, Hạ Tưởng là người trong chốn quan trường, người trong quan trường. Việc phải bảo đảm hàng đầu chính là lợi ích chính trị. Nói thật, đối mặt với sự hấp dẫn lớn như vậy, niềm tin và lý tưởng lại trở nên mỏng manh, bởi vì nếu trong tay không đủ quyền lực, niềm tin và lý tưởng chỉ nói suông mà thôi. Hôm nay Mai Thái Bình mời quan viễn khúc ra mặt, thực ra điều cần thiết chính là khiến hắn hiểu ra vấn đề, thời đại thế lực gia tộc đã đến. Thủy triều lên rồi xuống, đó đã là quy luật rồi. Hạ Tưởng bỗng nhiên nhớ tới Liên Nhược Hạm. Nhớ tới quỹ liên tưởng đang ngày càng phát triển lớn mạnh hoàn toàn không có quan hệ gì với máy tính liên tưởng, hoàn toàn là kết quả tâm huyết của Liên Nhược Hạm hắn tự tin mỉm cười, cho dù mượn thế lực gia tộc để đạt được mục đích chính trị của mình thì có sao đâu. Chờ hắn đủ lớn mạnh thành cây đại thụ, hắn đã đủ bóng có thể hô mưa gọi gió, thì gắn cái nhãn thế lực gia tộc hay thế lực bình dân thì có gì là khác nhau đâu. Miễn là có thể thực hiện được kế hoạch và lý tưởng của mình, nhất thời không nên tính toán kỹ làm gì. Trong nháy mắt Hạ Tưởng ra một quyết định ảnh hưởng đến cả đời hắn, từ khoảnh khắc này về sau, hắn phải gắn với cái nhãn thế lực gia tộc, lấy thân phận của một gia tộc thế lực, mượn sức mạnh của thế lực gia tộc để tranh thủ đạt được cơ hội trước mắt. Hạ Tưởng bưng ly trà, cười tủm tỉm. Nói ra tôi cũng được tính là học trò của chủ tịch quan, vừa rồi tôi đã muốn lấy trà thay rượu, kính ông ấy một ly. Nói hay lắm, Viễn Khúc chỉ ra ngoài gọi điện, anh ta quay lại ngay bây giờ đấy. Mai Thái Bình cười, y biết Hạ Tưởng đã nghĩ thông suốt, liền nắm tay Hạ Tưởng. Chỉ cần qua bước quan trọng này, với tài năng của cậu, cam đoan rằng con đường sự nghiệp sẽ không còn gì trở ngại nữa. Không bao lâu sau, quan Viễn Khúc liền trở lại, nghe thấy Hạ Tưởng nói lấy trà thay rượu kính y một ly, y rất vui vẻ cùng ly với Hạ Tưởng và còn nói. Có cơ hội ngồi cùng nhau,
tôi xem tử lượng của cậu thế nào. Có bao nhiêu độ lượng là có bấy nhiêu tử lượng. Mai Thái Bình cùng cười. Nào, cùng cạn một ly. Ba người nâng chén, không khí thật vui vẻ. Sau khi Hạ Tưởng chia tay Quan Viễn Khúc và Mai Thái Bình, lập tức đến gặp ông cụ Ngô, lại không biết, ở Tần Đường đang xảy ra chuyện liên quan đến lợi ích của hắn. Nga Ni Trần đến Tần Đường. Tiêu Ngũ đích thân quay về thành phố Yến mời Nga Ni Trần, sau mấy giờ gặp mặt nói chuyện với Nga Ni Trần, Nga Ni Trần thở dài một tiếng nói. Hạ Tưởng này, có lúc công chính nghiêm minh, có khi lại rất thực dụng, khiến cho người ta rất khó nắm bắt. Nhưng bất kể là thế nào, hắn đối với Tiểu Mạt Tiểu Lỵ quả thật hết lòng quan tâm giúp đỡ, tôi giúp hắn một lần. Ngay lập tức Nga Ni Trần theo Tiêu Ngũ đến Tần Đường, các thủ tục liên quan đã được hoàn thành, trên thực tế Nga Ni Trần có thể tự do, không bị ai giám sát cả, tuy nhiên y cũng ra điều kiện trao đổi với Tiêu Ngũ, chính là khiến Hạ Tưởng phải bảo vệ cả đời hoa nhài vàng, bạc. Tiêu Ngũ cũng không xin ý kiến của Hạ Tưởng liền đồng ý, bởi vì y biết Hạ Tưởng biết đối nhân xử thế, thực ra trong lòng y biết rõ, nếu Nga Ni Trần không ra điều kiện thì Hạ Tưởng cũng sẽ chủ động gánh vác trọng trách đối với hoa nhài vàng, bạc. Tiêu Ngũ và Nga Ni Trần còn chưa đến Tần Đường liền đã xảy ra chuyện, vừa rời Bắc Kinh liền nhận được điện thoại của Từ Tử Kỳ. Tiêu Ngũ, không thấy Tiểu Quỳ đâu nữa. Từ Tử Kỳ biết quan hệ giữa Tiêu Ngũ và Bí Thư Hạ, một số chuyện không tiện làm phiền đến Bí Thư Hạ thì có thể gọi cho Tiêu Ngũ xử lý. Tiểu Quỳ bất ngờ mất tích, cũng là Từ Tử Kỳ tình cờ phát hiện ra. Y đi đến văn phòng Ủy ban Nhân dân bàn bạc việc, khi đi ngang qua phòng hành chính, phát hiện ra Tiểu Quỳ không có ở đó, nghĩ thầm rằng Tiểu Quỳ vừa mới đi làm không lâu, vẫn trong thời gian thử việc sao lại không có mặt ở văn phòng. Bởi vì phòng hành chính có khá nhiều việc vặt, bất cứ lúc nào lãnh đạo cũng có việc sai khiến. Quan hệ của Từ Tử Kỳ và Lương Thu Duệ không tồi, lúc cùng ngồi ăn cơm với nhau, Lương Thu Duệ cũng từng nhờ y để ý đến Tiểu Quỳ, nên y cũng quan tâm. Từ Tử Kỳ hơi tức giận, liền đẩy cửa vào hỏi Tiểu Quỳ đâu. Bí thư Từ đến phòng hành chính, người trong phòng hành chính bối rối, chủ yếu là một bí thư của người đứng đầu Tần Đường, thân phận của Từ Tử Kỳ rất hiển hách. Trong mắt người cấp dưới, có cảm giác cao không thể với tới được. Hỏi ra mới biết, Tiểu Quỳ hôm nay có đi làm, nhưng giữa buổi liền nhận được điện thoại, vội vàng rời đi chưa thấy trở về. Từ Tử Kỳ cũng không nghĩ gì nhiều, xong xuôi mọi việc liền về thành ủy, lúc lên cầu thang thì gặp Lương Thu Duệ, có nói đùa vài câu, sau đó liền nhắc đến chuyện của Tiểu Quỳ. Lương Thu Duệ vừa nghe mặt liền biến sắc. Tiểu Quỳ không đi ra ngoài tùy tiện như vậy, cô ấy rất nghe lời. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Vội vàng gọi điện cho Tiểu Quỳ, điện thoại của cô lại tắt máy, Lương Thu Duệ vội gọi điện cho em trai của Tiểu Quỳ là Tiểu Mộc nói điện thoại đã bị mất, còn chưa kịp nói gì với Tiểu Quỳ. Lương Thu Duệ liên tưởng đến chuyện gần đây Tiểu Quỳ luôn lo lắng đề phòng, nói là Trương Bình Minh thấy cô lần nào là mắng lần đó, còn uy hiếp sẽ xử lý cô, y cũng không để ý, bây giờ xem ra, có lẽ Tiểu Quỳ bị người lừa đi ra ngoài. Lại nghĩ đến gần đây Mã Quân thật thà hơn nhiều, với sự hiểu biết của Lương Thu Duệ về Mã Quân, biết y sẽ không chịu để yên, trong lòng bỗng cảm thấy có điều gì đó bất an. Có lẽ Tiểu Quỳ đã xảy ra chuyện. Lương Thu Duệ cùng Từ Tử Kỳ đến văn phòng, nói hết tất cả những phân tích vừa rồi của y. Hả? Từ Tử Kỳ sợ đến ngây người, Bí Thư Hạ vắng mặt, Lương Thu Duệ không tiện ra mặt, trọng trách bảo vệ Tiểu Quỳ rơi vào vai y. Nghĩ một lúc. Y liền hủy ngay ý nghĩ gọi điện cho Hoàng Đắc Ích, càng không gọi cho Hạ Tưởng xin ý kiến, sự việc gì cũng xin ý kiến của lãnh đạo, không những không thể hiện được sự trung thành của anh với lãnh đạo, ngược lại còn thể hiện anh là người vô dụng. Y trực tiếp gọi điện cho Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ trải đời hơn Từ Tử Kỳ rất nhiều, y bình tĩnh suy nghĩ. Thư ký Từ, anh đến chỗ bảo vệ hỏi xem Tiểu Quỳ đi về hướng nào, xem camera an ninh xem cô ấy có lên xe không. Nhờ cục trưởng Hoàng kiểm tra nhật ký cuộc gọi trong di động Tiểu Quỳ, xem cuộc gọi cuối cùng là của ai gọi đến. Nếu là số người quen, thì xác định vị trí gọi điện thoại. Từ Tử Kỳ vừa nghe liền khâm phục Tiêu Ngũ, mới biết rằng mình so với Tiêu Ngũ còn một khoảng cách rất lớn, liền vội làm theo những gì Tiêu Ngũ dặn, thật có hiệu quả. Sau khi Tiểu Quỳ ra khỏi tòa nhà thành ủy, liền lên chiếc xe Buick, tra giấy phép, chủ xe là Mã Quân. Từ Tử Kỳ lập tức báo ngay tình hình cho Tiêu Ngũ. Nhân viên của Tiêu Ngũ ở Tần Đường không nhiều lắm, bởi vì một bộ phận ở tại thành phố Yến, một bộ phận ở Thiên Trạch, còn có mấy người theo bên mình, hiện tại đang thiếu nhân viên trầm trọng,
chỉ có thể bảo thủ hạ ở Tần Đường mau chóng đi thăm dò và giục lái xe đi nhanh một chút. Nga Ni Trần vẫn luôn nhắm mắt, đột nhiên mở mắt hỏi thăm. Lão tặc cũng ở Tần Đường à? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Tiêu Ngũ, Nga Ni Trần liền hỏi. Biết số điện thoại của ông ta không? Tiêu Ngũ tìm số điện thoại của lão tặc trên di động, đưa điện thoại cho Nga Ni Trần, Nga Ni Trần hít sâu một hơi, gọi điện. Đầu bên kia giọng lão tặc vang lên. Ai đấy, tôi đang bận ăn cơm, có chuyện gì nói nhanh. Lão tặc, là tôi đây. Giọng Nga Ni Trần trầm xuống, có lẽ nhớ lại cảnh Tiền Hô Hậu ủng trước kia nên hơi thở y đột nhiên có chút dồn dập. Ai? Lão tặc không nhận ra giọng của Nga Ni Trần. Mày là đứa nào, nếu không nói tên tao gác điện thoại ngay đấy. Cũng không trách lão tặc phản ứng không kịp, bởi vì tin tức công bố ở bên ngoài là Nga Ni Trần vẫn đang bị giam giữ, bất kể ai cũng không nghĩ y đã được ra ngoài. Tôi nói, cậu nghe, đừng kinh ngạc. Nga Ni Trần cũng không tức giận, trước kia lão tặc nào dám hô to gọi nhỏ với y, nhưng hiện tại trong lòng y bình thản hơn, tình thế đã khác, y bình tĩnh nói. Tôi là Nga Ni Trần. À. Lão tặc kêu lên sợ hãi, sau đó có tiếng vật vỡ loảng xoảng ở đầu dây. Trần, Trần, Trần. Không cần nói nữa. Nga Ni Trần ngăn không cho lão tặc nói tên mình ra, nhấn mạnh nói một câu. Cậu biết là được rồi, không nên cho người khác biết. Cuối cùng lão tặc cũng bình tĩnh lại nói. Được, Trần, ông chủ Trần. Qua một lúc sau, mới có thanh âm trở lại, hơn nữa xung quanh im lặng, hiển nhiên lão tặc đã rời xa đám đông. Chủ tịch Trần, hiện tại không có ai cả. Anh đã ra ngoài rồi sao? Ra rồi. Nga Ni Trần thản nhiên nói. Không nên hỏi nhiều, khoảng 2 tiếng nữa tôi đến Tần Đường, đến lúc đó gặp mặt nói chuyện sau. Hiện tại có một việc cần cậu giúp đỡ. Nga Ni Trần vẫn đang còn uy lực, trực tiếp ra lệnh cho lão tặc đi thăm dò chuyện của Tiểu Quỳ, không để cho lão tặc có cơ hội do dự. Rốt cuộc Nga Ni Trần rất am hiểu đạo lý dùng người. Cũng chẳng trách y năm đó thành lập đế quốc khổng lồ, chỉ nói mấy câu, lão tặc liền phục tùng đáp ứng ngay. Được, chủ tịch Trần, tôi lập tức đi làm ngay. Đừng để người khác phát hiện cậu. Nga Ni Trần dặn thêm một câu, rồi lại hỏi. Ở Tần Đường, trước đây có bao nhiêu anh em? Nói chung tôi có thể liên hệ khoảng 30 người. Hãy liên hệ với họ, trước tiên đừng nói tôi đã ra ngoài, lấy danh nghĩa của cậu để tập hợp. Sau khi tập hợp đầy đủ hãy liên hệ với tôi sẽ nói địa điểm cho cậu. Mặc dù Nga Ni Trần ngồi tù vài năm, nhưng uy thế vẫn còn, vẫn rất uy nghiêm. Còn nữa, tận dụng các mối quan hệ huy động thêm anh em, càng nhiều càng tốt, lão tặc, cậu là thủ hạ trung thành nhất của tôi, sau khi chúng ta tái khởi Đông Sơn, cậu là người có công nhất. Nga Ni Trần nói mấy câu khiến nhiệt huyết lão tặc sôi trào, y là thủ hạ kiếm cơm của Ngưu Lâm Quảng. Nhưng cái bóng của Ngưu Lâm Quảng y không nhờ được. Hiện tại Nga Ni Trần đã trở lại xuất hiện ở giới giang hồ, xem ra phải làm mưa làm gió ở Tần Đường, nếu y làm được việc sẽ trở nên thân cận với chủ tịch Trần, chẳng khác gì ra cát phách đạo trong mắt Ngưu Lâm Quảng. Lão tặc hưng phấn, kích động, lập tức làm theo những gì Nga Ni Trần chỉ bảo. Nói chuyện xong, Nga Ni Trần trả lại điện thoại cho Tiêu Ngũ, lại hơi nhắm mắt lại, thở dài nói. Bí thư hạ mượn đao giết người, đao này của tôi sau khi được mài, cho dù không xử được Ngưu Lâm Quảng, cũng chảm được phụ tá đắc lực của y. Xương cốt của tôi, cũng đã định ở lại Tần Đường. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Tiêu Ngũ không nói gì, y không hiểu hết được sự tang thương và cảm thán của Nga Ni Trần, hiện tại y chỉ thấy trong lòng tràn đầy kích động. Mong muốn lại giống thành phố lang, lại một lần huyết hỏa đụng nhau. Tuy nhiên y cũng vô cùng khâm phục quyền thế của Nga Ni Trần, hổ lạc đất bằng chung quy vẫn là lão hổ, một khi thả hổ về rừng cũng là lúc hổ gầm vang núi rừng. Tiêu Ngũ ngẫm nghĩ một lúc liền cầm điện thoại gọi cho Nghiêm Tiểu Thì. Tổng Giám Đốc Nghiêm, phiền cô phái người hộ tống Trần Mạt Trần Lị đến Tần Đường. Nghiêm Tiểu Thì tưởng việc xấu xảy ra kinh hãi nói. Hạ tưởng muốn làm gì? Muốn cưới thêm thiếp à? Hắn ta muốn cả hai à? Nga Ni Trần nói chuyện rất thẳng khiến Tiêu Ngũ ngượng ngùng. Không phải, Tổng Giám Đốc Nghiêm nghĩ sai rồi, có việc khác. Không nói rõ là tôi mặc kệ. Nghiêm Tiểu Thì ghen tị. Tiêu Ngũ bất đắc dĩ nói với Nghiêm Tiểu Thì. Là Chủ tịch Trần đến Tần Đường, cha con họ muốn đoàn tụ, Tổng Giám Đốc Nghiêm sẽ giúp chứ?
À, anh không nói sớm, tôi sẽ bố trí ngay. Nghiêm Tiểu thì mới yên tâm, trở nên vui mừng. Nga Ni Trần không nói gì, trong lòng xúc động vô cùng, đúng là Hạ Tưởng rất quan tâm hoa nhài vàng, bạc mới khiến y quyết định bí quá hóa liều, dù sao những năm cuối cùng gần đất xa trời rồi, chết ở trong trận cũng hơn gấp trăm lần so với cái chết trong nhà lao. Thực ra trong lòng Nga Ni Trần vẫn không phục, bởi vì thời điểm huy hoàng nhất ở thành phố Lang, vốn định hành động lớn, lại bị Hạ Tưởng áp chế, khoanh tay bó gối nhìn rất uất nghẹn. Bởi vậy y có khát vọng ở Tần Đường thiêu đốt một lần cuối cùng, bởi vì máu giang hồ đã ngấm vào cơ thể y, vẫn mong muốn sát phạt quyết đoán, ân đền oán trả năm đó sau khi được rửa sạch thành văn minh thân sĩ, đã tiêu hao rất nhiều ý chí chiến đấu. Điện thoại vang lên, là Lão Tặc gọi. Lão Tặc báo cáo ba chuyện. Thứ nhất, quả đúng Mã Quân đem Tiểu Quỳ đi và đã tìm được điểm dừng chân cụ thể. Thứ hai, đã liên hệ được mấy chục anh em ở Tần Đường. Thứ ba, mấy chục người anh em đang chia nhau liên hệ với anh em ở các nơi, theo thống kê bước đầu, ít nhất đã có trên dưới 100 người. Nga Ni Trần chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, một cảm xúc mạnh mẽ lại ùa về, y chợt nhớ đến câu thơ. Đối nhân xử thế hy sinh nhiều chí khí, dám kêu nhật nguyệt đổi tân thiên. Ngoài cửa, từng bông tuyết lớn không ngừng rơi, Nga Ni Trần nhìn Tần Đường ở phía trước, trong lòng như muốn hét lên. Tần Đường, tôi đã đến. Chương 1154, có hy vọng nhưng đường không dễ đi. Thời điểm Hạ Tưởng gặp mặt ông cụ Ngô cũng là khi thủ đô đã được phủ một tầng tuyết dày. Trên đường, hắn còn nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạp, nói tình hình ở Mỹ cũng không khác là mấy, sẽ chuẩn bị về nước. Quả thực, cũng là lúc nên trở về. Năm mới sắp đến, mọi người coi trọng nhất là gia đình đoàn tụ, nhất là trong Tết âm lịch này. Tết âm lịch năm 2009, Hạ Tưởng quyết định nghỉ ngơi cho tốt, đồng thời tính toán lại kế hoạch cho tương lai. Lần này quyết định nghiêng về phía thế lực gia tộc, hắn kiên quyết hơn bao giờ hết bởi hắn nhìn ra rằng hắn chỉ có thể chôn thật sâu trong lòng những lý tưởng và kế hoạch của mình trước khi hắn trở thành quan lớn ở địa phương. Không thể nói ra, nếu không... Đừng nói là tiền đồ rộng lớn mà còn có khả năng ngay lập tức gặp tai ương. Trên một sân khấu nhỏ, ai ai cũng đều là vô danh tiểu tốt, ai ai cũng phải cẩn thận đối đãi. Lịch sử đã chứng minh, những kẻ không có đủ thực lực, chỉ mạnh miệng nói suông, thường không có kết cục tốt. Xuống xe, Hạ Tưởng đi bộ, chỉ chốc lát, tuyết đã rơi đầy trên người, trời đất mênh mông một mảng trắng xóa, che đậy bộ mặt thật của vạn vật. Ngẫm lại. Thật đúng là tuyết đã ngụy trang hết thảy toàn bộ thế giới, chỉ khi nào tuyết tan đi, ta mới có thể biết được rõ ràng trắng đen, vuông tròn. Kể cả hiện tại ở trong thế lực bình dân hay thế lực gia tộc, ai dám nói ở bên mình không có người của đối phương, không có những kẻ hai mang. Ở giữa trắng và đen, vẫn tồn tại một mảng màu xám, chính là hòa hoãn để tồn tại. Như bình thường, vào mùa đông, ông cụ sẽ quay trở về ngôi nhà lớn của nhà họ Ngô, nhưng năm nay thì khác. Ông cụ vẫn còn ở lại biệt thự của Liên Nhược Hạp, có lẽ là có nguyên do gì đó mà không muốn chuyển đi. Người già rồi, tất sẽ quyến luyến nhiều thứ hơn. Hạ Tưởng đạp lên tuyết mà đi, cũng không để Bành Vĩnh che dù cho, tuyết rơi lạc vào trong cổ, trở nên mát mẻ khác thường, cũng khiến trí não của hắn tỉnh táo vô cùng. Gõ cửa đi vào, ông cụ Ngô đang ngồi ở lò sưởi hơ tay. Kỳ thật hệ thống sưởi ở biệt thự rất tốt, không khí luôn ấm áp như mùa xuân, ông cụ lại thích lò sưởi hơn. Khiến người ta phải làm một lò sưởi lớn ở giữa phòng khách, lò rất nóng, ở trên còn đặt một nồi nước sôi, vang lên tiếng xèo xèo, trong chốc lát khiến Hạ Tưởng có cảm giác như trở lại thời thơ ấu. Đến vừa đúng lúc, ông cụ thấy Hạ Tưởng liền mỉm cười ôn hòa. Ta đang nướng khoai lang, đang lo không ai ăn cùng, cậu đến rồi thì qua đây nếm thử chút tay nghề của ta đi. Hạ Tưởng không kìm nổi, liền cười. Cháu đến đây thì đã bị nắm chắc rồi. Nếu có không ngon thì khẳng định cũng sẽ nói ngon. Ông cụ cười ha ha. Kính dạ yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, ta từng này tuổi còn tự mình ngồi nướng khoai, cậu như thế nào lại không chút ngượng ngùng mà nói không ngon. Đúng là, có bao nhiêu người đừng nói là ăn được khoai ông cụ tự nướng, chỉ sợ một chén trà lạnh thôi cũng đã có không biết bao nhiêu cán bộ cấp tỉnh có nghĩ muốn uống một ngụm cũng không được. Ngày tuyết rơi là ngày giữ khách, hôm nay đừng đi. Tiểu Hạ hãy cùng ta uống đôi chén. Ông cụ thích thanh tịnh, bên cạnh cũng không có nhiều người giúp việc, bình thường cũng chỉ có cảnh vệ, lái xe, nhân viên y tế và đầu bếp. Thư ký Vương Đông Vĩnh chuyên lo việc sinh hoạt của ông cụ, năm nay 35 tuổi, bình thường không rời ông cụ nửa bước,
hôm nay cũng không thấy có mặt. Ta biết hôm nay cậu tới nên đã cho người khác lui xuống. Ông lão híp mắt cười, lộ ra vẻ từng trải và khôn ngoan. Viễn Khúc và ta vừa nói chuyện điện thoại xong, anh ta nói cậu mới uống trà với anh ta, nên ta nghĩ cậu và ta nên cùng nhau uống một chén. Ông cụ Ngô rốt cuộc là người thế nào? Mới nhìn có vẻ giống như lão nông ngồi cạnh bếp lò pha trà, nướng khoai, kỳ thật chuyện lớn trong thiên hạ đều nắm trong lòng bàn tay. Hạ Tưởng rất khâm phục vẻ ung dung, bình tĩnh của ông cụ, sự khôn ngoan đó tựa như khiến ông cụ có khả năng nhìn thấu thế sự, hiểu thấu lòng người. Không bao lâu sau, đầu bếp mang nồi lẩu, đồ nhắm và rượu tới rồi sau đó lui ra. Ông cụ tuy đã cao tuổi nhưng cơ thể vẫn còn cường tráng nên muốn mở cửa lớn và cùng Hạ Tưởng ở phòng khách đối ẩm ở phòng khách. Nhìn tuyết bay lất phất trong sân, gió bắc rít gào, ông cụ và Hạ Tưởng, một già một trẻ, ngồi quanh nồi lẩu, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau. Gió bắc hỗn loạn mang theo những bông tuyết đập vào mặt, bay xuống rơi vào bên trong nồi lẩu, trong khoảnh khắc liền tan ra. Thịt sơn dương hảo hạng được luộc chín ngay trong nồi đồng đặc chế đang sôi, thơm mát ngon miệng. Hương thơm từ thịt tỏa ra bốn phía, hứng thú của Hạ Tưởng cũng tăng lên. Tuyết rơi thành tiếng ào ào vang lên, một già một trẻ lặng lẽ nửa ngày, uống hết hơn nửa bình rượu, lúc này, ông cụ mới trong thả nói. Tiểu Hạ, đường ở Tần Đường thật không tốt lắm, đường lớn tuyết trơn, cậu phải cẩn thận. Trương Quốc Vĩ quả thật rất có thủ đoạn, có thể đứng vững ở Tần Đường không ngã, quả thật cũng không đơn giản. Hạ Tưởng rất muốn biết đằng sau Trương Quốc Vĩ rốt cuộc là ai. Ông cụ nghe ra thắc mắc của hắn nhưng cũng không trực tiếp đáp lại. Cậu có hậu thuẫn thì người khác cũng có, trong tình huống này, cách so tài chính là trí tuệ và thủ đoạn chính trị. Tiểu Hạ, đừng nghĩ nhiều làm gì, nếu như đối phương đã nắm được nhược điểm của cậu, chúng có thể đánh cậu gục ngã, không thể trở mình. Cũng như vậy, cậu cũng có thể khiến đối phương không còn đường lui. Hiện tại, cậu không cần lo lắng nhiều, chỉ cần nhớ kỹ một điều, là làm sáng tỏ sự tình. Ngụ ý trong lời nói đó chính là đọ sức với Trương Quốc Vĩ, cũng chính là đọ sức mạnh chính trị, là tranh đấu quyền lực, là đấu là trí tuệ và thủ đoạn chính trị, trừ hai thứ đó ra thì không cần âm thầm sau lưng dở âm mưu, quỷ kế. Ở Tần Đường còn có một người tên Ngưu Lâm Quảng. Hạ Tưởng cũng muốn biết lai lịch của Ngưu Lâm Quảng. Ngưu Lâm Quảng chỉ là một khẩu súng mà thôi, uy lực của khẩu súng đó lớn hay nhỏ, hết thảy đều nằm ở người cầm súng. Ông cụ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Có một số việc cậu không biết sẽ tốt hơn, biết nhiều sẽ lo lắng nhiều, từ đó sẽ không thể hiện được bản lĩnh thật sự của mình. Ta còn phải nhắc nhở cậu một câu, Tiểu Hạ, con đường của cậu ở Tần Đường có hơi quá mức suôn sẻ. Cho dù đằng sau Hạ Tưởng còn có thế lực gia tộc nhưng hắn dù sao cũng không phải chân chính xuất thân từ gia tộc, không phải là con ông cháu cha ngang ngược từ nhỏ hay thuộc đảng thái tử, cho nên vẫn có tính cầu tiến. Hắn so ra thì vẫn kém Mai Thái Bình hay Ngô Tài Dương. Vừa sinh ra đã có hậu trường khổng lồ. Tính cách của một người trưởng thành cũng được quyết định bởi rất nhiều nhân tố, dù sau này có thể thay đổi nhưng có những thứ tựa như thâm căn cố đế không hề mất đi. Hơn nữa, ở Tần Đường, gặp phải lực cản quá lớn, phần lớn đều là khó có thể tưởng tượng được. Ví dụ như việc Lưu Kiệt Huy không ngờ lại không coi quyết sách của hội nghị thường vụ ra gì, không chấp nhận việc bổ nhiệm Hồ Thư Dương và Diệp Phàm. Hay là việc Trương Quốc Vĩ làm việc quá khôn khéo. Ngoài mặt thì đường đường chính chính, nhưng lại ngầm ở sau lưng người ta lén hạ độc thủ, khiến người khác như thế nào cũng không nắm được nhược điểm của gã. Nhưng việc Hạ Tưởng mới chỉ có 32 tuổi mà hiện tại có thể bước đầu đứng vững ở Tần Đường cũng là sự thật. Tất nhiên, ông cụ Ngô góp ý cũng là bởi có ý quan tâm, phải công nhận rằng, lực lượng của Hạ Tưởng ở Tần Đường cũng sẽ ảnh hưởng đến việc hắn có được thuận lợi thông qua trở thành ủy viên thường vụ cao cấp hay không. Bởi vì trước mắt hắn dù có là bí thư thành ủy cũng không thể thuận lợi khống chế cục diện ở Tần Đường, và những kẻ chống đối sẽ lấy cớ đó mà nghi ngờ năng lực của hắn. Kinh nghiệm, lý lịch ít, cũng không thể đủ khả năng phục chúng, chuyện ủy viên thường vụ cấp cao xem chừng lực cản còn lớn hơn. Hơn nữa nếu muốn bốn đại gia tộc liên kết với nhau, nhà họ Khâu và nhà họ Mai thì không cần phải bàn, nhà họ Ngô càng không cần phải nói, chính yếu chỉ có nhà họ Phó. Theo cách đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong thì gã sẽ không thể không đề cập tới điều kiện. Chủ yếu còn có nếu chẳng may bị Thủ tướng lên tiếng phản đối, Tổng Bí Thư nếu lại tỏ thái độ không ủng hộ thì mọi sự coi như hỏng hết. Quan Viễn Khúc sẽ là người nối nghiệp, cho dù là sau khi ông ta chính thức lên nắm quyền nhưng muốn tạo được quyền uy, làm suy yếu lực cản, không quá 3 năm thì không thể làm được.
Hạ Tưởng rất rõ ràng, khi hắn đồng ý nghiêng về phía thế lực gia tộc thì cũng là lúc nảy sinh một loạt vấn đề khó khăn mới. May mắn, hắn không phải loại người sợ gian nan, trên quan trường, không thể nào không có gian nan, chức vụ tối cao chỉ có một, số ủy viên thường vụ bộ chính trị cũng chỉ có 9, mà số ủy viên bộ chính trị cũng không đến 30, cả nước có mấy chục vạn cán bộ cấp cục, tới cấp sở liền giảm mạnh xuống còn hơn 10 vạn. Đến cấp tỉnh và phó tỉnh thì phải có khoảng 7.080% cán bộ cấp sở phải đứng ngoài cửa. Điều Trương Quốc Vĩ muốn chính là củng cố quyền lực, không được lợi ích sẽ không buông tay, còn điều hắn muốn chính là nắm toàn bộ đại cục trong tay, sử dụng uy quyền của bí thư, để rèn luyện khả năng dùng người và năng lực chủ trì toàn diện công tác, tất nhiên vẫn có xung đột và mâu thuẫn nhưng làm thế nào để hóa giải xung đột một cách tốt đẹp và thu phục Trương Quốc Vĩ chính là vấn đề khó khăn lớn của hắn ở Tần Đường. Vẫn là phải khắc phục vấn đề khó khăn này. Chương 1155, sát phạt quyết đoán, tuyệt không nương tay. Lò lửa càng đốt càng cháy mạnh, rượu càng uống càng nóng, lẩu càng ăn càng thơm, sắc mặt ông cụ càng ngày càng hồng, ông cụ lại rót thêm một chén rượu nhỏ uống tiếp. Bộ máy cán bộ ở tỉnh Yến được điều chỉnh, phỏng chừng đến năm sau sẽ có kế hoạch, cậu cũng không nên quá bận tâm. Buổi tối Tài Dương sẽ trở về ăn cơm, cậu gặp mặt anh ta mà trò chuyện. Có điều bên nhà họ Phó có lẽ cậu phải tự mình lộ diện. Hạ Tưởng cũng đã sớm muốn đích thân cùng Phó Tiên Phong gặp mặt nói chuyện, trước đó không dám đòi hỏi, hắn cũng thực lo lắng đối với việc Phó Tiên Phong có toàn lực ủng hộ hắn hay không. Việc liên quan đến vượt từ cấp giám đốc sở lên cấp phó tỉnh là đặc biệt quan trọng, phải thật thận trọng, không thể qua loa chút nào. Bỏ qua cơ hội này thì có lẽ phải đợi đến 3 hay 5 năm nữa. Kẻ trong quan trường, có cơ hội thăng tiến ngay trước mắt. Ai mà không tranh giành. Buổi tối, Ngô Tài Dương trở về, Hạ Tưởng, Ngô Tài Dương và ông cụ Ngô, ba người ngồi ăn cơm cùng nhau. Đối với chuyện ủy viên thường vụ cao cấp, Ngô Tài Dương không nói nhiều, chỉ nói một câu. Khó khăn không ít nhưng cũng vẫn có hy vọng. Rồi không nói gì nữa. Tuy nhiên, lúc sau nói chuyện vẫn thỉnh thoảng nhắc tới Quan Viễn Khúc. Hạ Tưởng bây giờ coi như đã hoàn toàn hiểu rõ. Quan Viễn Khúc và các thế lực gia tộc có quan hệ vô cùng chặt chẽ, không còn nghi ngờ, chủ tịch Quan chính là người mà các thế lực gia tộc kiên định ủng hộ. Ngô Tài Dương nói không nhiều lắm, ở trước mặt Hạ Tưởng ông ta ra vẻ trưởng bối, lại muốn giữ quyền uy của trưởng ban tổ chức trung ương, còn một điểm nữa là ngăn cách giữa ông ta và Hạ Tưởng không dễ dàng mà cười trừ cho qua như vậy. Nhất là hiện tại bây giờ ông ta có quyền cao chức trọng, quyền lực càng lớn thì lòng tự tin càng tăng, sĩ diện của con người ta cũng lớn theo. Tuy nhiên, theo Hạ Tưởng suy đoán, còn có một nguyên nhân đó là trước mặt ông cụ Ngô, Ngô Tài Dương luôn luôn thấy áp lực, thậm chí còn không được như hắn hòa hợp cùng ông cụ Ngô. Một đêm tuyết lớn, toàn bộ thủ đô bao phủ một màu trắng, che giấu cảnh xa hoa trụy lạc, cũng che giấu rất nhiều vui buồn của thế gian. Vui buồn của ngàn vạn hộ gia đình ở thủ đô cũng không liên quan tới Hạ Tưởng, mà ở Tần Đường cũng có một đêm tuyết lớn, cũng xảy ra rất nhiều chuyện vui buồn. Mà trong đó lại có một việc liên quan mật thiết tới hắn, đó là Nga Ni Trần vừa mới tới Tần Đường, liền động chân động tay thể hiện bản lĩnh. Khi Tiêu Ngũ và Nga Ni Trần tới được Tần Đường, tuyết đã phủ dày đến nửa mét, cũng đã là vào buổi chiều. Hai người không dám dừng lại một phút nào, thẳng đến địa điểm theo như lời lão tặc mà đi, Tiêu Ngũ còn có một chút khúc mắc, không tin lão tặc sẽ nói thật, Nga Ni Trần lại hời hợt nói một câu. Lão tặc này, lão nói láo. Tôi chỉ nghe lão nói một lát thôi là đã phát hiện ra. Vừa nghĩ cũng biết, nếu không có khả năng nhìn người thì năm đó Nga Ni Trần đâu có thể hoành hành uy phong tám phương ở thành phố Lang suốt từng ấy năm. Tiêu Ngũ tập hợp lại lực lượng, đại khái chỉ có mười mấy người, anh ta vẫn cảm thấy không đủ, vì lý do an toàn, vẫn nghĩ phải báo cho Hoàng Đắc Ích, Nga Ni Trần xua tay nói. Tiêu Ngũ, cậu mời tôi đến để chỉ huy hay là để làm thủ hạ của cậu? Tiêu Ngũ nhất thời nghẹn họng, anh ta cũng có chủ ý mời Nga Ni Trần đến trấn thủ, chỉ huy, nay lại có điểm không tin tưởng phán đoán của Nga Ni Trần, đúng là không biết nói thế nào, bèn nói. Là tôi lo lắng nếu chẳng may tiểu quỷ bị người ta làm nhục, thì không cách nào giải thích với trưởng ban thư ký Lương và bí thư hạ, dù sao, động đến tiểu quỷ cũng có nghĩa là không nể mặt mũi bí thư hạ chút nào rồi. Đối phương tạm thời sẽ không làm gì tiểu quỷ, bọn họ không muốn mạng của tiểu quỷ. Khẳng định còn có mục đích khác. Nga Ni Trần chắc chắn nói. Trước tiên cậu hãy dẫn người qua đó đàm phán, ổn định đối phương trước, tôi sẽ gặp mặt lão tặc, tìm hiểu một chút tình hình cụ thể.
Tiêu Ngũ đồng ý rồi cùng Nga Ni Trần chia nhau hành động. Tiểu Quỳ bị Mã Quân đưa đến một biệt thự ở ngoại thành, là căn biệt thự mà khi xưa khi Mã Quân còn đảm nhiệm chức phó cục trưởng được các nhà đầu tư biếu tặng. Nga Ni Trần tính toán không lầm là lệnh đem bắt Tiểu Quỳ chính là tác phẩm của Mã Quân. Gã say rượu lại thêm Trương Thần Phương ở bên cạnh nói thêm mấy câu khơi mào lửa giận, liền xung phong nhận lấy việc bắt Tiểu Quỳ, còn về hậu quả gì, phiền toái gì, dưới tác động của rượu, đã sớm bị vứt đi từ lâu. Tất cả cũng là vì để lấy lòng Trương Thần Phương. Trương Thần Phương có vị trí cao hơn so với Mã Quân ở công nghiệp Trung Thiên. Trương Thần Phương thì hận Tiểu Quỳ thấu xương, cũng tại Tiểu Quỳ nên Lã Chấn Dương mới bị Hạ Tưởng cắt chức ngay tại chỗ, hơn nữa lại còn khiến ả ta bị tạm giam vài ngày, mất hết mặt mũi. Hôm qua, Hách Tư Vị mời Trương Thần Phương, Lã Chấn Dương và Mã Quân ăn cơm, trong bữa cơm nói đến chuyện Cát Phách Đạo và Thang Đại Thiếu bị ba cảnh sát đưa đi, Hách Tư Vị không kìm nổi, giận dữ nói Ngưu Tổng đang rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại công bằng. Trương Thần Phương lại hổn hển nói Lã Chấn Dương bị người của Hạ Tưởng hành hung ở khách sạn, đến hôm nay, Lã Chấn Dương vẫn còn kinh sợ, trên người vẫn còn có thương tích. Mấy người nói đến Hạ Tưởng đều nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Mã Quân thì không nói lời nào, chỉ uống rượu giải sầu, chốc lát sau đã say đến 7-8 phần, quẳng chén nói. Mẹ nó, cho tôi một khẩu súng. Ta bắn chết cái thằng Hạ Tưởng, cùng lắm thì một mạng đền một mạng. Hắn chết thì Tần Đường mới thái bình được. Nghe vậy, Hách Tư Vị lại càng hoảng sợ, bắn chết bí thư thành ủy là chuyện lớn động trời mà còn nói thiên hạ thái bình. Tần Đường khi đó nhất định sẽ loạn đến long trời lở đất, không cách nào cứu vãn. Đừng nói đến Trương Quốc Vĩ bị rớt đài, Ngưu Lâm Quảng bị cách chức, chính là tất cả các vị đang ngồi ở đây, một người cũng sẽ không chạy được. Gã liền vội khuyên bảo lại Mã Quân. Nói hắn phải có cách nhìn suy xét sâu xa, toàn diện mọi việc, nếu súng có thể giải quyết vấn đề thì thế giới đã sớm được thái bình. Nói xong một đạo lý lớn như thế, thấy Mã Quân vẫn mặt đỏ tía tai, biết chỉ là đàn gảy tai trâu, nhưng vẫn sợ Mã Quân làm chuyện ngốc nghếch, liền nói thêm một câu. Bí thư Hạ động đến người bên cạnh Ngưu Tổng, chúng ta nên san sẻ ưu phiền với Ngưu Tổng, có thể động đến người bên cạnh của hắn. Câu nói đó như thức tỉnh Mã Quân liền đập bàn, nói. Chính là con bé Tiểu Quỳ xấu xí hại tôi. Trương Thần Phương nghe nhắc tới Tiểu Quỳ, cũng nổi trận lôi đình. Tôi thật muốn lấy cái đế giày này đánh cho ả mấy chục cái tát. Hách Tư Vị thấy lửa nóng bắt đầu nổi lên, liền đứng dậy cáo từ, trong lòng còn cảm thấy khinh thường Mã Quân cùng Trương Thần Phương, người lớn như thế, lại không có bản lĩnh, chỉ biết tìm một cô bé chút giận, thật đúng là không có tiền đồ. Hách Tư Vị vừa đi, Mã Quân... Trương Thần Phương và Lã Chấn Dương tiếp tục uống rượu, càng uống càng tức, cuối cùng Mã Quân không chịu nổi thêm Trương Thần Phương kích động, bèn đi trói Tiểu Quỳ lại. Mã Quân trước sau đều cảm thấy, nếu không phải Tiểu Quỳ giữa đường đổi ý, thì gã đã sớm nắm được nhược điểm của Hạ Tưởng, thật lỗ khi lúc trước gã trả lại cho cô mấy ngàn tệ để cô mua camera, đều thành công cốc cả. Sau khi bắt trói Tiểu Quỳ đến biệt thự, Mã Quân bị rượu làm mất lý trí, đã nghĩ muốn cưỡng gian Tiểu Quỳ. May nhờ có Trương Thần Phương ngăn lại. Trương Thần Phương hiểu rõ, chuyện bắt trói Tiểu Quỳ có thể từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không nhưng cưỡng gian thì khác, đó là hành vi phạm tội, Hạ Tưởng nhất định sẽ không để yên. Nói không chừng sẽ liên lụy tới Lã Chấn Dương, điều cô muốn chỉ là chút giận, mượn việc bắt giữ Tiểu Quỳ cho Hạ Tưởng biết tay, chứ không phải là muốn trở thành bia ngắm cho Hạ Tưởng. Tiểu Quỳ vô cùng kinh sợ, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, nói không nên lời. Trương Thần Phương nhe răng cười độc ác, xoa thắt lưng đứng ở trước mắt Tiểu Quỳ, nói. Con bé xấu xí, cuối cùng cô cũng rơi vào tay tôi, nếu cô dập đầu nhận sai trước mặt tôi có lẽ sẽ mở lòng từ bi tha cho cô một lần, nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của cô. Tiểu Quỳ không chịu dập đầu, Trương Thần Phương bèn bắt Tiểu Quỳ quỳ trước mặt ả, bắt Tiểu Quỳ liên tiếp trước mặt ả dập đầu 10 cái, trán bị đập xuống rất mạnh, chảy máu cũng không chịu bỏ qua. Sau đó. Lã Chấn Dương nhìn thấy không ổn, liền bảo Trương Thần Phương dừng tay, gã lấy một cái ghế dựa ngồi đối diện Tiểu Quỳ, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tiểu Quỳ, cô và Bí Thư Hạ đã từng ngủ với nhau chưa? Tiểu Quỳ, Bí Thư Hạ và cô đã phát sinh quan hệ với nhau hay không? Tiểu Quỳ, nếu cô có thể chụp được ảnh của cô và Bí Thư Hạ ở cùng giường, tôi sẽ cho cô 200.000 tệ, không, 500.000 tệ, còn thêm một căn biệt thự. Tiểu Quỳ.
Tiểu Quỳ không hiểu chính trị nhưng cũng biết đối phương chỉ muốn lợi dụng cô hãm hại Bí thư Hạ, kiên quyết không chịu, gằng co một giờ, Lã Chấn Dương mới bỏ xuống vẻ ngụy trang. Tiểu Quỳ, đừng trách ta chưa cho cô cơ hội, chốc nữa Mã Quân sẽ làm nhục cô, thanh danh cô sẽ bị phá hủy. Lại qua một giờ nữa Lã Chấn Dương và Mã Quân thì thầm với nhau vài câu, Mã Quân ha hả cười gian, bắt lấy Tiểu Quỳ, dẫn vào phòng, Tiểu Quỳ sống chết không chịu, còn một cước đá vào hạ bộ của Mã Quân. Mã Quân đau quá không chịu nổi, lăn lộn trên mặt đất, sau đó liền nổi giận, liên tiếp tát cho Tiểu Quỳ mấy cái, đánh cho Tiểu Quỳ tóc tai bù xù, chảy máu ròng ròng. Tiểu Quỳ chảy máu khiến Trương Thần Phương bị kích động, nói được làm được, cầm lấy giày muốn đánh Tiểu Quỳ, lại đánh không trúng, chỉ đánh trúng vai Tiểu Quỳ, thời điểm ả tức giận muốn đánh thêm lần nữa thì lại xảy ra một chuyện bất ngờ. Bên ngoài biệt thự truyền đến một tiếng nổ, một chiếc xe tải lớn trực tiếp đâm đổ cửa sắt biệt thự, gây ra một tiếng ầm rất lớn rồi tiến vào. Xe dừng lại, từ trên xe đi xuống một đám người, mỗi người cầm trong tay gậy sắt, mặc trang phục màu đen, mang kính râm giống nhau như đúc, đang đằng sát khí phá cửa tiến vào. Một người trực tiếp vào tới trước mặt Trương Thần Phương, không nói lời nào đoạt lấy chiếc giày trong tay Trương Thần Phương, hướng tay và mặt Trương Thần Phương, liên tiếp đánh xuống. Vừa nhanh vừa độc, Trương Thần Phương không kịp phản ứng lại, ả đã vốn béo giờ đây trông lại càng giống đầu lợn. Trương Thần Phương bị đánh hôn mê, sửng sốt ước chừng 5 giây, đang muốn chất vấn đối phương là ai, người kia không nói một lời, giơ tay chặn lại, gọi hai người lại, một trái một phải lột quần áo của Trương Thần Phương ra do đang là mùa đông nên bên trong còn có lớp quần áo mỏng nữa ả sợ tới mức hô to. Cưỡng gian, giết người. Vừa mới hô được một tiếng, liền bị nhét một mảnh vải vào miệng, sau đó hai tay bị trói ra sau lưng, lại tiếp tục bị người lột quần áo, đến khi chỉ còn lại đồ lót đỏ bên trong thì bị trói hai chân, hai tay, ném thẳng ra ngoài trời tuyết. Tiếc là Trương Thần Phương béo như heo giữa trời tuyết, lại thêm đồ lót màu đỏ lại càng nổi bật trên tuyết trắng, thật đúng là khiến người ta rung động, chỉ có điều không có chút gợi cảm nào mà ngược lại, cái bộ dạng kia khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Có người đùa dai, còn sờ soạng ở trước ngực Trương Thần Phương, rồi lại cởi áo lót của ả ra, không ngờ cũng là màu đỏ. Sau đó, áo lại bị người ta ném lên cây, chiếc áo lót đỏ bay phấp phới trên cây. Lã Chấn Dương cũng bị dọa si ngốc, y nhìn ra đối phương khẳng định không phải là cảnh sát, vừa định hỏi, các người là ai, chưa kịp mở miệng, đã bị người ta dùng băng dính dán lại, sau đó lại bị thêm một quyền đánh trúng bụng, đau đến cong cả lưng, rồi lại bị người ta bịt mắt, trói chân tay, lột quần áo và cuối cùng giống như Trương Thần Phương, bị ném ra ngoài trời tuyết. Một đội uyên ương đồng bệnh tương liên, ở giữa trời tuyết cùng nhau nằm chổng mông lên trời, giải thích một cách mỹ miều là một đôi cẩu nam nữ có nạn cùng chịu. Bất quá là một người miệng bị nhét rẻ còn một người thì bị dán miệng, khiến Trương Thần Phương và Lã Chấn Dương thiếu chút nữa bất tỉnh tạ thế. Lại nói đến Mã Quân, dù sao gã cũng xuất thân cảnh sát, vừa thấy sự việc không xong đã nghĩ muốn nhảy cửa sổ chạy trốn, tránh voi chẳng xấu mặt nào, đối phương người đông thế mạnh, đánh không lại liền bỏ chạy là thông minh nhất. Không ngờ tới vừa mở cửa sổ, thò đầu ra đã bị một côn từ đâu đánh tới, tránh không kịp, trúng ngay giữa mặt. Một côn liền khiến cho Mã Quân ngã ngửa trên mặt đất, chính là một côn đó khiến đầu óc gã quay cuồng, sờ lên trán, lại thấy toàn là máu. Mã Quân nổi giận, giơ tay sờ súng trên người, mẹ nó, cùng lắm thì liều mạng, gã tỉnh hẳn rượu, nghĩ tới, giết một người đền một mạng, giết hai đền hai, không nghĩ tới, tay vừa vươn ra, liền bị một chân dẫm nát. Đau đến co cả mặt mũi. Điều khiến gã không ngờ hơn đó là súng của gã rơi bên ngoài người đó cũng không có nhặt mà ngược lại, lại cầm lấy camera chụp gã không ngừng, một lúc sau, gọi hai người nâng gã dậy. Nhìn thấy Tiểu Quỳ đã được người đưa ra khỏi biệt thự, lại còn có người lên trên lầu tìm kiếm nửa ngày, đem giấy tờ nhà và két sắt của gã xuống dưới, kẻ cầm đầu cầm trong tay một cây dao mỏng, không nói lời nào vạch một nhát trên cánh tay gã, lập tức máu chảy ra. Sau đó lại uy hiếp gã. Mật mã là gì, nhanh lên, nếu không giao tiếp theo chính là động mạch. Mã Quân bình thường khá hung hăng nhưng gặp tình thế cứng rắn cũng biết là mạng sống quan trọng hơn bèn nói ra mật mã, rồi nói tiếp. Anh bạn, hiểu lầm, đúng là hiểu lầm, tôi là thủ hạ của Ngưu Lâm Quảng, các anh nếu là người của Tần Đường, không thể không biết Ngưu Đại Bảo, đúng không? Anh bạn, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, cần tiền hay là cần muốn có đường đi? Mã Quân còn tưởng có thể thương lượng, tuyệt không ý thức được đối phương căn bản là không để gã có đường thoát.
Chấm, Nga Ni Trần vừa đến Tần Đường đã sát phạt quyết đoán, giúp Hạ Tưởng đỡ được một chuyện, tặng Hạ Tưởng một món quà lớn. Bọn tao là người ở thủ đô, Tiểu Quy là bạn gái của đại ca bọn tao, mày đã đắc tội với người không nên đắc tội, có hiểu được hay không? Hôm nay, đến đây chính là để cho mày một bài học. Nói xong, đối phương liền đâm con dao nhỏ xuyên qua bàn tay Mã Quân, đính cánh tay phải của Mã Quân lên trên bàn. Mã Quân không nghĩ tới đối phương lại ra tay độc ác như thế, hét thảm một tiếng, đau thiếu chút nữa ngừng thở. Toàn bộ tiền mặt và sổ tiết kiệm trong két, tính sơ sơ cũng trên vài trăm triệu, đối phương cũng không lấy tiền, chỉ chụp ảnh lại toàn bộ làm chứng cứ. Tới cũng nhanh mà đi cũng mau, từ đầu đến cuối chỉ nói mấy câu, sau khi mang Tiểu Quỳ đi liền biến mất không còn một người. Chấm, một đêm trôi qua, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Sau khi trời sáng, Hạ Tưởng dự định từ thủ đô khởi hành về Tần Đường, chẳng dè còn chưa kịp lên đường đã lại nhận được điện thoại của Tưởng Tuyết Tùng, đề nghị được gặp hắn. Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, để trở thành ủy viên Bộ Chính trị, Tưởng Tuyết Tùng cũng giữ một phiếu quan trọng, và lại, duy trì mối quan hệ giữa hắn và Tưởng Tuyết Tùng cũng không phải ý kiến tồi, liền nhanh chóng hẹn gặp. Hắn gặp Tưởng Tuyết Tùng nói chuyện trong khoảng một giờ. Cuối cùng, hai người bắt tay tạm biệt. Tưởng Tuyết Tùng tìm hắn gặp mặt là có hai tầng ý tứ. Thứ nhất là việc bí thư thành ủy thành phố Tần Đường ứng cử vào chức ủy viên thương vụ tỉnh ủy cao cấp, Tưởng Tuyết Tùng tỏ thái độ muốn ủng hộ. Một tầng ý khác là nhờ Hạ Tưởng thay mặt hỏi thăm Tào Vĩnh Quốc, còn nói luôn hoài niệm thời gian cùng làm việc với Tào Vĩnh Quốc ở tỉnh Tây, lại làm như vô ý nhắc đến một số người. Hạ Tưởng hiểu ý, ở tỉnh Tây, Tưởng Tuyết Tùng vẫn còn có thân tín của mình. Lại nói đến việc hợp tác kinh tế giữa thủ đô và Tần Đường, quả thật, giữa thủ đô và Tần Đường có rất nhiều chỗ có thể bù đắp cho nhau, chuyển dịch cơ cấu kinh tế Bắc Kinh Thiên Tân, Tần Đường là ứng cử viên thích hợp nhất, hiện tại, hai vùng kinh tế có quan hệ vô cùng chặt chẽ, quả thật gặp mặt nói chuyện cũng là điều tất yếu. Hạ Tưởng nghĩ lại, vô tình mà hắn đã được làm quen với mấy người là ủy viên Trung ương Bộ Chính trị, Ngô Tài Dương thì không cần phải nói, Tưởng Tuyết Tùng cũng xem như là một người. Quan Viễn Khúc cũng được coi như một người nữa, Thủ tướng tuy hắn đã có gặp mặt nhưng hai người tiếp xúc quá ít, hiểu biết nhau cũng chỉ là bên ngoài thôi. Nhưng ngay cả như vậy, việc có thể cùng với hai ba người trong ủy viên Bộ Chính trị gặp mặt nói chuyện cũng đã đủ khiến hắn tự hào. Hơn nữa, hắn hiểu rõ, ở kiếp trước, Cổ Thu Thật, Trịnh Thịnh, Tống Chiêu Độ, Trần Phong đều có triển vọng bước vào Bộ Chính trị, đến lúc đó, lực lượng ủng hộ hắn ở bên trong Bộ Chính trị đã không thể coi thường. Triển vọng thật không tồi, nhưng trước mắt, vẫn là một đường rối rắm. Hạ Tưởng vẫn còn chưa biết ở Tần Đường đã xảy ra một việc, không lớn không nhỏ, vừa vặn biến đổi toàn bộ cục diện một cách tinh tế. Hắn còn đang cân nhắc xem làm thế nào để thuyết phục lão Cổ chọn hắn, làm thế nào để hóa giải vấn đề khó khăn của Lưu Kiệt Huy, làm thế nào để cùng bàn điều kiện với Phó Tiên Phong. Tiếp đó, Tống Nhất Phàm bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói rằng cô bị cảm, còn nói không có việc gì. Không cần hắn đến thăm, cô vẫn còn khỏe lắm, chỉ là gọi điện báo một câu như vậy thôi. Tâm tư của con gái, nếu Hạ Tưởng mà không hiểu, thì hắn sẽ không phải là Hạ Tưởng, vừa dịp hắn đang ở thủ đô, thật tốt, hắn liền lên ô tô đến Đại học Bắc Kinh, thăm hỏi Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm quả thật bị cảm rất nặng, người so với Hoa Cúc còn gầy hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu tụy khiến cho người ta đau lòng. Hạ Tưởng mua thuốc cho cô, lại mời thêm bác sĩ đến nữa. Tống Nhất Phàm hiện tại thuê một phòng ngủ, một phòng khách, trong phòng bày trí khá ấm áp, Hạ Tưởng ở lại cùng cô ăn cơm trưa. Sau chuyện ý loạn tình mê lần trước, hai người mỗi lần gặp lại đều tránh mặt nhau, nhưng, dường như, quan hệ giữa hai người lại tiến triển thêm một tầng. Tính tình Tống Nhất Phàm và Cổ Ngọc có phần tương tự nhau, nhưng cô so với Cổ Ngọc lại cởi mở hơn, tùy hứng hơn, Cổ Ngọc bên trong đơn thuần tinh khiết nhưng vẫn có đau buồn, Tống Nhất Phàm không như vậy. Bên trong cô đơn thuần mà vui vẻ, hơn nữa, lại là người rất lạc quan. Vì bận quá nhiều việc nên Hạ Tưởng không thể ở lâu, thời điểm rời đi, hắn ôm Tống Nhất Phàm nói. Ngoan, làm một cô bé nghe lời, uống thuốc rồi ngủ đi, nghỉ ngơi là liều thuốc tốt nhất chữa cảm lạnh đó. Chương 1156, phối hợp ăn ý, hóa giải vấn đề khó khăn. Tống Nhất Phàm lưu luyến không rời, một tay giữ chặt tay áo Hạ Tưởng. Mỉm cười gian trá, cắn tai Hạ Tưởng lặng lẽ nói một câu. Anh đánh em là có chủ ý ngay từ đầu phải không? Kế hoạch Lolita sắp được thực hiện đúng hay không? Ngồi ở trên xe quay về Tần Đường, Hạ Tưởng vẫn không kìm nổi cười,
Tống Nhất Phàm đúng là một yêu tinh xuống nhân gian, cô khả ái mà phóng khoáng, tinh quái mà xảo quyệt, ở góc độ đàn ông mà nói, những thứ đó so với những đồ trang điểm hoa văn tinh xảo đẹp đẽ gì đó, càng là thứ vũ khí có lực sát thương cao nhất của phụ nữ. Rất nhanh đã về đến Tần Đường, Hạ Tưởng cuối cùng cũng nhận được điện thoại của lão cổ, nhấc máy lên nghe lại là Cổ Ngọc đang nói. Ông nội nói, ông rất tức giận anh, em gọi vì muốn nói với anh là sau này sẽ không để ý tới anh nữa. Xong rồi, tạm biệt. Hạ Tưởng còn chưa kịp nói chuyện, Cổ Ngọc đã tắt điện thoại. Ngẫm nghĩ một chút, rồi không gọi điện thoại lại, có một số việc không cần giải thích vội vàng, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Về đến thành ủy, Hạ Tưởng liền cảm thấy không khí có cái gì đó không đúng, không ít người thì thà thì thầm với nhau, vừa thấy hắn lại vội vàng tươi cười ra mặt, cúi đầu chào hỏi, chờ hắn đi qua lại tiếp tục nhỏ to chuyện gì đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa về đến văn phòng, đã thấy Từ Tử Kỳ rót một ly nước ấm đưa đến trước mặt hắn, nói. Lãnh đạo, có một chuyện tôi phải kiểm điểm trước với ngài, xin ngài phê bình tôi. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tưởng chau mày. Không cần tự phê bình, nói sự việc trước. Hắn không thích người khác lấy tự phê bình làm mục đích trốn tránh trách nhiệm. Là như vậy. Từ Tử Kỳ không nghĩ tới sự việc sẽ biến thành một cái trò cười như thế này, ít nhất anh ta nghĩ đây là một trò cười, anh ta nghĩ Tiêu Ngũ sẽ quang minh chính đại giải cứu Tiểu Quỳ, tuyệt không nghĩ đến Tiêu Ngũ lại lấy cách của xã hội đen ra đối đáp. Sau khi xảy ra sự việc, anh ta vô cùng hối hận, có trời mới biết Bí Thư Hạ sẽ mắng anh ta như thế nào. Không ngờ Hạ Tưởng nghe xong lại không nói gì đến nửa ngày, khiến lòng anh ta nóng như lửa đốt, nhưng đến khi Bí Thư Hạ mở miệng, lại là nói một chuyện khác. Gọi Thu Duệ đến văn phòng tôi một chuyến. Từ Tử Kỳ dù sao cũng đã theo Hạ Tưởng một thời gian không ngắn, vừa nghe liền hiểu được, lập tức ra ngoài gọi điện thoại, trong lòng vui mừng thầm nghĩ, ha ha, Bí Thư Hạ giả vờ không biết chuyện này, chứng tỏ là đã bỏ qua. Lo lắng, đề phòng mất nửa ngày, rốt cuộc anh ta cũng thở phào một cái. Lương Thu Duệ đi tới phòng làm việc của Hạ Tưởng, cô cho rằng Hạ Tưởng sẽ hỏi cô việc của Tiểu Quỳ, đang chuẩn bị thoái thác, không ngờ. Câu nói đầu tiên của Hạ Tưởng làm cô kinh ngạc. Bộ máy tỉnh ủy sắp tới khả năng sẽ có điều chỉnh, có thể là Bí Thư Thành ủy thành phố Tần Đường sẽ trở thành ủy viên thường vụ cao cấp. Lương Thu Duệ vốn đang đứng nói chuyện, bỗng chốc như bị sét đánh trúng, không đứng vững được mà ngồi xuống, nửa ngày sau mới tỉnh táo lại. Bí Thư Hạ, chuyện này cũng quá bất ngờ đi, thật đúng là chuyện tốt quá, chúc mừng Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng lại gọi Lương Thu Duệ tiến lên trực tiếp nói rõ. Cũng không thèm chú ý tới hình tượng lãnh đạo, mà là hoàn toàn tín nhiệm đối với Lương Thu Duệ, đồng thời, cũng là có một công việc muốn giao cho cô, khoát tay, nói. Chỉ có điều khả năng đó có thành hay không vẫn là điều khó nói, Bộ Chính trị vẫn còn muốn tiếp tục họp bàn nghiên cứu thêm. Hạ Tưởng đột nhiên dừng lại, Lương Thu Duệ lập tức hiểu được hàm ý trong đó. Trong lòng tôi tự hiểu, sẽ không để lộ nửa chữ ra ngoài. Bí Thư Hạ, ngài có chỉ thị gì? Hạ Tưởng thấy Lương Thu Duệ và hắn phối hợp ăn ý, bước đầu có thể coi là đạt đến trình độ của Bành Vân Phong trước kia, trong lòng vui mừng, gật đầu cười. Không ngoài việc làm một số văn bản, tài liệu, còn một số liệu thống kê, liệt kê thành tích của Tần Đường mấy năm gần đây, cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Tần Đường rõ ràng đã nỗ lực cố gắng. Lương Thu Duệ hiểu được, tuyên truyền thành tích ở Tần Đường, kỳ thật chính là nâng cao hình tượng Bí Thư Hạ. Để Bí Thư Thành ủy thành phố Tần Đường được thăng tiến lên vị trí ủy viên thường vụ, cần chú ý tới hai phương diện, thứ nhất giá trị sản lượng và quy mô kinh tế thành phố Tần Đường đạt tới yêu cầu, thứ hai là Bí Thư Thành ủy là người có kinh nghiệm và lý lịch phù hợp điều kiện được đề bạt, hai thứ đó thiếu một cũng không được. Tình huống hiện tại, bản thân thành phố Tần Đường đã đạt được điều kiện, nhưng kinh nghiệm và lý lịch của Bí Thư Hạ còn có một chút khiếm khuyết, cần có văn bản tài liệu bù lại. Thành tích công tác như thế nào mới khiến cho lãnh đạo cấp trên tán thành? Nói trắng ra, vẫn là dựa vào tài liệu là chính, tài liệu càng phong phú, càng sinh động càng tốt. Không thể thiếu các cuộc hội họp, nhưng không có các cuộc hội họp thì lãnh đạo lấy thành tích từ đâu ra? Những tòa nhà lớn, những con đường lớn cũng không thể mang cho lãnh đạo cấp trên xem được. Cuối cùng, thứ mà để lãnh đạo cấp trên xem xét, bàn bạc, vẫn là tài liệu. Lương Thu Duệ tiếp thu được ý đồ của Bí Thư. Thấy Bí Thư Hạ có ý không nói đến chuyện của Tiểu Quỳ, thì lại kín đáo nhắc nhở một chút. Bí Thư Hạ, Tiểu Quỳ gần đây bị ốm, tạm thời không thể nấu cơm cho ngài.
bị ốm thì cần phải nghỉ ngơi cho tốt, tôi ăn cái gì bên ngoài cũng được. Hạ Tưởng nói như không có việc gì, sau lại bổ sung thêm một câu. Thay tôi chăm sóc cô ấy thật tốt, giúp cô ấy an tâm dưỡng bệnh, mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi. Một câu cuối cùng đầy thâm ý, Lương Thu Duệ nghe xong liền hiểu, mỉm cười, đi ra ngoài. Nói chuyện với lãnh đạo, nhiều lúc phải giả bộ ngu ngơ một chút, bởi vì có những chuyện vốn không tiện nói ra, mọi người trong lòng đều hiểu hết, nếu không biết ý mà nói ra chứng tỏ là người không có trí tuệ chính trị. Nhiều lúc, chúng ta đều biết là chuyện không tốt nhưng vẫn phải làm bởi vì nếu không làm thì sẽ rất khó để bước lên. Lương Thu Duệ vừa đi không lâu, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Tiêu Ngũ, sau khi nghe Tiêu Ngũ báo cáo lại tỉ mỉ, Hạ Tưởng chỉ nói một câu. Tôi biết rồi. Sau đó lại hỏi. Đã thu xếp mọi việc ổn thỏa cả chưa? Tất cả đều đã thu xếp ổn thỏa rồi. Tiêu Ngũ đã thông minh hơn nhiều so với trước kia, không cần nói, anh ta cũng biết bí thư Hạ hỏi chính là hai người Nga Ni Trần và Tiểu Quỳ. Tôi muốn đứng ra thu xếp nhưng người ta không nghe, đòi tự mình ra tay, đành phải để kệ anh ta. Tiêu Ngũ vốn định góp tiền góp sức giúp sắp xếp cho nhóm người Nga Ni Trần, Nga Ni Trần tuy rằng bây giờ xa cơ, nhưng vẫn còn cốt tiết, anh ta tuy rằng không được như trước kia tiền nhiều thế nhưng lạc đà dẫu gầy vẫn lớn hơn ngựa, mặc dù hắn không có đến mấy trăm triệu, nhưng mấy chục triệu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, lão tặc vừa trông thấy Nga Ni Trần liền lập tức tật tâm, chạy trước chạy sau, khiến Tiêu Ngũ xúc động vô cùng, thầm nghĩ rằng đừng chỉ thấy Nga Ni Trần là người xấu. Anh ta tuy xấu nhưng cũng là người có tình có nghĩa, có thể khiến cho thuộc hạ một lòng đi theo anh ta như thế, cũng có thể thấy được anh ta cũng có quy tắc đối nhân xử thế. Lão tặc dẫn đến khoảng 20 người, vừa thấy Nga Ni Trần xuất hiện lại trên giang hồ, lập tức hoan hô không ngừng, bày tỏ thái độ muốn đi theo Nga Ni Trần. Nga Ni Trần thuê một nhà dân hẻo lánh ở vùng ngoại ô làm nơi tập hợp, thoạt trông hết sức bình thường. Sau khi đã tụ tập đông đủ mọi người, anh ta mới phân tích tình huống. Kết hợp với những vấn đề chính trị khó khăn mà Hạ Tưởng gặp phải ở Tần Đường, liền nhanh chóng bố trí, làm ra một cảnh tượng nhanh gọn, dứt khoát. Nga Ni Trần đúng là Nga Ni Trần, anh ta muốn đồng thời đạt được hai mục đích, giải quyết dễ dàng vấn đề chính trị khó khăn cho Hạ Tưởng. Cái Nga Ni Trần muốn không chỉ là ra tay thay Hạ Tưởng giải quyết một vấn đề khó bên cạnh, mà còn muốn từ đó giúp Hạ Tưởng hóa giải một vấn đề chính trị khó, y tự tin hiểu biết về chính trị nhiều hơn Ngưu Lâm Quảng. Đã ra tay thì phải thu được hiệu quả một công đôi việc. Hạ Tưởng vừa đặt điện thoại của Tiêu Ngũ xuống, Lưu Kiệt Huy liền điện tới. Bí thư Hạ, qua nghiên cứu thảo luận lại của hội nghị thường vụ, việc bổ nhiệm đồng chí Hồ Thư Dương đã thuận lợi thông qua biểu quyết. Lưu Kiệt Huy hành động thật nhanh, Hạ Tưởng cười ha ha. Cảm ơn Hội đồng Nhân dân ủng hộ công việc của Thành ủy. Nhưng tôi có một câu, không biết nên hay không nên nói. Giọng Lưu Kiệt Huy ẩn chứa ý uy hiếp. Chủ nhiệm Lưu có chuyện nói, tôi cũng phải tiếp nhận giám sát của Hội đồng Nhân dân. Hạ Tưởng cười ha ha, hắn cũng biết nói giọng quan cách. Tần Đường không thể so với Thiên Trạch, cũng không thể so với thành phố Lang. Tần Đường là trung tâm kinh tế của tỉnh Yên, cục diện chính trị yên ổn đoàn kết là tôn chỉ hàng đầu. Lời Lưu Kiệt Huy tự nhiên có điều ám chỉ. Yêu cầu của tỉnh đối với Tần Đường là ổn định vượt qua tất cả. Chủ nhiệm Lưu nói đúng, ổn định cao hơn tất cả. Lúc trước chưa đến Tần Đường đã nghe người ta nói Tần Đường nhiều người lắm của, nhiều xe đẹp, nhiều nhà giàu có, còn có người lái xe thiết giáp tuần tra trên đường, nhưng sau khi đến mới biết, người Tần Đường thật sự rất giàu, nhưng chuyện lái xe thiết giáp đi tuần trên đường là chuyện thêu dệt vô căn cứ, chính trị Tần Đường yên ổn, làm sao có thể xuất hiện những nhóm tội phạm mang tính xã hội đen chứ? Chương 1157, chuốc họa vào thân. Quay lưng đóng cửa. Lưu Kiệt Huy liền bị nghẹn không thốt ra lời, Hạ Tưởng nói là nói mát, cũng không phải có ý trào phúng, y sao có thể không hiểu. Vốn dĩ y đã bực mình, Mã Quân bị người đánh, một cánh tay suýt nữa là tàn phế, nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn, bởi vì tên khốn khiếp Mã Quân này cứ luôn để cho người ta lật tẩy mình, mấy trăm triệu tham ô nhận hối lộ và cả tòa biệt thự đều bị người ta chụp ảnh lưu lại, đồng nghĩa với việc bỏ mạng vào tay đối phương, không thỏa hiệp không được. Nghe nói Ủy ban Kỷ luật thành phố đã nhận được chứng cứ liên quan. Thật ác độc, Lưu Kiệt Huy giận dữ nổi trận lôi đình, nhưng cũng chẳng có cách nào, y nghi là Hạ Tưởng gây ra, nhưng không có chứng cứ nào mà dám hoài nghi bí thư thành ủy, chính là tối kỵ trốn quan trường, nếu y tố cáo lên tỉnh, nói không chừng sẽ rước họa vào thân. Y cũng rõ,
bây giờ Hạ Tưởng đang mong sao y xảy ra chuyện để dễ hất cẳng. Đợi sau khi Hạ Tưởng kiêm nhiệm chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân, địa vị của hắn ở Tần Đường sẽ càng được củng cố. Lưu Kiệt Huy đã hạ quyết tâm, nói gì cũng phải ngồi vững vị trí chủ tịch Hội đồng Nhân dân, phải nằm ngay bên cạnh Hạ Tưởng quan sát hắn như hổ rình mồi. Tuy chủ tịch Hội đồng Nhân dân không có nhiều quyền lực hạn chế bí thư thành ủy, nhưng chỉ cần Hạ Tưởng muốn điều chỉnh bất kỳ đầu não của cơ quan chính quyền nào thì đều phải qua cửa Hội đồng Nhân dân. Con cóc bu trên chân bạn, không cắn bạn cũng làm bạn lỡ loét đến chết. Nhưng lúc này không buông tay không được, không buông tay sẽ khó giữ Mã Quân. Buông tay, Mã Quân bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác coi như vật hy sinh. Lưu Kiệt Huy hận sắt không rèn thành thép, nhìn cánh tay phải của Mã Quân máu chảy đầm đìa, vừa thương vừa giận, đầu tiên là tát Mã Quân một cái, rồi lại bảo y lập tức thu dọn hành lý nhanh chóng ra nước ngoài đi Canada tránh sóng gió. Canada là cảng tránh gió, là nơi vô số quan lại tham ô vẫn hay đến nhất, là nơi phương Tây mượn cờ hiệu dân chủ vơ vét của cải. Mã Quân vừa bị thương vừa mất mặt, dưới cơn thịnh nộ của Lưu Kiệt Huy đành chật vật trốn đi Canada. Lo lắng đề phòng cả đoạn đường, không ngờ đăng ký thuận lợi, Lưu Kiệt Huy cũng hiểu được một điều, Hạ Tưởng không hề có ý nghĩ bắt lấy Mã Quân. Cũng có thể là sợ vừa mới đến Tần Đường, để tránh rêu rao nhiều quá, hoặc cũng có thể hắn có băn khoăn khác không biết chừng, dù sao đi nữa Mã Quân đã ra đi thuận lợi rồi, Lưu Kiệt Huy lập tức ra quyết định bật đèn xanh cho Hồ Thư Dương. Nhưng với Diệp Phàm y phải đè ép một chút, chuyện nào ra chuyện đó, Diệp Phàm là người của Phạm Tiến. Phạm Tiến không làm y hài lòng, y sẽ không buông tha. Vốn muốn gọi cuộc điện thoại cảnh cáo Hạ Tưởng, không ngờ lại bị Hạ Tưởng nói trở lại, y giận vô cùng, buông điện thoại xuống uống liên tục mấy ngụm nước mới hạ được cơn tức trong lòng. Nghĩ nghĩ rồi lại nhấc điện thoại lên gọi cho Trương Quốc Vĩ, Trương Quốc Vĩ còn đang ở thành phố Yến chưa về, bình thường tuy y vô cùng ghét kiểu làm người thâm hiểm của Trương Quốc Vĩ, nhưng bây giờ lại cảm thấy Trương Quốc Vĩ thực sự là trợ thủ lớn nhất khi y đang lâm vào cảnh khốn cùng. Chủ nhiệm Lưu, tôi có nghe nói sự tình rồi, Mã Quân ra nước ngoài ở một thời gian là việc tốt, thanh niên mà, không mài rũa không thành người. Trương Quốc Vĩ rốt cuộc vẫn khôn khéo hơn người, đầu tiên an ủi Lưu Kiệt Huy mấy câu cái đã rồi sau đó lại nói. Vài hôm nữa chủ tịch tỉnh Đàm muốn đến Tần Đường thị sát, phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chí Lưu Quốc Viễn cũng sẽ đến cùng. Chủ nhiệm Lưu, tôi thông báo trước với anh phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi. Lưu Kiệt Huy cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng với Phó Chủ tịch tỉnh tới chơi, là khẳng định đối với công tác của y biết Hạ Tưởng khẳng định luôn luôn đang tìm cách lật đổ vị trí của y, hiện tại xem ra, bí thư Hạ đừng mong thực hiện được. Chờ xem, Lưu Kiệt Huy sờ sờ trên đỉnh đầu ngày càng ít tóc, dù sao thì cũng là kỳ cuối của y rồi, Hạ Tưởng có thể làm gì y? Y sau này liên kết với Trương Quốc Vĩ. Không tin không thể khống chế được một tên bí thư thành ủy gốc gác không vững. Hơn nữa, tuổi của y và của Trương Quốc Vĩ cộng lại cũng gấp 3 lần tuổi Hạ Tưởng, ăn cơm nhiều hơn bấy nhiêu năm, còn không chỉ được một tên thanh niên sao. Nếu thực sự như vậy, tuổi tác chẳng phải đều là bỏ xó hết sao. Hạ Tưởng vừa đặt điện thoại Lưu Kiệt Huy xuống, Thường Công Trị liền một tay xoa bụng, một tay cầm ly trà bước những bước vững vàng đến văn phòng hắn. Nhìn thái độ nhàn nhã tự đắc của Thường Công Trị thật không giống với việc đến báo cáo công việc, quả nhiên, y vừa mở miệng liền nói. Bí thư Hạ, bận không? Không bận tôi với anh nói vài chuyện phiếm. Không bận, lão Thường có lời gì cứ nói. Hạ Tưởng mỉm cười, nhìn ly trà nóng trong tay Thường Công Trị liền cười nói. Ly đẹp đấy, có phải ly, nghi sinh thủy, đang nổi gần đây không? Nghe nói có công hiệu chữa bệnh nữa. Thường Công Trị giơ ly nước lên nhìn rồi lại hạ xuống. Là đứa con mua cho tôi, nói là có thể giải rượu, có thể hóa giải chất béo trong người, còn các loại công hiệu thần kỳ khác, tôi thì không tin. Một cái ly bình thường có thể chữa trị bách bệnh, vậy còn cần bác sĩ làm gì? Dân mình cứ thích nói quá lên, theo tôi thì cứ niêm phong bọn họ. Chỉ một cái ly mà nói tới vô cùng kỳ diệu, không khác gì những thầy lang đi khắp hang cùng ngõ hẻm trước kia, đều là thuốc chữa được bách bệnh. Thật ra là linh đan thuốc tốt gì chứ? Bên trong chứa toàn mục gỗ thôi. Thường Công Trị vừa tới đã bực tức liên hồi, làm cho Hạ Tưởng cười thầm, cũng không biết hôm nay y khó chịu ở đâu, chút cả vào cái ly. Nhưng nói đi cũng phải nói trở lại, Hạ Tưởng cũng tán đồng với lý lẽ của Thường Công Trị, những thứ càng được thổi phồng thần kỳ trên thị trường, hơn một nửa là giả. Nói đúng rồi,
Trên đời chẳng có lý luận nào phù hợp với tất cả các quốc gia, cũng không có hình thức nào phù hợp với tất cả các thành phố. Hạ Tưởng tiếp lời, rồi lại chuyển đề tài sang việc trong nhà. Nói chuyện với Thường Công Trị về chuyện con cái và thời tiết một lát, cũng hơi có cảm giác quan hệ gần hơn một bậc, Thường Công Trị mới từ từ đưa ra ý chính. Công việc ủy ban kỷ luật của Tần Đường không dễ làm lắm, bởi vì kinh tế khá phát đạt, mâu thuẫn tập trung, thư tố cáo nặc danh thì nhiều, mỗi ngày đều như tuyết rơi vậy. Không xem thì phụ lòng tin của nhân dân, mà mỗi thư đều xem thì lượng công việc sẽ rất lớn, hơn nữa đa số đều là thư tố cáo không có căn cứ hoặc là trả đũa. Công việc của thành ủy là vô cùng phức tạp, chúng ta vẫn phải làm hết trách nhiệm mới có thể xứng đáng với sự phó thác của nhân dân. Hạ Tưởng biết Thường Công Trị chắc chắn có việc chính muốn nói chuyện phiếm không thể lựa giờ đang làm mà nói, đều là lão quan trường, nếu là việc gấp chắc sẽ đi thẳng vấn đề rồi, nhưng nếu là vấn đề khó cần một chút trí tuệ mới có thể giải quyết được, thì sẽ thích vòng vo. Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên vẫn nghiêm khắc yêu cầu nhân viên ủy ban kỷ luật, đàng hoàng xem xét mỗi lá thư tố cáo. Tay của Thường Công Trị lại xoa mấy vòng lên bụng, rồi mới thong thả nói. Có một bức thư phản ánh sự thật một cảnh sát tham ô nhận hối lộ, tự giữ súng riêng hơn nữa còn có một biệt thự, tài liệu tố cáo vô cùng tỉ mỉ xác thực, còn có một lượng lớn hình ảnh, do sự việc quan trọng, nên tôi để lại cái đã. Công an cảnh sát tham ô nhận hối lộ là biết luật mà phạm luật, tội nặng gấp đôi. Hạ Tưởng nói, rồi lại có vẻ nghĩ ngợi gì đó. Nhưng suy cho cùng liên can đến công an cảnh sát, phải qua xác thực tỉ mỉ và điều tra lấy bằng chứng, mới có thể kết luận. Không được dễ dàng phủ định một cảnh sát, nhưng cũng không để thoát con sâu làm dầu nồi canh. Thái độ Hạ Tưởng có hơi ba phải cái nào cũng được, không kiên quyết lắm, Thường Công Trị lại liên tưởng đến việc Mã Quân ung dung thoát ra nước ngoài liền đại khái lĩnh hội được ý đồ của bí thư Hạ, liền cầm ly trà lên cáo từ. Sẽ đi điều tra tỉ mỉ, điều tra tới cùng. Hạ Tưởng đứng dậy tiễn Thường Công Trị, cho y đủ lễ tiết, Thường Công Trị nở mày nở mặt mỉm cười bước đi. Ngày thứ hai, Tần Đường có hai sự việc truyền đi cùng lúc, việc thứ nhất là thị trưởng Trương từ tỉnh về rồi, mang theo tin tức là phó chủ tịch tỉnh Đàm ba ngày sau sẽ đến Tần Đường thị sát công việc, đồng hành cùng có phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lữ Quốc Viễn. Phó chủ tịch tỉnh Đàm đến thăm có thể xem như là sự ủng hộ công khai đối với việc thị trưởng Trương bán xe ủng hộ giáo dục, bởi vì Đàm Quốc Thụy phân công quản lý giáo dục, chuyến thăm của phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lữ Quốc Viễn còn hơi có ý sâu xa. Người ngoài cuộc không biết nội tình. Nhưng từ khi có người nhanh nhạy tin tức đem sự tình Hội đồng Nhân dân thành phố bóp chẹt bí thư Hạ chọn người bổ nhiệm liên kết với nhau, thì biết sự liên hệ bên trong rồi, đều âm thầm cân nhắc đấu tranh chính trị, khuếch đại lên. Nhưng việc thứ hai càng làm cho vô số người không hiểu làm sao, Hội đồng Nhân dân biểu quyết thông qua việc Hồ Thư Dương nhậm chức, đồng thời chính thức phát bổ nhiệm thư. Chương 1158, sắp bị đánh vỡ, đâm lao phải theo lao. Số người biết chuyện của Mã Quân không nhiều, do đó nhiều người hoàn toàn không rõ sự việc rốt cuộc xảy ra chuyển biến ở tình tiết nào, nhưng ít nhất nhìn ở mặt ngoài, bí thư Hạ lại thắng một ván nữa, bởi vì Lưu Kiệt Huy tương đương với việc tự vả vào mồm mình, mới kiên quyết chưa được mấy ngày đã tự động nhận thua. Người khác nói còn được, không đoán được thì có thể không đoán, bởi vì là người ngoài cuộc, và bản thân cũng chẳng có lợi ích nhiều, tội gì phải lo lắng. Nhưng Phạm Tiến thì không được rồi, quá ức hiếp người. Đề bạt của thị trưởng Trương cũng được thông, cả đề bạt của bí thư Hạ cũng thông qua, chỉ có Diệp Phàm tức đề danh của y, đến bây giờ vẫn còn ở đâu đâu là vì y là nhân vật số 3 sao. Phạm Tiến nổi giận, quyết định tỏ ra thái độ cho Lưu Kiệt Huy xem. Phạm Tiến gọi mấy cuộc điện thoại tỉnh xong, sau đó trong lòng có chủ ý liền đến gõ cửa văn phòng Hạ Tưởng. Theo tổng thể mà nói, thế cục của Tần Đường phát triển trong ổn định, cơ bản là tiến triển theo chiều dự tính của Hạ Tưởng. Những công việc chính trị, nếu đều dùng phương pháp chính trị để giải quyết thì thực ra cũng không khó. Hắn thân làm bí thư thành ủy nên có đủ quầng sáng quyền lực. Nhưng vấn đề là, quyền phát ngôn trốn quan trường hoàn toàn không nhất định quyết định bởi chức vị cao thấp, mà còn là kinh nghiệm, người đứng sau, uy danh, phe phái. Trong thành ủy Tần Đường, điều mà Hạ Tưởng thiếu là kinh nghiệm và uy danh. Nhưng hiện tại, kinh nghiệm hắn đang dần dần tích lũy, uy danh cũng dần tăng lên. Có thể trong mắt người ngoài, địa vị của hắn và Trương Quốc Vĩ đã không giống trên dưới nữa rồi, nhưng xem ra, hắn vẫn còn kém vài phần. Bởi vì Trương Quốc Vĩ cây lớn dễ quá sâu, những nhân vật số 1 trong thành phố có hơn một nửa là thân tín của y,
đến những nhân vật số 1, số 2 ở các huyện bên dưới cũng hơn một nửa là y đề bạt lên. 6 khu 6 huyện trực thuộc Tần Đường, còn có 2 huyện cấp thị, tổng cộng là 14 khu huyện, phỏng chừng có 7 khu huyện là có tay chân sai đâu đánh đấy của Trương Quốc Vĩ. Ở những huyện khác, dù cho không có những nhân vật số 1, số 2 là người của Trương Quốc Vĩ, thì trong ủy viên thường vụ cũng có cận kề thân tín của Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ giống như gốc cây đại thụ che cả trời, có thể nhìn thấy tán cây lắm cành nhiều lá chứ không nhìn thấy gốc rễ rắc rối khó gỡ, trải rộng khắp các cơ quan đảng chính lớn nhỏ ở Tần Đường. Muốn nhổ tận gốc Trương Quốc Vĩ là không có khả năng, cũng không cần truy cứu nguyên nhân lịch sử hình thành thế lực lớn mạnh của Trương Quốc Vĩ. Hạ Tưởng rất rõ mục đích hắn đến Tần Đường là gì, chính là học được đạo lý dùng người, trong môi trường phức tạp, trở thành một bí thư thành ủy đúng chuẩn. Không, nói chính xác hơn, có lẽ là một nhân vật số 1 ưu tú. Những đấu đá chính diện thì dễ đối phó, nhưng những thủ đoạn đen tối thì hơi phiền toái. Ngưu Lâm Quảng nhiều lần khiêu khích, mới là nguyên nhân làm cho Hạ Tưởng âm thầm chấp nhận Tiêu Ngũ mời gọi Nga Ni Trần ra mặt. Hạ Tưởng hoàn toàn không muốn chính diện va chạm với Ngưu Lâm Quảng, bởi vì trọng tâm công việc của hắn không phải ở đó, hơn nữa cũng có rất nhiều người nhắc nhở hắn chớ động Ngưu Lâm Quảng, không động thì không động là được rồi, hắn cũng không phải là đi đến đâu, cũng phải hóa thân chính nghĩa dẹp loạn những việc bất bình ở đó. Đất nước rộng lớn, đường không bằng phẳng cũng nhiều, hắn phải dựa vào sức lực của một người để đạp lên những con đường không bằng phẳng dưới thiên hạ không công bằng. Nhưng Ngưu Lâm Quảng lại quá mức ngông cuồng kiêu ngạo, không dạy dỗ xử lý, hắn sẽ không dừng việc gây sự phiền toái. Mục đích là dụ y phạm sai lầm, kéo y xuống nước, chính là muốn phối hợp với Trương Quốc Vĩ từ đằng sau. Hắn phải thua quyền, Trương Quốc Vĩ không chịu thả ra, hai bên tranh giành mãnh liệt, nhất định phải có một người thắng. Trương Quốc Vĩ không cam tâm thất bại, hắn lại có thể cam tâm không thu được thứ gì ở Tần Đường sao? Khẳng định là không thể. Bởi vậy, sau khi trực tiếp lợi dụng cảnh sát ba địa phương nghiêm khắc cảnh cáo Ngưu Lâm Quảng, không ngờ Ngưu Lâm Quảng lại nhắm thủ đoạn đen tối vào người bên cạnh hắn, cuối cùng đã chọc giận Hạ Tưởng. Hạ Tưởng muốn Nga Ni Trần xuống núi, lại không phải thật sự muốn Nga Ni Trần đánh bại Ngưu Lâm Quảng, lấy đen trị đen suy cho cùng không phải là dạng chính phái. Tuy hắn có thể đặt mình ngoài cuộc, nhưng cũng không phải là dự tính ban đầu của hắn. Điều mà hắn cần chỉ là muốn để cho Nga Ni Trần trấn thủ, một là bảo vệ sự an toàn của những người bên cạnh, hai là ngăn cản Ngưu Lâm Quảng không ngừng gây ra những phiền toái nhỏ, nếu như Ngưu Quảng Lâm cứ u mê không tỉnh thì cũng không loại trừ khả năng để Nga Ni Trần phản kích. Nga Ni Trần là một thanh kiếm sắc hay một cái dao cùn, hoàn toàn đều nhìn vào việc Ngưu Lâm Quảng có biết điều hay không. Nếu Ngưu Lâm Quảng biết điều, đồng thời rút lui thì Nga Ni Trần chính là một cây dao bén giả cùn, cùng hoa nhài vàng, bạc đoàn tụ ở Tần Đường đều được. Nếu Ngưu Lâm Quảng chết vẫn không thay đổi, cho rằng y có thể hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của bí thư thành ủy, thì Hạ Tưởng cũng không hiền lành đôn hậu nữa, Nga Ni Trần sẽ hóa thành một thanh kiếm sắc, chém một nhát nhất định thấy máu. Đương nhiên, Nga Ni Trần cũng có thể làm ăn chính đáng ở Tần Đường, do Tiêu Ngũ âm thầm ra mặt đối phó, kiếm không được nhiều tiền. Bảo đảm tài chính cho Nga Ni Trần duy trì xoay chuyển bình thường thì không phải là vấn đề lớn. Lần này Nga Ni Trần ra tay mạnh tấn công Mã Quân, xử lý Lữ Chấn Dương và Trương Thần Phương, Hạ Tưởng tuy trong lòng có hơi bất mãn nhưng vẫn giữ im lặng. Hắn rất rõ cách làm người của Nga Ni Trần, Nga Ni Trần chỉ là phối hợp với hắn ở một khía cạnh, chứ không phải mọi việc đều nghe theo kiến nghị của hắn. Cũng có thể nói, từ khoảnh khắc này về sau, Nga Ni Trần chính thức là thả hổ về rừng. Mặc ông ta đi, Hạ Tưởng quyết định không gặp mặt Nga Ni Trần, cũng không liên lạc qua điện thoại, làm như không biết Nga Ni Trần ở Tần Đường, càng không biết Nga Ni Trần đã làm những chuyện gì ở Tần Đường. Bởi vì ngay cả những việc Ngưu Lâm Quang đã làm ở Tần Đường hắn còn không rõ, làm sao biết một người ở nơi khác đến như Nga Ni Trần. Bàng quan là được rồi, chỉ có điều, Ngưu Lâm Quang trộm gà không thành, có thể lại có chiêu báo thù hay không? Bên ngoài cửa vang lên, Từ Tử Kỳ báo cáo. Bí thư Hạ, bí thư Phạm đến rồi. Phạm Tiến đến rồi, Hạ Tưởng cười hiểu ý, thế cục cân bằng ở Tần Đường sắp được phá vỡ rồi. Ngưu Lâm Quảng đang ngồi trong văn phòng chơi súng lục, đột nhiên bắn một phát vào bên cạnh chỗ Hách Tư Vị đang đứng. Một tiếng bằng vang lên trong khoảng không, trong súng không có đạn, chứ không thì Hách Tư Vị đã chảy máu tại chỗ rồi. Dù biết Ngưu Lâm Quảng thích dùng súng giống dọa người, nhưng Hách Tư Vị mỗi lần như thế đều sợ run người. Ai mà muốn súng chĩa vào mình chứ, nếu chẳng may trong súng có một viên đạn,
thì chẳng phải là trả bằng mạng sống sao? Chơi cái gì chẳng được, lại chơi nổ súng dọa người. Hách Tư Vị càng hiểu rõ, Ngưu Lâm Quảng không phải tùy tiện nổ súng dọa người, thủ pháp gã dùng súng giống không dọa người chứng tỏ có điều bất mãn, họng súng nhắm vào ai chính là có ý kiến với người đó. Nói một cách chính xác, Ngưu Lâm Quảng thể hiện sự bất mãn mãnh liệt đối với hậu quả gây ra của việc anh ta cổ động Mã Quân gây sự. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh ta, ai bảo Mã Quân đầu người óc heo, không, phải nói là ai biết sẽ có thần binh từ trên trời rơi xuống, đột nhiên tiêu diệt một bang vốn được gọi là thế lực Bắc Kinh. Lai lịch của đối phương thế nào, Hách Tư Vị cũng không biết, điều tra cả buổi kết quả cũng chẳng điều tra ra được manh mối gì, kỳ lạ quá, lẽ nào đối phương thật sự trên trời rơi xuống sao? Trên trời rơi xuống không chỉ có em Lâm mà còn rơi xuống cả xã hội đen. Nhưng, Hách Tư Vị thật sự cũng vô cùng bất mãn với Mã Quân, bởi vì hành vi có ý đồ cưỡng hiếp tiểu quỳ của Mã Quân chọc giận anh ta. Đến anh ta cũng không biết là chuyện gì, đột nhiên không hiểu vì sao anh ta lại thích tiểu quỳ. Tiểu quỳ là một cây hoa hướng dương, trong sạch, khỏe mạnh, tươi sáng, lại tràn đầy mỹ cảm, không giống như con gái thành phố, mảnh mai yếu ớt, động cái là khóc lóc sướt mướt. Làm bộ thẹn thùng nũng nịu, chỉ có tiểu quỳ mới là thực phẩm tự nhiên an toàn vô hại, rất phù hợp với tiêu chuẩn người con gái trong lòng anh ta. Mã Quân lại dám, Hách Tư Vị càng thêm căm hận Mã Quân, hơn nữa càng xem thường đầu óc không ra gì của Mã Quân, nếu không phải nhờ vào cha vợ là chủ tịch hội đồng nhân dân, thì với trình độ như Mã Quân có thể làm cục trưởng phân cục một khu sao? Xì, ngay cả một cảnh sát bình thường y cũng không xứng. Hách Tư Vị cũng chỉ mắng thầm trong lòng. Ngoài miệng không nói xấu Mã Quân một câu, bởi vì anh ta biết Ngưu Lâm Quảng rất bênh Mã Quân, anh ta càng biết rõ, xã hội đen không dễ lăn lộn, thực ra cũng gần như trốn quan trường, cấp bậc nghiêm ngặt, ăn nói cẩn thận đề phòng người đâm sau lưng, vẫn muốn một lúc nào đó dẫm đạp lên đối thủ cạnh tranh. Thời đại này, làm cái gì cho dễ dàng, chết cũng không dễ dàng, nghĩa địa cứ tăng lên thái quá, người nghèo chết cũng không có đất mà chôn. Chương 1159 Một bước bố cục, hai bước ra xe. Tổng giám đốc Ngưu, đối phương nói là bạn trai của tiểu quỳ ở Bắc Kinh, đoán chừng là giả, bởi vì tôi điều tra cả buổi cũng không tìm được lai lịch của đối phương, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Có điều, tôi lại bảo anh em tiếp tục truy cứu, nhất định phải ra manh mối nào đó. Hách Tư Vị cẩn thận nói chuyện không may trước, rồi bổ sung phương án xử lý sau, sau đó mới nhận sai. Xin lỗi, Tổng giám đốc Ngưu. Sự việc tan tành, phụ sự ủy thác của anh. Cũng là tôi tính toán sai lầm tình thế, không lợi dụng tốt mâu thuẫn địch ta, đồng thời đánh giá quá cao năng lực Mã Quân, xem nhẹ đối thủ, càng không ngờ đến sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Được rồi, được rồi. Ngưu Lâm Quảng vừa lòng, vẫy vẫy tay, thả súng xuống, điều mà gã thích nhất chính là Hách Tư Vị bình tĩnh, hơn nữa lại giỏi phân tích thế cục, chứ không phải đơn giản giả bộ ngây ngô. Càng thích cách Hách Tư Vị khi gặp chuyện đều đảm đương không thoái thác trách nhiệm, liền mỉm cười. Bớt lên giọng quan cách với tôi chút đi, tôi không phải là cán bộ chính phủ bụng phệ, nói chuyện không cần nghiền ngẫm từng chữ một. Tuy là nói vậy, thực ra Ngưu Lâm Quảng vẫn thích bộ dạng ăn nói chững chạc đàng hoàng của Hách Tư Vị, có quá nhiều kẻ thô kệch bên dưới, lời nói của Hách Tư Vị sẽ làm cho gã có cảm giác ở trên cao, cảm giác không phải tên trùm của một băng xã hội đen. Mà là một cán bộ chính phủ có kẻ trên người dưới. Ngưu Lâm Quảng lại nói. Tìm rõ lai lịch của đối phương, sau đó trả lại một cách đàng hoàng để cho chúng nó biết sự lợi hại của Ngưu Lâm Quảng, biết thế nào là mông hổ không được sờ, tần đường chỉ có thể có một Ngưu Lâm Quảng, một núi không thể chứa hai hổ. Thấy Ngưu Lâm Quảng đã hơi nguội giận, Hách Tư Vị liền đùa một câu rất hợp lúc. Một núi cũng có thể chứa hai hổ, trừ khi là một đực một cái. Ha ha, Tư Vị. Anh thật là. Ngưu Lâm Quảng thoải mái cười lớn, tâm trạng buồn bực do chuyện Lữ Chấn Dương, Trương Thần Phương và Mã Quân bị đánh phút chốc đã tan biến, nghĩ tới chuyện gì đó càng cười vang hơn nữa. Nghe nói áo ngực Trương Thần Phương bị người ta treo lên cây hả? Còn nổi danh, gọi áo ngực đỏ treo trên cao. Hách Tư Vị cũng cười. Tổng Giám Đốc Trương nói, sau này cô sẽ không dùng áo ngực đỏ nữa. Ngưu Lâm Quảng cười một hơi, rồi lại có vẻ đăm chiêu nói. Nghe nói tiểu quỳ bộ dạng cũng không tồi, rất có vẻ hoang dã. Hách Tư Vị giật mình một cái, không biết nói thế nào, Ngưu Lâm Quảng không phải đặc biệt háo sắc, nhưng khẩu vị độc đáo, nếu thật sự có người con gái bị gã để ý, gã chắc chắn sẽ dùng trăm phương ngàn kế để có được.
Người mà Ngưu Lâm Quảng bái phục nhất là Tam gia nào đó ở Đông Bắc, nhưng Tam gia có một sở thích chính là phụ nữ thành thục, sau khi thấy trên phố, sẽ lập tức kéo lên xe xử ngay tại chỗ, sau đó sẽ vứt lên 10.000. Lúc đó là những năm 90, số tiền 10.000 không phải là con số nhỏ. Ngưu Lâm Quảng khinh bỉ sở thích này của Tam gia, cho rằng đây là biểu hiện của ác quỷ háo sắc, đói bụng ăn quàng, làm tổn hại hình tượng. Ngưu Lâm Quảng từng để ý một MC của đài truyền hình Tần Đường, đem tiền và hoa tươi đi tấn công nhưng không thành công, một khi gã giận dữ là uy hiếp đối phương, vừa dọa vừa lừa kết quả cuối cùng cũng chiếm được, trước sau tốn hết 200.000. Nếu chẳng may Ngưu Lâm Quảng để ý tới tiểu quỳ thì rắc rối, Hách Tư Vị chớp mắt nhớ tới những mỹ nữ mà mấy năm nay Ngưu Lâm Quảng qua lại, trong lòng cũng có phán đoán đại khái về gu thẩm mỹ của gã. Tổng Giám Đốc Ngưu, một thời gian trước có một thương nhân đến từ Thiên Trạch, tên là Nghiêm Tiểu Thì, là một người đẹp tuyệt sắc, chắc chắn hợp khẩu vị anh. Hách Tư Vị ý nghĩ đen tối, vô tình đã đào một cái hố sâu cho Ngưu Lâm Quảng. Ồ, anh chính mắt thấy. Ngưu Lâm Quảng rất tin tưởng ánh mắt của Hách Tư Vị, y tâm tư nông cạn, liền lập tức bị Hách Tư Vị làm thay đổi sự chú ý, đem tiểu quỳ ném sang một bên. Lúc ấy tôi đang cùng Chủ tịch Gia Cát cùng nhau ăn cơm, chính là cái lần Chủ tịch Lã bị Dương Uy hành hung, tôi tận mắt nhìn thấy, vóc dáng cao gầy, tươi ngon mọng nước được và giống như mật đào. Hách Tư Vị dốc sức khen ngợi Nghiêm Tiểu Thì xinh đẹp, còn e sợ Ngưu Lâm Quảng không động tâm, liền bất động thanh sắc dùng phép khích tướng. Tuy nhiên xem bộ dáng cô ấy và Hạ Tưởng đi lại rất thân, nói không chừng là người phụ nữ của Hạ Tưởng. Phụ nữ của Hạ Tưởng. Ngưu Lâm Quảng nghiền ngẫm rồi mỉm cười, lại duỗi tay cầm lấy súng, tra vào một viên đạn, đột nhiên xoay chuyển một cái, sau đó nhắm ngay cửa sổ lại nả một phát súng, bằng một tiếng súng vang, hù Hách Tư Vị sợ tới mức thiếu đứng không vững đặt mông ngồi xuống đất. Ngưu Lâm Quảng chơi thật sao? Vừa nhìn cửa sổ hoàn toàn không bị hư hao gì, Hách Tư Vị mới hiểu được hóa ra là đạn giấy. Y âm thầm kinh hãi, Ngưu Lâm Quảng càng ngày càng vui giận thất thường, phỏng chừng cũng là bị thủ đoạn của Hạ Tưởng làm cho hơi thất thường. Ngưu Lâm Quảng thấy bộ dáng Hách Tư Vị sợ tới mức không biết làm sao, hài lòng mỉm cười, dường như Hạ Tưởng cũng giống như Hách Tư Vị có thể bị phát súng của gã làm cho kinh sợ. Gã không sao cả nói. Phụ nữ Hạ Tưởng nếu bị tôi chơi trên giường, mới thú vị chứ, chẳng sợ ban ngày thuộc về hắn, buổi tối mặc tôi đi, ban ngày Hạ Tưởng, buổi tối Ngưu Lâm Quảng, có phải rất giống với, ban ngày Ngả Thành Văn, buổi tối Nga Ni Trần, trước kia không? Hách Tư Vị thuận thế vuốt mông ngựa. Những lời này nói rất hay, không chỉ là phụ nữ, mà cả toàn bộ Tần Đường, cũng là ban ngày về Hạ Tưởng, buổi tối Ngưu Lâm Quảng. Ha ha! Ngưu Lâm Quảng ngửa mặt lên trời cười to. Nói rất hay, Tiểu Hách, chỉ bằng một câu này của anh, tối nay cũng phải tìm một cô bé cho anh chơi. Đầu bảng trong trung tâm tắm hơi, sàn nhảy của thực nghiệp trung thiên, tùy anh chọn, cho anh quyền lực chơi tới cùng. Phạm Tiến vào đến văn phòng Hạ Tưởng. Trên mặt rõ ràng có tức giận. Không tức giận không được, y một chút cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên đúng lúc đó thả Hồ Thư Dương đi, mà Diệp Phàm tiếp tục bỏ đó. Hiện tại thành một mình y nửa vời bị vẽ mặt, y liền nổi giận. Là thật sự nổi giận. Nhiều năm từng trải quan trường, lại thêm tính cách cho phép, Phạm Tiến cho rằng y sẽ tức giận, nhưng mùi vị bị người treo cao làm bia ngắm, thật sự không dễ chịu lắm, vẫn là nén không được lửa giận thiêu đốt. Muốn tìm Hạ Tưởng phân xử. Ngoài phân xử, kỳ thật vẫn là nói bóng nói gió, muốn biết rốt cuộc làm sao xảy ra vấn đề. Nếu chẳng may Bí Thư Hạ và Lưu Kiệt Huy cũng đạt thành thỏa hiệp, y trái phải không dựa được thì sẽ rơi vào kết cục người ngoài cuộc, cần phải đúng lúc đứng thành hàng. Nhưng vấn đề là, Lưu Kiệt Huy rõ ràng cùng Trương Quốc Vĩ có quan hệ chặt chẽ, sao có thể lại cùng Bí Thư Hạ thống nhất mặt trận. Tuy nhiên nghĩ lại, cũng chưa chắc. Lưu Kiệt Huy và Trương Quốc Vĩ Nga nào cũng là người giàu hoạt, ai cũng không phục ai, dường như hai người quan hệ rất không sai, kỳ thật cũng là mặt và tâm bất hòa. Phạm Tiến cũng không biết sự tình Mã Quân, cho nên mới vừa tức vừa vội lại không biết nguyên cớ. Vẻ mặt của y không còn là dấu chấm trước nay, mà là kéo dài vô hạn, thiếu chút nữa thành dấu chấm than. Bí Thư Hạ, tôi và chủ nhiệm Lưu nhiều lần kết nối, không thể nhất trí, tôi cố ý hướng ngài xin chỉ thị một chút. Tôi muốn hướng tỉnh ủy phản ánh vấn đề. Phạm Tiến một bụng tức tối, rốt cục lộ ra một mặt thất thố. Kỳ thật trước kia, y đã hướng ở tỉnh tố cáo qua Lưu Kiệt Huy, hiện tại lại lấy giọng điệu trưng cầu xin chỉ thị Hạ Tưởng,
vẫn là muốn thử phản ứng của Hạ Tường. Hạ Tường không có phản ứng gì, vẻ mặt bình tĩnh. Sự tình bên phương diện Hội đồng Nhân dân, tôi khó mà nói gì, đều là đồng chí lão thành, có lẽ tư tưởng cố chấp khó xoay chuyển. Bí thư Phạm, chúng ta phải trân trọng và thấu hiểu đồng chí lão thành nhiều một chút. Tôn kính đồng chí lão thành là nên thế, nhưng có vài người cậy già lên mặt thì không đúng rồi, việc khó do con người làm ra, không ủng hộ quyết định của thành ủy, quyền uy thành ủy đặt ở đâu. Phạm Tiến thấy Hạ Tường bất động thanh sắc, càng thêm nhận định giữa Hạ Tường và Lưu Kiệt Huy đã đạt thành giao dịch gì đó, trong lòng càng phẫn hận khó bình, có một cảm giác uất ức bị người vứt bỏ. Tốt lắm, người xấu y làm, người tốt anh làm, ưu đãi các anh chia, cuối cùng liền đem một mình y quăng qua một bên ăn không khí, cũng quá là không có tình người rồi. Cho dù quan trường không phải chỗ nói chuyện tình người, ít nhất cũng phải tuân thủ một quy tắc ước định mà thành mới được, tức là ưu đãi mọi người cùng chia, trách nhiệm mọi người cùng gánh. Nếu ai cũng cho rằng y yếu đuối có thể bắt nạt, có thể bất cứ lúc nào để y làm vật hy sinh, thì người đó sai càng thêm sai. Vấn đề này tôi cũng đã cùng chủ nhiệm Lưu kết nối qua, chủ nhiệm Lưu cũng rất khó xử, ông ta nói ông ta rất ủng hộ công tác thành ủy, kiên quyết ủng hộ quyết định của hội nghị thường vụ, nhưng mấy phó chủ nhiệm và ủy viên thường vụ chủ yếu của Hội đồng Nhân dân lại có cái nhìn khác với đồng chí Diệp Phàm, anh S đang lần lượt làm công tác tư tưởng, cần một chút thời gian. Hạ Tưởng làm bí thư thành ủy, chỉ có thể bày ra lập trường phối hợp ở giữa, cũng không thể biểu lộ quá nhiều, bí thư thành ủy là một người có máu có thịt, nhưng có khi lại là một chức phụ, một nhân vật duy trì hình tượng công chính. Vậy đi, tôi lại làm công tác với chủ nhiệm Lưu, anh cũng dốc sức, cùng mấy vị đồng chí phụ trách bên Hội đồng Nhân dân kết nối nhiều hơn. Về phần hướng tỉnh ủy phản ánh vấn đề, Phạm Tiến dựng tai lên, bí thư Hạ nói nửa ngày, dường như không có một khuynh hướng nào. Mấu chốt phải xem một câu cuối cùng, trong lòng y không hiểu sao tim đập liên hồi, đã lâu không được khẩn trương thế này. Tôi không ý kiến gì, để lãnh đạo tỉnh hiểu biết chi tiết tình huống Tần Đường, cũng là sự tôn trọng đối với lãnh đạo tỉnh. Lời Hạ Tưởng khiến Phạm Tiến thở phào một hơi, cũng may, bí thư Hạ có chút biểu lộ khuynh hướng, cũng khiến y rất là yên tâm, còn tưởng rằng bí thư Hạ đối với sự cố tình mắc kẹt của Lưu Kiệt Huy là thái độ hoàn toàn dung túng. Còn tưởng rằng bí thư Hạ không dám ngay mặt đáp lại Lưu Kiệt Huy, ít nhất chấp nhận việc y hướng tỉnh ủy phản ánh vấn đề, chính là biến thành bất mãn đối với Lưu Kiệt Huy. Quyền uy của bí thư thành ủy ở mỗi một gút mắc đều được chấp hành tuyệt đối, nhân vật số một chính là nhân vật số một, bị Hội đồng Nhân dân chói tay chói chân, sao có thể chứ? Về sau còn có rất nhiều bổ nhiệm phải được Hội đồng Nhân dân phê chuẩn, trừ phi bí thư Hạ không muốn ở Tần Đường lập uy cầm quyền. Chỉ cần muốn ở Tần Đường chủ trì công tác toàn diện, nhất định phải đem phiền toái bóp cổ của Hội đồng Nhân dân hoàn toàn giải quyết, nếu không, bí thư Hạ chính là bí thư què quạt,